Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 166. Nghe được lời của nhị nha, Dương Diệp tê cả da đầu, thái cổ chân long sinh ra là cho nàng ăn. Lúc này, thanh âm của kiếm kinh vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Bình thường, trong chuỗi sinh vật, ở trong mắt sói, dễ sinh ra chính là cho chúng ăn, không phải sao? Chuỗi sinh vật. Ánh mắt của Dương Diệp lần nữa rơi vào trên người nhị nha, không hề nghi ngờ, trong chuỗi sinh vật, nhị nha còn cao hơn thái cổ chân long. Dương Diệp thấp giọng thở dài, kỳ thật đối với bản tính của nhị nha, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Yêu giới có pháp tắc sinh tồn của yêu giới, nhân giới có pháp tắc sinh tồn của nhân giới, người ép pháp tắc sinh tồn của nhân giới lên người nhị nha, rõ ràng cho thấy không thích hợp. Bất quá nếu như nhị nha theo hắn, hắn liền có trách nhiệm để cho nhị nha biến thành có, nhân tính, một chút. Cũng còn tốt, nhị nha có lương tâm và nhân tính của nhân loại, bằng không thì nàng không có khả năng làm bạn với tiểu Ngưu, còn buông tha thái cổ chân long. Chỉ có điều nhìn lâu dài, khả năng không phải biện pháp. Ở Dương ca ca, ta và tiểu Bạch đi chơi. Lúc này nhị nha đột nhiên nói. Vừa nói nàng nhìn tiểu Bạch vẫy vẫy tay, sau đó nhún nhảy một cái biến mất, L. Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp nhếch miệng cười cười, sau đó vội vàng đi theo, tiểu Ngưu tự nhiên là theo sát phía sau. Tiểu Ngưu rất kính sợ nhị nhắc, nhưng ở trong lòng nó, nhị nha kỳ thật vẫn rất tốt. Thái cổ chân long kia, kỳ thật cũng không tệ lắm, đáng tiếc là không thể điệu thấp. Trong tràng, kỳ còn Dương Diệp và Kiếm Kinh. Hai người nhìn thoáng qua thái cổ chân long đã hấp hối, có chút bất đắc dĩ. Dương Diệp đi tới trước mặt thái cổ chân long. Sau đó bàn tay đè lên nó, hồng mông tử khí liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể thái cổ chân long, theo hồng mông tử khí tràn vào, thái cổ chân long lập tức tốt lên rất nhiều. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nhìn về phía kiếm kinh. Bản thể nhị nha đến tột cùng là cái gì? Thậm chí ngay cả thái cổ chân long cũng bị nàng đè đánh. Kiếm kinh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Nó có thể tới từ trước thời đại thái cổ, là... Nói đến đây... Kiếm kinh dừng lại. Cái gì? Dương Diệp vội hỏi. Kiếm kinh lắc đầu. Không có khả năng, căn bản không có khả năng, loại sinh vật kia đã sớm diệt sạch, cho dù là ở vĩnh hằng vũ trụ cũng cơ bản chưa từng thấy qua, vĩnh hằng chi giới này càng không khả năng có. Dương Diệp cười khổ, muốn hỏi đến tột cùng là vật gì, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau một khắc, hắn quay về trong hiện thực. Cửa phòng vang lên. Dương Diệp mở cửa. Trước cửa đúng là Diệp Tiểu Điềm. Diệp Tiểu Điềm cười nói. Tiền bối, cha ta nói muốn gặp ngươi. Dương Diệp cười nói. Đa tạ. Diệp Tiểu Điềm cười cười. Việc nhỏ, tiền bối đi theo ta. Trên đường. Diệp Tiểu Điềm giống như nghĩ đến cái gì, nàng vội vàng nói. Tiền bối, tính khí của cha ta không quá tốt, cái kia, đợi tí nữa ngươi. Dương Diệp cười nói. Không có việc gì. Tính khí của ta rất tốt. Diệp Tiểu Điềm nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Rất nhanh, hai người tiến vào một gian đại điện. Sau khi tiến vào điện, Dương Diệp gặp được hai trung niên. Trung niên cầm đầu mặc trường bào, thân thể có vẻ hơi mập, nhưng trên mặt mang theo một cổ uy nghiêm, mà đổi thành một trung niên khác thì ngồi ở phía dưới bên phải. Trung niên mặc áo bào đen, khi hắn đi vào, trung niên này nhìn hắn một cái. Trong mắt mang theo sát ý. Dương Diệp nhíu mày. Người này muốn giết mình. Lúc này, trung niên phía trên đột nhiên nói. Điềm nhi, người đi xuống trước, cha cùng bằng hữu của ngươi nói chuyện. Diệp Tiểu Điềm do dự một chút, sau đó nói. Cha, hắn là bằng hữu của ta, người chớ dọa người ta. Đương nhiên. Trung niên cười nói. Nhìn thấy dáng tươi cười của trung niên, Diệp Tiểu Điềm mới yên tâm, sau đó xoay người rời đi. Theo Diệp Tiểu Điềm rời đi. Trong tràng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Dương Diệp trước tiên đánh vỡ trầm mặc. Tiền bối, lần này đến Chi Bắc Tông, là muốn nhờ Chi Bắc Tông giúp một việc, đương nhiên không phải. Hỗ trợ. Ngay lúc này, trung niên áo đen đột nhiên bật cười một tiếng. Tìm Chi Bắc Tông hỗ trợ, ngươi tính là cái gì? Một con sâu cái kiến đạo chân cảnh, vậy mà mở miệng yêu cầu Chi Bắc Tông hỗ trợ, ngươi biết mình có bao nhiêu cân lượng không? Hay là nói... Cha mẹ ngươi không có dạy ngươi cách đối nhân xử thế. Không có để cho ngươi. Một đạo kiếm quang lóe lên. Thanh âm của trung niên áo đen im bặt mà dừng, bởi vì một thanh kiếm chống đỡ mi tâm của hắn. Trong tràng, hai trung niên ngây ngẩn cả người.
Dương Diệp cầm kiếm nhích về phía trước, kiếm vào thịt ba phần, máu tươi từ mi tâm nam tử áo đen chảy ra. Dương Diệp nhìn trung niên áo đen. Chiêu đối nhân xử thế này là ta tự học, các hạ cảm giác hữu dụng không? Vừa nói, hắn lại nhích kiếm về phía trước. Máu tươi tung tóe. Yên tĩnh. Tĩnh như cứng lại. Hai trung niên hoàn toàn ngây dại. Dương Diệp sử dụng kiếm đánh lén, thế nhưng Thương Hành Tông tông chủ là cường giả phá giới cảnh a. Mà một vị cường giả phá giới cảnh, vậy mà ở trước mặt thiếu niên kia, một kiếm cũng không ngăn trở được. Không đúng, phải nói ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Giờ khắc này, trong lòng hai người đã giật mình tới cực điểm. Lúc này, Chỉ Bắc Tông tông chủ đột nhiên nhìn Dương Diệp ôm quyền. Vừa rồi có chỗ thất lễ, kính xin các hạ rộng lòng tha thứ, Dương Diệp thu kiếm, sau đó quay đầu nhìn về phía Chỉ Bắc Tông tông chủ, cười nói. Không có gì, việc nhỏ mà thôi. Chỉ Bắc Tông ngượng ngập cười cười, sau đó làm thủ hiệu mở ly. Mời các hạ ngồi. Dương Diệp cũng không khách khí, ngồi ở một bên, trung niên áo đen thì có chút lúng túng, đi không phải, ngồi cũng không xong. Trung niên áo đen cũng không có tức giận, bởi vì người trước mắt này đã mạnh đến hắn không dám tức giận. Dương Diệp coi thường trung niên áo đen kia, hắn nhìn về phía Chỉ Bắc Tông tông chủ. Lần này đến Chỉ Bắc Tông, chỉ vì một chuyện, ta có một người bạn đi tới Thần Vũ Đại Lục, nhưng ta không biết nàng ở nơi nào, ta hy vọng Quý Tông có thể giúp ta tìm một chút, đương nhiên, ta sẽ cho thù lao. Thù lao? Chỉ Bắc Tông tông chủ vội vàng lắc đầu. Thù lao gì chứ? Nếu các hạ là bằng hữu của Điềm Nhi, vậy chính là bằng hữu của Diệp Thiên Hành ta, sự tình của các hạ, chính là sự tình của Diệp Thiên Hành ta, càng là chuyện của Chi Bắc Tông ta. Dương Diệp, Thương Hành Tông ta cũng nguyện ý vì các hạ cống hiến sức lực. Ngay lúc này, trung niên áo đen kia đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía trung niên áo đen nhìn Dương Diệp ôm quyền. Tại hạ Thương Hành Tông tông chủ Lý Nguyên, vừa rồi có chỗ đắc tội. Mong được tha thứ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Ở phiến khu vực này, Thương Hành Tông ta cùng Chi Bắc Tông là hai tông lớn nhất, hơn nữa chúng ta có hệ thống tình báo của mình. Không chỉ như thế, cùng một ít đại tông môn ở khu vực khác cũng có liên hệ, lão phu có thể tự mình đi thương lượng với bọn họ, để cho bọn hắn tìm giúp. Diệp Thiên Hành nói. Lý Huynh nói cực phải, các hạ, nếu có Thương Hành Tông trợ giúp, tỷ lệ tìm được sẽ lớn hơn nhiều. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Vậy thì cảm ơn. Các hạ xưng hô như thế nào? Diệp Thiên Hành đột nhiên hỏi. Dương Diệp cười nói. Dương Diệp. Vừa nói, hắn bấm tay điểm một cái, hai bức tranh chân dung xuất hiện ở trước mặt Diệp Thiên Hành và Lý Vân. Bức họa này dĩ nhiên chính là An Nam Tĩnh. Diệp Thiên Hành và Lý Vân nhìn nhau, cuối cùng hai người nhìn Dương Diệp ôm quyền, Diệp Thiên Hành nói. Hai người bọn ta đi an bài ngay. Ngay lúc này, Dương Diệp bấm tay điểm một cái, một đống vĩnh hằng tiên tinh xuất hiện ở trước mặt hai người, khoảng chừng 50 viên. Nhìn thấy một đống vĩnh hằng tiên tinh, trong mắt hai người mở to. Đây chính là vĩnh hằng tiên tinh. Đối với Thần Vũ Đại Lục linh khí đã mỏng manh mà nói, loại vĩnh hằng tiên tinh này chính là thần vật trong truyền thuyết. Hơn nữa còn nhiều vĩnh hằng tiên tinh như vậy. Diệp Thiên Hành cùng Lý Vân nhìn nhau. Cuối cùng Diệp Thiên Hành nhìn về phía Dương Diệp. Dương Tiểu Hữu, ngươi làm cái gì vậy? Ta nói nếu như Tiểu Hữu là bằng hữu của Điềm Nhi, cũng chính là bằng hữu của Chi Bắc Tông ta, Dương Tiểu Hữu làm như thế, thật sự là quá khách khí. Mặc dù vĩnh hằng tiên tinh tốt, nhưng nhân tình của một siêu cấp cường giả càng tốt hơn. Hai người rất rõ ràng nên bỏ cái gì, lấy cái gì. Dương Diệp như thế nào không rõ tâm tư của hai người. Hắn cười cười. Tìm người, cần phải vận dụng rất nhiều nhân lực, thế tục có đôi lời bảo có tiền mua tiên cũng được, những vĩnh hằng tiên tinh này là một chút tâm ý của ta, hai vị có thể cầm lấy đi đả thông con đường. Còn làm thế nào, hai vị có thể tự mình phân phối. Hai người nhìn nhau, cũng không cự tuyệt, nhận lấy vĩnh hằng tiên tinh. Sau khi hai người rời đi, Dương Diệp đi ra đại điện, bên ngoài đại điện, Diệp Tiểu Điềm xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, trong mắt Diệp Tiểu Điềm tràn đầy vẻ chờ mong. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó cười nói. Có địa phương yên tĩnh nào không? Có. Diệp Tiểu Điềm giật mình, sau đó xoay người chạy, chạy một hồi, nàng lại chạy về tới trước mặt Dương Diệp, ngượng ngập cười cười. Tiền bối đi theo ta. Dương Diệp lắc đầu cười cười,
đi theo Diệp Tiểu Điềm tới phía sau núi, chỗ này là địa phương Diệp Tiểu Điềm chuyên môn luyện kiếm, cũng là địa phương độc hữu của nàng. Truyền thụ kiếm đạo. Kỳ thật Dương Diệp cũng không biết dạy người khác thế nào, bởi vì hắn cơ bản không dạy qua ai, bất quá đối với Diệp Tiểu Điềm mà nói, Dương Diệp chỉ điểm, có thể để cho nàng được lợi rất lâu. Dương Diệp để cho Diệp Tiểu Điềm cùng mình đối chiến, sau đó Dương Diệp chỉ ra chỗ thiếu sót của Diệp Tiểu Điềm. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau 2 canh giờ, Dương Diệp đi ra, trong núi chỉ còn Diệp Tiểu Điềm lâm vào trầm tư. Dương Diệp nói cho nàng biết, kiếm là dùng để giết người. Kiếm là dùng để giết người. Diệp Tiểu Điềm cảm thấy, Dương Diệp nói cũng không sai, nhưng lại cảm thấy giống như ở đâu đó có điểm không đúng. Không đúng chỗ nào nhỉ? Trầm tư. Dương Diệp về tới gian phòng của mình, hắn tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Tu luyện. Bây giờ chuyện tìm An Nam Tĩnh có 2 tông môn giúp hắn giải quyết, hắn có thể lợi dụng khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện, hắn bây giờ đang áp chế cảnh giới của mình, mà ở thời kỳ áp chế này, hắn cần không ngừng tăng lên khắp mọi mặt, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có vốn liếng vượt cấp giết người. Trừ tu luyện ra, há nổ còn đang luyện tập vài món thần vật, ví dụ như trấn giới ấn, còn có chân nguyên kính. Hắn cần quen thuộc mấy bảo vật này, chỉ có như vậy, hắn mới có thể ở ngày sau lúc cùng cường giả đối chiến, sử dụng bảo vật giống như cánh tay. Trừ 2 thần vật này, kiếm hồ lô cũng là đối tượng Dương Diệp trọng điểm luyện tập. Thời điểm kiếm hồ lô xuất kiếm, lực bạo phát còn mạnh hơn Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, hơn nữa tốc độ cực nhanh, có thể làm được trong nháy mắt lấy thủ cấp người. Quan trọng nhất là, kiếm hồ lô này không chỉ ra một kiếm. Nó có thể ra rất nhiều kiếm. Luyện tập. Trong Hồng Mông Tháp, trên đám mây, bên hông Dương Diệp treo kiếm hồ lô, hắn đứng ở trong đám mây, 2 mắt khép hờ. Chăm chú. Kiếm kinh nói với hắn, dùng kiếm hồ lô này phải chăm chú, càng chăm chú, cũng chính là tinh thần lực và thần hồn tập trung, chủ yếu là tinh thần lực cùng thần hồn tập trung địch nhân, tinh thần lực xuất kiếm. Tâm niệm. Càng tập trung, uy lực lại càng lớn, hơn nữa kiếm lại càng chuẩn. Thần khí cũng không phải dễ dùng như vậy, cũng không phải lấy tới là có thể tùy tiện dùng, mỗi một kiện thần khí, đều cần người sử dụng rèn luyện nhiều lần, tốt nhất là cùng nó tâm thần nhất thể, như vậy mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Ở trong các thần khí, Hồng Hoang Khai Thiên Phủ uy lực không thể nghi ngờ là lớn nhất, bất quá Dương Diệp triệt để buông tha cho cái búa kia. Bởi vì cái búa kia, Tiểu Ngưu dùng thích hợp hơn. Hình thể. Lực lượng thân thể của Tiểu Ngưu vô cùng thích hợp Hồng Hoang Khai Thiên Phủ, mà hắn, vẫn là dùng kiếm tương đối khá. Trong đám mây, Dương Diệp đột nhiên mở mắt, sau một khắc, bên hông hắn kiếm hổ lô run lên kịch liệt, ngay sau đó, một đạo kiếm quang lóe lên, ngoài ngàn dặm, một cây cổ thụ lập tức nổ bể ra. Qua trong giây lát, đạo kiếm quang kia lại trở về trong kiếm hổ lô. Khóe miệng Dương Diệp nhếch lên, ngay lúc này, một giọng nói vang lên ở bên cạnh Dương Diệp. Như vậy liền thỏa mãn. Dương Diệp quay đầu, nói chuyện đúng là kiếm kinh. Kiếm kinh đi tới bên cạnh Dương Diệp, nàng dựng lên một đầu ngón tay. Ngoài ngàn dặm có cây, lá xanh cây thử nhìn xem có thể đâm xuyên một chiếc lá hay không, nhớ kỹ, chỉ một chiếc lá. Một chiếc lá. Dương Diệp nhíu mày, kiếm kinh cười nói. Như thế nào, làm không được. Dương Diệp nhìn thoáng qua kiếm kinh. Ta thử xem. Hắn tâm niệm vừa động. Trong kiếm hồ lô, một đạo kiếm quang bắn ra, ngoài ngàn dặm, lá cây đột nhiên nổ bể ra, hóa thành hư vô. Cả gốc cây cũng nổ. Dương Diệp nhíu mày. Ngươi mới nhập môn. Kiếm kinh đột nhiên nói. Cách dùng kiếm hồ lô này, rất nhiều rất nhiều. Năm đó chủ nhân kiếm hồ lô này sử dụng, để cho vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật, bởi vì ngươi khả năng còn chưa phát hiện chủ nhân của kiếm hồ lô, cũng đã bị mất mạng rồi. Uy lực của kiếm hồ lô này, ở hiểm, nhanh, chuẩn. Nếu như người có thể nhanh, hiểm, chuẩn, cho dù cách xa ngàn dặm, thậm chí càng xa, người cũng có thể một kiếm chém đầu đối phương. Hiểm, nhanh, chuẩn. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía kiếm hồ lô, rất nhanh, 2 mắt hắn chậm rãi đóng lại. Luyện. Ở trong Hồng Mông Tháp, một đạo kiếm quang thỉnh thoảng bắn lên trời cao, thỉnh thoảng xông xuống đất, thỉnh thoảng lướt qua biển cả. Tu luyện không có đường tắt, chỉ có khổ luyện, đặc biệt là loại thần khí này, chỉ có khổ luyện, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Ở phía dưới, thời điểm Tiểu Bạch chứng kiến Dương Diệp thi triển ra kiếm quang, ánh mắt của nàng sáng ngời, bất quá còn tốt,
nàng không có đi đoạt kiếm hổ lô chơi, nhiều khi nàng vẫn tương đối hiểu chuyện. Đương nhiên, chỉ giới hạn đối với Dương Diệp. Tiểu Bạch nhìn một hồi, nàng mang theo Tiểu Ngưu đi tới địa bàn của Thái Cổ Chân Long, giờ phút này Thái Cổ Chân Long còn đang ngủ. Từ lần trước bị Nhị Nha sửa chữa, Thái Cổ Chân Long trở nên điệu thấp. Cơ bản không ra địa bàn của nó, mỗi ngày đều ngủ, đương nhiên ngủ với nó mà nói chính là tu luyện. Thái Cổ Chân Long như cảm nhận được cái gì, nó đột nhiên mở mắt, khi thấy Tiểu Bạch, nó vội vàng bò lên, đi tới trước mặt của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vỗ vỗ lòng giác của Thái Cổ Chân Long, tiểu chảo quơ quơ, ý là bảo Thái Cổ Chân Long cùng đi chơi. Chơi. Thái Cổ Chân Long lắc đầu, tỏ vẻ muốn tu luyện. Tu luyện. Chỉ có trở nên càng mạnh mẽ hơn, mới sẽ không bị khi phụ sỉ nhục. Tu luyện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiểu Bạch trừng mắt, sau đó tiểu chảo lại bắt đầu vung múa, tỏ vẻ ngươi đánh không lại Nhị Nha rất lợi hại. Một bên, Tiểu Ngưu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Nhị Nha thật rất lợi hại. Thái Cổ Chân Long trầm mặc, nó là long tộc bị người bắt nạt như vậy, nếu để cho long tộc khác biết, sợ là sẽ tức chết. Lúc nào long tộc bị khi dễ như vậy? Mà Nhị Nha, giờ phút này đang ở trong cung điện vuốt đầu mình, ở trên đầu nàng, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai cái sừng, rất nhỏ, nhưng xác thực xuất hiện. Sừng màu đen. Trong điện. Nhị Nha sờ cái sừng trên đầu mình, có chút mộng. Chẳng lẽ mình giống như Tiểu Ngưu? Đây chẳng phải là rất xấu? Nhị Nha nói, sau đó lắc đầu, đứng dậy chạy ra đại điện. Trong đám mây, Dương Diệp còn đang luyện tập kiếm hổ lô. Đối với kiếm hổ lô, Dương Diệp luyện đủ nghiện, bởi vì hắn phát hiện, kiếm hổ lô này thật rất cường đại. Nếu như dùng kiếm hổ lô đánh lén, thật có thể nói vô địch. Người không thấy, thân đã chết. Đây là đánh giá của kiếm kinh đối với kiếm hổ lô. Bất quá muốn vô thanh vô tức miễu sát một vị cường giả phá giới cảnh, dùng tốc độ hiện tại, còn có chút chưa đủ, luyện. Luyện vào chỗ chết. Không thể không nói, được kiếm kinh chỉ đạo, tiến bộ của hắn vô cùng nhanh, có thể dùng thần tốc để hình dung. Mà đối với kiếm kinh, Dương Diệp cũng có chút kính nể, kiếm kinh đối với tri thức kiếm đạo, so với hắn biết hơn rất nhiều. Đặc biệt là kỹ xảo, với hắn mà nói. Những kỹ xảo này trợ giúp cực kỳ lớn. Giờ phút này hắn có chút hiểu lúc trước vì sao A Tú nói kiếm kinh ngày sau có thể giúp được hắn. Trên đám mây, Dương Diệp đúng đó, trên vai hắn là Tiểu Bạch, bên cạnh là kiếm kinh cùng Nhị Nha, còn có Tiểu Ngưu. Hiện tại Hồng Hoang Khai Thiên Phủ chính là sở hữu của Tiểu Ngưu, hơn nữa kiếm kinh còn dạy Tiểu Ngưu ba chiêu, dùng lời của kiếm kinh nói chính là yêu kỹ. Ở Vĩnh Hằng Vũ Trụ, rất nhiều đại yêu biết thần thông và yêu kỹ. Loại đại yêu nắm giữ thần thông cùng yêu kỹ này, là vô cùng kinh khủng. Đơn giản mà nói, bây giờ Tiểu Ngưu càng ngày càng mạnh. Đối diện Dương Diệp, kiếm kinh nhìn thoáng qua kiếm hổ lô bên hông hắn, tay ngọc khẽ vẫy, kiếm hổ lô trực tiếp rơi vào trong tay nàng, nàng tung tung kiếm hổ lô, sau đó nói. Kiếm hổ lô này, còn có một chỗ lợi hại đặc biệt, cũng là chỗ tinh túy của nó, cái kia chính là không hạn chế. Không hạn chế. Dương Diệp nói. Nói chi tiết một chút. Kiếm kinh nhẹ gật đầu nói. Kiếm thủ và kiếm tổ của ngươi để ở trong này, chỉ cần huyền khí của ngươi đủ, tinh thần lực và thần hồn đầy đủ, ngươi có thể trong nháy mắt, đồng thời sử dụng hai đạo phi kiếm, hai phi kiếm chém giết hết thảy. Mà hai phi kiếm này, cũng không phải cực hạn của kiếm hổ lô, nếu ngươi có 10 thanh kiếm, có thể làm ra 10 thanh phi kiếm, 100 chuôi kiếm, chính là 100 thanh phi kiếm. Thử nghĩ, lúc cùng người đối địch, 100 thanh phi kiếm trong thời gian ngắn chém ra, đó là kinh khủng cỡ nào. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói. Bất quá, kiếm hổ lô này yêu cầu với kiếm rất lớn, 3 thanh cổ kiếm trong kiếm hổ lô kia, nếu như không phải Tiểu Bạch tăng lên linh tính, dùng cấp bậc của chúng, nhiều nhất thi triển 4-5 lần kiếm linh sẽ tan nát. Cho nên sau này nếu như có cơ hội, thu thập nhiều hảo kiếm một ít. Đương nhiên, người bây giờ, việc cấp bách là tu luyện. Tranh thủ tăng tốc độ của phi kiếm lên tới cực hạn hiện tại. Cực hạn? Dương Diệp hỏi. Cái gì mới là cực hạn? Khóe miệng kiếm kinh nhếch lên. Ngay lập tức chạm cường giả nhị giới, này chính là cực hạn trước mắt của ngươi. Ngay lập tức chạm cường giả nhị giới. Dương Diệp trầm mặc. Ngay lập tức chạm cường giả nhị giới, tốc độ kia phải nhanh bao nhiêu? Lực lượng mạnh mẽ như thế nào mới có thể làm được?
Lúc này, Kiếm Kinh quay người. Ngươi nhất định phải mạnh, hơn nữa phải rất mạnh, cực kỳ mạnh mới được. Ngươi minh bạch ý tứ của ta không? Nói xong, Kiếm Kinh biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó lắc đầu cười cười, hắn nhìn Tiểu Bạch trên bả vai, giờ phút này Tiểu Bạch đang theo dõi Kiếm Hổ Lô, hiển nhiên là muốn lấy chơi. Dương Diệp khẽ vẫy tay, Kiếm Hổ Lô đi tới trước mặt Tiểu Bạch, Dương Diệp cười nói. Muốn chơi liền chơi, bất quá chỉ có thể chơi nửa canh giờ. Nghe vậy, Tiểu Bạch ôm lấy đầu Dương Diệp, hung hăng hôn một cái, sau đó nàng quay người bắt lấy Kiếm Hổ Lô, Tiểu Chảo mãnh liệt vỗ. Ông! Một tiếng kiếm reo vang vọng đất trời. Kiếm quang xé rách đám mây, từ phía dưới nhìn lên, toàn bộ bầu trời giống như bị vạch một vết rách. Trong một đoạn thời gian kế tiếp, mỗi ngày Dương Diệp ngoại trừ tu luyện, chính là cùng Tiểu Bạch, Nhị Nha đi chơi khắp nơi, đương nhiên còn có một việc, chính là song tu. Trong khoảng thời gian này với Dương Diệp mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ sảng khoái, mỗi một lần song tu không chỉ trên thân thể sung sướng, còn là tâm linh sung sướng. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là tăng lên. Sau khi hắn tu luyện âm dương kinh, mỗi một lần song tu, đều được tăng lên rất nhiều, hắn có tự tin, nếu như bây giờ không áp chế cảnh giới, hắn tuyệt đối có thể đạt tới giới chủ cảnh đỉnh phong. Bất quá hắn vẫn đè lại ý nghĩ trong lòng. Áp chế. Đè đến hắn không thể chịu nổi mới thôi. Mà bây giờ, hắn biết rõ, hắn còn có thể áp chế, hơn nữa còn có thể áp thật lâu. Bên ngoài Hồng Mông Tháp. Sau khi Chí Bác Tông và Thương Hành Tông được những vĩnh hằng tiên tinh kia, đối với tìm kiếm An Nam Tĩnh càng thêm ra sức. Hai đại tông hầu như phái ra tất cả ánh mắt, hơn nữa còn thông qua rất nhiều con đường tìm kiếm An Nam Tĩnh. Nhưng An Nam Tĩnh không có một chút tin tức. Trong đại điện Chí Bác Tông, trong điện chỉ có ba người, đúng là Dương Diệp, Diệp Thiên Hành còn có Lý Vân. Diệp Thiên Hành cười khổ. Dương Tiểu Hữu, thật có lỗi, 10 ngày nay. Chúng ta một chút đầu mối cũng không có. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Không trách các ngươi, có người che đậy hết thảy thiên cơ của nàng, các ngươi tìm không thấy nàng cũng là bình thường. Hai người Diệp Thiên Hành nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ đắng chát, nếu như có thể vì Dương Diệp tìm được An Nam Tĩnh, chẳng khác nào Dương Diệp thiếu hai tông một nhân tình. Đáng tiếc, bọn hắn toàn lực, vẫn không có một chút tin tức của An Nam Tĩnh, thậm chí hai người hoài nghi. An Nam Tĩnh đến cùng có ở thần vũ giới hay không? Lúc này Dương Diệp đứng lên. Hai vị, trong khoảng thời gian này quấy rầy rồi. Dương Tiểu Hữu muốn ly khai. Diệp Thiên Hành hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Trong khoảng thời gian này quấy rầy, ta muốn đi địa phương khác nhìn xem. Diệp Thiên Hành do dự một chút, sau đó nói, Dương Tiểu Hữu có thể đi thần vũ đô của thần vũ giới, ở đó có một thần vũ tông. Tông này chính là thần vũ giới đệ nhất tông môn, tổ sư Tiêu Thần Vũ đã từng đi qua vĩnh hằng chi giới, nghe nói ở bên kia còn xông ra danh tiếng hiển hách. Nếu như Tiểu Hữu có thể có được thần vũ tông tương trợ, vậy khẳng định có cơ hội rất lớn tìm được nàng. Thần vũ tông? Dương Diệp hỏi. Diệp Thiên Hành nhẹ gật đầu. Tông này ở thần vũ giới có uy vọng rất cao, cũng là đại tông môn của thần vũ giới, nếu như bọn họ hạ lệnh tìm kiếm một người. Vô số tiểu tông môn khẳng định đều sẽ phối hợp, bất quá muốn được bọn họ tương trợ, sợ cũng không phải một chuyện dễ. Nhưng ta xem Tiểu Hữu cũng không phải người bình thường, Tiểu Hữu có thể đi thử xem. Nếu như không phải Dương Diệp bày ra thực lực quá cao thâm mà chắc, hắn sẽ không đề nghị như thế. Thần Vũ Tông, đây chính là tông môn lớn nhất thần vũ giới, người bình thường đi tìm bọn họ hỗ trợ, người ta sợ là chẳng thèm nghĩ tới. Thần Vũ Tông. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ tông môn này, hắn nhìn hai người ôm quyền, sau đó nói. Cáo từ. Nói xong, hắn xoay người muốn đi, đúng lúc này, hắn ở ngoài điện thấy được một người, đúng là Diệp Tiểu Điềm, Dương Diệp do dự một chút, sau đó bấm tay điểm một cái, một thanh kiếm rơi vào trước mặt Diệp Tiểu Điềm. Đúng là một trong ba thanh cổ kiếm. Dương Diệp cười nói. Trong khoảng thời gian này, ngươi luyện tập kiếm pháp, ta thấy ngươi không có một thanh kiếm thích hợp. Kiếm này chính là ta tình cờ nhặt được, tặng cho ngươi, chớ có bôi nhọ nó. Nói xong, Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất. Mà tại chỗ, ba người đều ngẩn ra. Kiếm. Thanh kiếm trước mặt Diệp Tiểu Điềm kia, là Ngụy Thần Khí. Ngụy Thần Khí chân chính. Cả Chi Bắc Tông cũng mới một kiện Ngụy Thần Khí. Mà bây giờ, Dương Diệp tiện tay tặng một kiện Ngụy Thần Khí cho Diệp Tiểu Điềm.
Diệp Thiên Hành cùng Lý Vân nhìn nhau, trong mắt hai người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, đương nhiên, trong mắt Diệp Thiên Hành nhiều hơn nữa là kinh hỉ. Một bên, Diệp Tiểu Điềm nhìn cổ kiếm trước mắt một hồi, nàng duỗi tay nắm kiếm, thanh kiếm kia hơi run một chút, Diệp Tiểu Điềm vội vàng nói. Ta sẽ đối đãi ngươi thật tốt, ngày sau chúng ta khởi hành đi vạn giới, hành hiệp trượng nghĩa, được không? Cổ kiếm. Lúc này Diệp Thiên Hành đột nhiên nói. Điềm nhi, Dương Tiểu Hữu có nói lai lịch của hắn hay không? Diệp Tiểu Điềm thu cổ kiếm, nàng do dự một chút, sau đó nói. Hắn đã từng nói qua, chúng ta tốt nhất không nên có quá nhiều cùng xuất hiện với hắn, nói đây là vì tốt cho chúng ta. Diệp Thiên Hành và Lý Vân nhìn nhau, cuối cùng Lý Vân lắc đầu thở dài. Người này tuổi còn trẻ, liền có thực lực như thế, hơn nữa trên người khí tức sát phạt quá nồng, mặc dù không giống loại đại ác nhân, nhưng không phải người đơn giản. Như hắn nói, trong thế giới của hắn, chúng ta không nên dính vào cho thỏa đáng, bằng không thì, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Diệp Thiên Hành nhẹ gật đầu. Nói cực phải, ai, cũng không biết người này cuối cùng là thần thánh phương nào. Một bên, khóe miệng Diệp Tiểu Điềm đột nhiên nhếch lên. Bởi vì Dương Diệp từng nói với nàng, ngày sau có thời gian, có thể đi Vĩnh Hằng Chi Giới tìm hắn chơi. Vĩnh Hằng Chi Giới, Dương Diệp đến từ Vĩnh Hằng Chi Giới. Đúng lúc này, một nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện, nhìn thấy nam tử áo đen này, trong lòng ba người kinh hãi. Diệp Thiên Hành quan sát nam tử áo đen một chút, sau đó nói. Các hạ là... Nam tử áo đen lạnh nhạt nói. Bọn ngươi biết Dương Diệp muốn đi nơi nào không? Hắn phụng mệnh theo dõi Dương Diệp, nhưng vừa rồi Dương Diệp ly khai Chi Bắc Tông, tốc độ quá nhanh, hắn căn bản theo không kịp, tăng thêm hắn vốn không dám quá thân cận, bởi vậy trực tiếp mất dấu Dương Diệp, cho nên chỉ có thể tới nơi này hỏi người của Chi Bắc Tông. Dương Diệp. Diệp Thiên Hành cùng Lý Vân nhìn nhau, Diệp Thiên Hành lắc đầu. Không biết, không biết. Thanh âm của nam tử áo đen đột nhiên có chút lạnh, sau một khắc, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Tiểu Điềm. Người học kiếm với ai không học, lại học kiếm của hắn, học được lại có hữu dụng gì chứ? Nói xong, tay phải hắn đột nhiên cách không vẽ về phía Diệp Tiểu Điềm. Xuy xuy, Diệp Tiểu Điềm còn chưa kịp phản ứng, hai cánh tay nàng trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Máu tươi như trụ. Diệp Tiểu Điềm hoàn toàn ngây dại. Láo xược. Diệp Thiên Hành gầm lên giận dữ, ngay sau đó một cỗ khí tức cường đại bay thẳng đến nam tử áo đen. Phá giới. Trong thanh âm của nam tử áo đen lộ ra khinh thường, tay phải hắn vung lên. Ầm. Toàn bộ đại điện ầm ầm nổ bể ra, cùng lúc đó Diệp Thiên Hành thì bị oanh liên tiếp lui về phía sau. Đại điện vỡ, kinh động đến cả Chi Bắc Tông, vô số đệ tử Chi Bắc Tông nhao nhao nhìn về phía đại điện. Xa xa, Diệp Thiên Hành kinh hãi nhìn nam tử áo đen. Nhị giới, ngươi là cường giả nhị giới. Nam tử chậm rãi đi về phía Diệp Thiên Hành. Một lần cuối cùng, Dương Diệp đến cùng đi nơi nào? Ba hơi sau nếu ta không có được đáp án, Chi Bắc Tông chính là mộ địa của tất cả mọi người ở đây. Một bên, Lý Vân muốn nói cái gì, nhưng Diệp Thiên Hành lắc đầu. Lý Vân huynh, không nên tin hắn, chúng ta nói hay không, hắn cũng sẽ không buông tha Chi Bắc Tông. Không hổ là một vị tông chủ. Âm thanh của nam tử áo đen lạnh lùng nói. Rất hiểu lý lẽ, bất quá tuy đều là chết, nhưng ta có thể để cho các ngươi chết thoải mái một chút. Diệp Thiên Hành đắng chát cười cười. Các hạ, chỉ bởi vì chúng ta nhận thức Dương Diệp. Phải. Nam tử áo đen nói. Ba hơi đã qua. Nói xong, hai tay hắn giơ lên, trong chốc lát, cả Chi Bắc Tông rung động, một luồng áp lực vô hình bao phủ cả Chi Bắc Tông. Cường giả nhị giới. Nói xong, hai tay hắn giơ lên, trong chốc lát, cả Chi Bắc Tông rung động, một luồng áp lực vô hình bao phủ cả Chi Bắc Tông. Cường giả nhị giới. Sắc mặt mọi người như cho tàn. Tay phải nam tử áo đen đột nhiên giơ lên. Một bầy kiến hôi. Nói xong, tay của hắn muốn rơi xuống. Đúng lúc này, nam tử áo đen đột nhiên quay người, ở chỗ sâu trong bầu trời, hắn nhìn thấy một điểm kiếm quang, sau một khắc. Điểm kiếm quang này đã tới trước mặt hắn. Trong lòng nam tử áo đen kinh hãi, tay phải vội vàng vung ra. Ở trong mắt của tất cả mọi người, trong lòng bàn tay của nam tử áo đen hơn nhiều một thanh kiếm tản ra kiếm quang. Tay phải nam tử áo đen gắt gao đè thanh kiếm này,
ở trong mắt hắn tràn đầy vẻ ngưng trọng. Đột nhiên, thanh kiếm kia run lên kịch liệt. Ầm. Nam tử áo đen bị chấn đến ngoài mấy trăm trượng, mà hắn vừa dừng lại, phi kiếm lần nữa kích xạ tới, tốc độ cực nhanh, làm cho người trong sân không nhìn rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang. Xa xa, trong mắt nam tử áo đen hiện lên lệ khí, hai tay của hắn hư chiêu, một tấm thuẫn xuất hiện ở trước mặt, tấm thuẫn vừa vặn ngăn trở thanh kiếm kia của Dương Diệp. Ngụy thần khí. Nhưng kiếm tổ của Dương Diệp đã đạt tới thần khí, cả hai vừa mới tiếp xúc, thuẫn trực tiếp rạn nứt ra, trong lòng nam tử áo đen kinh hãi, vội vàng lui về phía sau mấy trăm trượng, hơn nữa thu hồi tấm thuẫn. Lúc này, một nam tử xuất hiện ở trước mặt nam tử áo đen. Nam tử này, dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp, Diệp Thiên Hành cùng Lý Vân thở dài một hơi, cường giả nhị giới không phải là bọn hắn có thể chống lại. Dương Diệp nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Điềm, thần sắc hắn lập tức băng lạnh xuống, hắn tâm niệm vừa động, phải tay khẽ vẫy, trực tiếp đưa Diệp Tiểu Điềm vào trong Hồng Mông Tháp, nếu như không có Hồng Mông tử khí trị liệu, tối đa nửa khắc đồng hồ, Diệp Tiểu Điềm sẽ chết. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nam tử áo đen. Tung Hoành Đạo, Trường Sinh Môn, Tạo Hóa Tông, Vô Sinh Giáo, hay Thủ Giới Giả. Nam tử áo đen không nói gì, hắn xoay người muốn đi, nhưng ngay lúc này, một thanh kiếm xuất hiện ở mi tâm hắn. Phi kiếm. Trong lòng nam tử áo đen kinh hãi, thân hình tránh gấp, tránh thoát một kiếm chí mạng, đúng lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Chém xuống một cái. Sắc mặt nam tử áo đen đại biến, lần nữa sử dụng tấm thuẫn, huyền khí trong cơ thể giống như điên tràn vào huyết thuẫn. Kiếm chí. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, huyết thuẫn nổ bể ra, ngay sau đó nam tử áo đen bị chấn bay ra ngoài, đúng lúc này, trong kiếm hồ lô bắn ra một đạo kiếm quang. Ầm. Xa xa nam tử áo đen giống như diều đứt dây, trực tiếp bay ra ngoài, cùng lúc đó, một cánh tay của hắn biến mất. Không trung, nam tử áo đen vừa dừng lại, một thanh phi kiếm trực tiếp chống đỡ ở mi tâm của hắn. Nam tử áo đen nhếch miệng cười cười. Lợi hại, thật lợi hại, không nghĩ tới thực lực của Dương Diệp ngươi đã cường đại đến loại trình độ này, ngay cả cường giả nhị giới ở trước mặt ngươi cũng không chịu nổi một chiêu. Chúng ta đều đánh giá thấp ngươi, thật quá đánh giá thấp ngươi. Dương Diệp đi tới trước mặt nam tử áo đen. Đến từ thế lực nào? Nam tử áo đen cười nói. Như thế nào, muốn chém tận giết tuyệt? Không quan trọng, cho dù ngươi không đi tìm bọn họ, bọn hắn cũng sẽ tới tìm ngươi. Nói xong. Thân thể nam tử áo đen đột nhiên nổ bể ra, thoáng qua, một đạo hắc ảnh biến mất ở trong bầu trời mờ mịt. Linh hồn xuất khiếu bỏ chạy. Nam tử áo đen tự biết đánh không lại Dương Diệp, liền quả quyết bỏ thân thể, dùng linh hồn bỏ chạy, vì mình lưu lại một đường sinh cơ. Nhưng Dương Diệp sẽ để cho hắn như ý. Linh hồn nam tử vừa bỏ chạy, bên hông Dương Diệp, kiếm hồ lô run lên kịch liệt, ngay sau đó một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Vèo. Một luồng kiếm quang xông vào trong kiếm hồ lô. Dương Diệp thu kiếm, quay người nhìn về phía Diệp Thiên Hành cùng Lý Vân. Thật có lỗi, để hai vị gặp phải phiền toái. Diệp Thiên Hành cười khổ. Dương Tiểu Hữu, Điềm Nhi nàng không sao chứ? Dương Diệp lắc đầu. Đã không còn đáng ngại. Vừa nói, hắn nhìn lướt qua bầu trời. Ta không nghĩ tới bọn hắn ngay cả các ngươi cũng không buông tha, xin lỗi. Nếu như lần sau còn tới nơi đây, các ngươi nói cho bọn hắn biết tung tích của ta. Cái này, Diệp Thiên Hành có chút do dự. Dương Diệp cười nói. Vô sự, những người kia không phải là các ngươi có thể đối phó, để bọn hắn tới tìm ta là được. Diệp Thiên Hành do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, như Dương Diệp nói, thế lực cùng Dương Diệp có ân oán. Căn bản Khô Kinh phải chi Bắc Tông cùng Thương Hành Tông có thể trêu chọc. Dương Diệp kêu Diệp Điềm Nhi ra, giờ phút này, hai cánh tay của Diệp Điềm Nhi đã khôi phục, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Chỉ bởi vì chúng ta biết ngươi, hắn liền muốn giết chúng ta. Dương Diệp nói khẽ. Thật có lỗi. Việc này xác thực trách hắn, là hắn mang đến tai nạn cho chi Bắc Tông. Diệp Điềm Nhi khẽ lắc đầu. Không trách ngươi, trách chính là bọn hắn. Bọn hắn quá tùy hứng, quá tùy ý, sinh mệnh người yếu ở trong mắt bọn họ, tuyệt đối không đáng giá. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp.
sau này ta muốn giết hết loại người này. Dương Diệp. Trong mắt Diệp Điềm Nhi tràn đầy vẻ kiên định. Dương Diệp nhìn thoáng qua Diệp Điềm Nhi, sau đó cười nói. Vậy sẽ phải cố gắng hơn, phải biết, người vừa rồi kia rất lợi hại. Diệp Điềm Nhi nhẹ gật đầu. Ta sẽ cố gắng, nhất định sẽ. Dương Diệp cười nói. Sau này thực lực đủ rồi, nhớ đến Vĩnh Hằng Chi Giới tìm ta chơi. Hắn nói xong nhìn về phía hai người Diệp Thiên Hành, bấm tay điểm một cái, một tấm phù lục xuất hiện ở trước mặt hai người. Hai vị, nếu như lại có người tới đây, cho dù các ngươi chi tiết nói cho bọn hắn biết tung tích của ta, nhưng bọn hắn còn muốn gây bất lợi cho các ngươi, bóp nát phù này, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất đuổi tới. Kỳ thật hắn đã sớm biết có người âm thầm đi theo hắn, sở dĩ không giết đối phương, là bởi vì hắn chẳng muốn giết, hơn nữa hắn biết rõ, giết một cái, còn sẽ có kế tiếp, tiếp tục như vậy, chỉ sẽ lãng phí thời gian. Nhưng khi hắn ly khai Chi Bắc Tông, phát hiện người nọ không theo tới, hắn biết đối phương có thể sẽ hạ thủ với Chi Bắc Tông, nên vội vàng trở về, như hắn sở liệu, đối phương thật hạ thủ với Chi Bắc Tông. Nếu như hắn đến muộn một chút, Chi Bắc Tông liền không còn tồn tại. Hộ thân phù. Diệp Thiên Hành tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vội vàng nhận phù lục kia, sau đó nói. Đa tạ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, không nói gì, quay người biến mất ở cuối chân trời. Tại chỗ, Diệp Tiểu Điềm nhìn về chân trời, có chút hâm mộ. Cha, hắn thật lợi hại, người kia bị hai kiếm liền giết chết. Đúng rồi, cái hồ lô kia không tệ, cha, người kiếm cho ta một cái đi. Một bên, Diệp Thiên Hành trợn trắng mắt, hồ lô kia không tệ. Khuê nữ a, đó là thần khí, dù bán sạch Chi Bắc Tông. Sợ là cũng không mua được một cái thần khí a. Dương Diệp ngự kiếm ly khai Chi Bắc Tông không lâu, một lão giả xuất hiện ở Chi Bắc Tông. Nhìn thấy lão giả này, đám người Diệp Thiên Hành như gặp đại địch. Lão giả nhìn lướt qua bốn phía. Thi thể đâu? Diệp Thiên Hành khẽ vẫy tay, thi thể của nam tử áo đen lúc trước bị Dương Diệp chém giết lập tức xuất hiện ở trước mặt lão giả, Diệp Thiên Hành cũng không có hủy diệt thi thể này. Lão giả quan sát một chút. Hắn là mấy kiếm bị giết. Diệp Thiên Hành do dự một chút, sau đó nói. Hình như là ba kiếm. Ba kiếm. Hai mắt lão giả chậm rãi đóng lại. Ba kiếm chém giết một vị cường giả nhị giới. Phần thực lực này, nằm ngoài dự đoán của hắn. Một lát sau, lão giả lại nói. Hắn đến nơi nào? Thần Vũ Tông. Diệp Thiên Hành thành thật trả lời. Tiêu Thần Vũ. Lão giả nhíu mày. Hắn quay đầu nhìn về phía cuối chân trời. Tổ sư của Thần Vũ Tông, là Tiêu Thần Vũ. Đúng vậy. Diệp Thiên Hành nói. Lão giả đột nhiên nở nụ cười. Cái này có ý tứ. Theo ta được biết, Tiêu Thần Vũ kia giống như cũng có chút ý tứ với Linh Tổ. Nói xong, cả người lão giả biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên Hành thở dài một hơi. Cũng không phải tất cả cường giả đều thích khi dễ kẻ yếu làm thú vui. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp rơi trên mặt đất, ở trước mặt hắn không xa, là một cổ thành khổng lồ. Thần Vũ Thành, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. An Nam Tĩnh, nàng đến cùng ở đâu? Trước Thần Vũ Thành, Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó thu hồi suy nghĩ, tiến vào Thần Vũ Thành. Thần Vũ Thành. Thần Vũ Đại Lục có thể nói là người người hiếu võ, mà võ đạo văn minh của Đại Lục này cũng cực kỳ lợi hại, đương nhiên, so với Vĩnh Hằng Chi Giới vẫn còn có chút chưa đủ. Dù sao Vĩnh Hằng Chi Giới là chỗ giao nhau của vạn giới, chỗ đó có võ đạo văn minh tân tiến nhất của vạn giới. Mà Thần Vũ Thành này, có thể nói là trung tâm võ đạo văn minh của Thần Vũ Đại Lục, nơi đây có văn hóa võ đạo tân tiến nhất của Thần Vũ Đại Lục. Tiến vào trong thành. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, chứng kiến đều là người tập võ. Lúc này Tiểu Bạch xuất hiện ở trên vai Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, hiển nhiên là ở bên trong chơi ngán, muốn ra ngoài chơi. Dương Diệp cười cười, không có bảo Tiểu Bạch tiến vào Hồng Mông Tháp, Dương Diệp mang theo Tiểu Bạch đi vào thành, lúc này đây, mục tiêu của hắn đúng là Thần Vũ Tông. Mà Thần Vũ Tông này, ngay ở vị trí trung tâm Thần Vũ Thành. Trên đường đi, Tiểu Bạch ngó ngó cái này, ngó ngó cái kia, nhưng đáng tiếc, không có gì bị nàng xem trọng. Ngay lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử 20 mấy tuổi, tướng mạo thanh tú,
bên hông đeo một thanh trường kiếm. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp. Các hạ họ Dương. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Phải. Nữ tử lạnh nhạt nói. Công tử nhà ta muốn gặp ngươi. Đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tại chỗ, Dương Diệp sờ lỗ mũi một cái, có chút bất ngờ, có người muốn gặp mình. Mình là lần thứ nhất đến thần vũ giới A. Ngay lúc này, nàng kia đột nhiên quay người nhìn về phía Dương Diệp. Ta bảo ngươi đi, không nghe thấy sao? Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua nữ tử. Công tử nhà ngươi dạy ngươi mời khách như vậy sao? Nữ tử nhíu mày. Như thế nào, còn muốn ta quỳ xuống mời ngươi? Dương Diệp lắc đầu. Ngu xuẩn. Nói xong, hắn không nhìn nữ tử, đi về phía trong thành. Ánh mắt nữ tử băng lạnh xuống, ngay lúc này, lại một nữ tử xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, người đến mặc váy dài màu xanh lá, bên hông đồng dạng đeo một thanh kiếm. Nữ tử nhìn Dương Diệp thi lễ. Dương công tử, tại hạ tả kiếm, công tử nhà ta biết được Dương công tử đã đến, cố ý để cho tỉ muội ta tới mời Dương công tử tiến về Thính Vân cư tâm sự. Dương Diệp hỏi. Công tử nhà ngươi nhận ra ta. Nữ tử tên là Tả Kiếm khẽ lắc đầu. Ta không biết, bất quá Dương công tử đi qua hẳn sẽ biết rồi. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Ta còn có việc, không rảnh. Nói xong, hắn vòng qua Tả Kiếm đi xa. Ngay lúc này, nữ tử lúc trước đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nữ tử lạnh lùng nhìn hắn. Các hạ là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt sao? Trên bờ vai Dương Diệp, Tiểu Bạch trừng mắt. Tiểu trào nàng vỗ nhẹ nhẹ, trong hồng mông tháp, một đạo hắc quang đột nhiên từ trong huyền không sơn phóng lên trời, rất nhanh, đạo hắc quang này rơi vào phi thăng thai. Đúng là tiểu ngưu tay cầm hồng hoang khai thiên phủ. Tiểu ngưu tay cầm hồng hoang khai thiên phủ, ngẩng đầu nhìn chân trời, tùy thời chuẩn bị ra tay. Bên ngoài hồng mông tháp, Dương Diệp đi tới trước mặt nữ tử kia, hắn nhìn nàng. Tránh ra. Hai mắt nữ tử híp lại, kiếm bên hông rung động. Muốn ra vỏ kiếm. Ngay lúc này, Tiểu Bạch trên bờ vai Dương Diệp vung tay, trong chốc lát, thanh kiếm trên eo nữ tử tự ra khỏi vỏ, sau đó rơi vào tiểu trảo của Tiểu Bạch. Nhìn thanh kiếm, Tiểu Bạch lắc đầu, vậy mà chỉ là một thanh ngụy thần khí, loại đồ chơi này, hiện tại Tiểu Bạch nàng coi thường. Bất quá Tiểu Bạch cũng không có tính toán trả lại cho nữ tử, tiểu trảo nhẹ nhàng vung lên, thanh kiếm kia bị nàng thu vào trong hồng mông tháp. Trước mặt Dương Diệp, nàng kia ngây cả người, lập tức giận tím mặt, nàng chỉ vào Tiểu Bạch, giận dữ hét. Ngươi cất nó ở nơi nào? Dương Diệp nhíu mày, mà trên bờ vai Dương Diệp, Tiểu Bạch trừng mắt, rất nhanh, ánh mắt nàng rơi vào nạp giới trên ngón tay nàng kia. Sau một khắc, tiểu trảo chiêu chiêu, nạp giới trực tiếp tránh thoát tay nàng kia. Tiểu Bạch nhìn lướt qua nạp giới, lắc đầu, sau đó vẻ mặt nàng ghét bỏ vứt xuống trong hồng mông tháp. Mà giờ khắc này, nữ tử trước mặt Dương Diệp đã giận không thể nuốt. Tự tìm cái chết. Nói xong, nữ tử lấy tay thay kiếm, lăng không chỉ về phía Dương Diệp một cái. Xuy. Một ngón tay đưa ra, một thanh kiếm hư ảo đâm thẳng mi tâm Dương Diệp. Kiếm rất nhanh, nhanh đến để cho Dương Diệp có chút kinh ngạc, bất quá tốc độ này muốn giết hắn, vẫn còn có chút khó. Hơn nữa mặc dù tốc độ kiếm này nhanh, nhưng lực lượng chưa đủ, có thể nói, hắn hoàn toàn có thể dùng thân thể ngạnh kháng. Bất quá Dương Diệp không có ý để thân thể đi chống đỡ một kiếm kia, mũi chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, kiếm chí xuất hiện, người cũng đã biến mất, sau một khắc, một cái tay bóp lấy yết hầu của nữ tử kia. Hai mắt nữ tử trợn lên, ở trong mắt nàng tràn đầy vẻ không thể tin được. Nam tử trước mắt cùng nàng niên kỷ không sai biệt lắm, vậy mà một chiêu liền chế trụ nàng. Ngay lúc này, Dương Diệp nắm yết hầu nàng đập mạnh xuống đất. Ầm, cả mặt đất rạn nứt. Đầu nàng kia trực tiếp hãm vào trong đất. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ sau lưng Dương Diệp tấn công tới. Tả kiếm nhìn thấy Dương Diệp chế trụ nữ tử kia liền quyết đoán ra tay. Dương Diệp buông nữ tử đã bể đầu chảy máu kia, quay người đấm ra một quyền. Ầm! Theo một tiếng nổ vang, tả kiếm bị chấn bay ra ngoài, thiếu chút nữa bay ra khỏi thành. Trong thành, lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Lực lượng thân thể thật mạnh. Trong thành, có người sợ hãi than nói. Lực lượng thân thể này, sợ là đã đạt tới giới chủ cảnh, có thể tu luyện thân thể tới loại trình độ này, rất yêu nghiệt. Xa xa bên tường thành, tả kiếm nhìn thoáng qua tay phải của mình,
giờ phút này tay phải nàng đã rạn nứt, không chỉ tay, kiếm trong tay nàng cũng xuất hiện vô số vết rạn. Lực lượng thân thể thật mạnh. Tả kiếm ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Dương công tử, chúng ta không có ác ý. Không có ác ý. Khóe miệng Dương Diệp nhếch lên. Hai người các ngươi muốn cầm kiếm giết ta, sau đó còn nói với ta không có ác ý. Nói xong, Dương Diệp đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Tả kiếm, đồng tử của Tả kiếm co rụt lại, giơ kiếm đâm một cái. Nhưng một kiếm này của nàng bị Dương Diệp cầm ở trong tay. Lấy tay cầm kiếm. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Tả kiếm như cho tàn, nàng biết, nam tử trước mắt này, thực lực căn bản không phải là tỉ muội các nàng có thể chống lại. Dương huynh còn xin hạ thủ lưu tình. Ngay lúc này, một thanh âm yếu ớt đột nhiên từ một bên truyền đến. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, chỗ đó, một nam tử mặc trường bào màu trắng chậm rãi mà tới. Tướng mạo của nam tử vô cùng thanh tú, ngũ quan tinh xảo, không có một khuyết điểm nhỏ nhặt, dáng người hết sức nhỏ mà cao gầy, trong tay nắm một khăn lụa màu trắng, bộ dáng yếu đuối. Này chỗ nào là nam tử, rõ ràng chính là nữ giả nam trang. Nữ tử đi tới trước mặt Dương Diệp, nhưng tay Dương Diệp còn nắm kiếm của Tả kiếm. Nữ tử mỉm cười. Dương công tử, có thể buông kiếm hay không? Dương Diệp lắc đầu. Cho ta một lời giải thích không được, đầu của hai thuộc hạ ngươi, ta liền nhận rồi. Nghe vậy, sắc mặt Tả kiếm lập tức thay đổi. Nàng kia mỉm cười. Lần này các hạ từ Vĩnh Hằng chi giới đến, là vì tìm một người, có lẽ ta có thể giúp một tay. Dương Diệp buông kiếm, đi tới trước mặt nữ tử. Làm sao giúp? Nữ tử cười nói. Chuyển sang nơi khác. Được. Dương Diệp nói. Nữ tử nhìn thoáng qua nữ tử nằm trên đất, nàng lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tả kiếm, người kia vội vàng quỳ xuống. Thuộc hạ đáng chết. Hai mắt nữ tử chậm rãi đóng lại. Không coi ai ra gì, tật xấu này, phải sửa. Nói xong, nàng quay người rời đi. Dương Diệp đi theo. Sau lưng nữ tử, Dương Diệp nhìn thoáng qua nàng, có chút đề phòng, nữ nhân này cho hắn cảm giác là nguy hiểm. Nguy hiểm. Có thể để cho hắn cảm giác nguy hiểm. Phải biết, cho dù đối mặt một vị cường giả nhị giới, hắn cũng sẽ không có cảm giác nguy hiểm. Chỉ chốc lát, Dương Diệp đi theo nữ tử tới một địa phương tên là Thính Vân Cư. Thính Vân Cư xây dựng ở trên vách núi, phòng trúc ba gian, đi ra phòng trúc, có thể chứng kiến tầng mây, tựa như tiên cảnh. Bên cạnh vách núi, nữ tử xếp bằng ở trên đá, ở trước mặt nàng, bày đặt một cái khay trà, trên bàn trà có hai cái ly, trái cây. Phía sau đứng hai nữ tử, một người trong đó là Tả kiếm, mà đổi thành một nữ tử khác thì gọi Hữu kiếm. Nữ tử nhìn thoáng qua tiểu bạch trên bờ vai Dương Diệp. Cái này là linh tổ sao? Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử. Tạm thời còn không phải. Nữ tử cười cười, tay phải nàng khe khẽ gõ bàn trà. Rất nhanh, trên bàn trà xuất hiện một quả cây đỏ rực, trái cây này vừa xuất hiện, trong tràng lập tức tỏa ra thơm vị, loại mùi thơm này, làm cho người ngửi vui vẻ thoải mái, toàn thân sảng khoái. Nhìn thấy trái cây này, con mắt hai nữ lập tức mở to. Kỳ linh quả, có thể tăng trưởng tu vi và cải thiện huyết mạch, thứ này là thần vật A. Không chỉ có tác dụng rất lớn với người, đối với yêu càng có tác dụng to lớn. Có thể nói. Coi như là thần Vũ Tông cũng không cầm ra mấy quả loại này. Nữ tử đưa trái cây tới trước mặt tiểu bạch, cười nói. Tặng ngươi. Một bên, Tả kiếm cùng Hữu kiếm kinh hãi. Đưa cho tiểu gia hỏa kia. Ánh mắt Tả kiếm cùng Hữu kiếm rơi vào trên người tiểu bạch. Hai nữ rất muốn nói, tiểu gia hỏa này có tài đức gì. Phải biết, lúc trước một đại yêu nhị giới cảnh vì được quả trái cây này, cam nguyện bán mạng cho công tử 20 năm. Nhưng công tử không có đáp ứng. Mà bây giờ, công tử cứ như vậy tặng quả trái cây này ra ngoài. Trên bờ vai Dương Diệp, tiểu bạch sờ trái cây, sau đó nàng lắc đầu, đẩy trái cây tới trước mặt nữ tử. Hừ, nữ tử nhìn về phía Dương Diệp, hiển nhiên là không rõ ý tứ của bạch tiểu bạch. Dương Diệp do dự một chút, sau đó phiên dịch. Nàng nói, cái này rất rác rưởi, không dễ ăn. Biểu lộ của nữ tử cứng ngắc. Thối lắm. Ngay lúc này. Hữu kiếm đột nhiên cả giận nói. Đây chính là thần quả, người biết cái gì là thần quả không? Đó là tồn tại có thể so với thần vật, sủng vật này của ngươi không biết đồ quý, vậy mà nói nó là rác rưởi, thật sự là buồn cười. Nói xong,
Nữ tử giống như nghĩ đến cái gì, nàng kiêng kỵ nhìn thoáng qua Dương Diệp, lui về sau hai bước. Trên bờ vai Dương Diệp, Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp, nàng chỉ vào trái cây kia, tiểu chảo vung vẩy. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đừng giải thích, ta hiểu, không phải trái cây quá tốt, là nàng nghèo quá, nghèo hạn chế tưởng tượng của nàng, nàng và ngươi không phải là một cấp bậc. Tiểu Bạch trừng mắt. Kỳ linh quả. Kỳ thật ở trong lòng Dương Diệp, quả trái cây kia thật không tệ, trong Hồng Mông Tháp, ánh mắt của Tiểu Mưu nhìn cũng không chớp. Nhưng hắn rất rõ ràng, ở trong lòng Tiểu Bạch, quả trái cây này chỉ là bình thường. Phải biết trong tay nàng còn có một quả trái cây, cũng chính là lão giả đeo giỏ trúc cho nàng hai quả cây kia mới tính là thần vật chân chính. Một bên, Hữu Kiếm còn muốn nói điều gì, mà lúc này, nữ tử trước mặt Dương Diệp đột nhiên nhìn nàng một cái, Hữu Kiếm hừ một tiếng. Công tử, bọn hắn đây là đang vũ nhục ngươi, vũ nhục thần vật này. Trước mặt Dương Diệp, nữ tử không để ý tới Hữu Kiếm, mà nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Dương huynh, ngươi cảm thấy hai tỷ nữ này của ta như thế nào? Dương Diệp nhìn thoáng qua hai nữ kia, sau đó nói. Thiên phú rất tốt, tính cách cực kém, tâm tính càng kém. Thiên phú rất tốt, kỳ thật hai nàng này chỉ hai mươi mấy tuổi, nhưng đã đạt tới đạo chân cảnh, trừ lần đó ra, kiếm ý của hai người cũng đạt tới tổ cảnh đỉnh phong, chỉ kém một đường liền có thể đạt tới đạo chân cảnh. Loại tuổi này, có thành tựu này, cực kỳ khủng bố. Nghe được lời của Dương Diệp, nữ tử trước mặt hắn cười ha ha, bất quá cười chỉ chốc lát liền ho khan kịch liệt. Mà một bên, hai nữ vội vàng đi tới sau lưng nữ tử. Tả kiếm Lucky ra một hạt châu màu trắng đưa tới trước nữ miệng, nhưng nữ tử khẽ lắc đầu, trong lòng tả kiếm quính lên, vội vàng nói. Công tử, ngài nhanh ăn đi. Nữ tử cười cười, nhìn vẻ mặt lo hai nữ lắng, ngược lại không có kiên trì, nuốt lấy hạt châu kia. Tiếp đó nàng nhìn về phía Dương Diệp. Dương công tử, hai tỷ nữ này, là ta tự tay nuôi lớn, tuy các nàng là tỷ nữ ta, nhưng ở trong lòng ta, lại giống như thân nhân. Bởi vì ta tăng thêm thiên phú của các nàng, để cho các nàng không thể tránh né xuất hiện một ít kiêu ngạo cùng táo bạo. Nói đến đây, nàng nhìn về phía hai nữ. Ta để cho hai người các ngươi đi đón Dương công tử, là nói với các ngươi thế nào? Hữu Kiếm do dự một chút, sau đó nói. Phải lấy lễ đối đãi, nếu Dương công tử không muốn đến, tuyệt đối không thể cưỡng cầu. Nữ tử lại nói. Nhưng các ngươi là làm thế nào? Hai nữ trầm mặc. Nữ tử nhìn về phía Dương Diệp, mỉm cười. Nếu như hai người các ngươi sớm biết thực lực của Dương công tử cường hãn như vậy, hai người các ngươi còn có thể làm như vậy sao? Không, bởi vì cường giả, cần phải được tôn trọng, nhưng kẻ yếu không nên được tôn trọng sao? Hôm nay là bài học, hai người các ngươi phải hảo hảo ghi nhớ, ngày sau nếu còn suy nghĩ như vậy, hai người các ngươi tự rời đi đi. Nghe vậy, sắc mặt hai nữ lập tức trắng bệch, vội vàng quỳ xuống đất. Cúi đầu cầu xin tha thứ. Đứng lên đi. Nữ tử nhẹ nhàng vung tay, một cỗ gió nhẹ nâng hai nữ lên. Xin lỗi Dương công tử đi. Hai nữ không có chút do dự, quay người đi tới bên cạnh Dương Diệp, nhìn Dương Diệp có chút thi lễ. Dương công tử, chuyện lúc trước, là tỷ muội ta không phải, kính xin Dương công tử đại nhân không chấp tiểu nhân. Dương Diệp nhìn hai nữ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt. Dương Diệp lắc đầu cười cười, sau đó hắn nhìn về phía nữ tử trước mặt. Các hạ, chúng ta nên nói chuyện chính sự rồi. Nữ tử cười nói. Tự nhiên, đúng rồi, ta tự giới thiệu mình một chút, A Lãnh. A Lãnh, danh tự có chút đặc biệt, bất quá Dương Diệp không có tâm tư để ý cái tên này đặc biệt, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. A Lãnh cô nương, lúc trước ngươi nói có thể giúp ta tìm được bằng hữu, lời ấy thật không? A Lãnh mỉm cười. Tự nhiên là thật. Dương Diệp nói. Ngươi muốn cái gì? A Lãnh cầm lấy ly trà trước mặt, khẽ nhấp một miếng, sau đó nói. Dương công tử hẳn có thể nhìn ra được vấn đề thân thể của ta, thân thể ta bởi vì năm đó một ít chuyện, rơi xuống một ít bệnh căn, cái bệnh này, mặc kệ ta dùng phương pháp gì cũng không thể loại trừ. Ta đã từng tự mình tiến về Vĩnh Hằng Chi Giới, hy vọng tìm được thần vật có thể trị liệu thân thể ta. Nhưng không thu hoạch được gì, bất quá trước đây không lâu đã nhận được một tin tức, cái kia chính là Dương công tử. Dương Diệp nói, Hồng Mông tử khí, khóe miệng A Lãnh nhếch lên. Đúng vậy, khí này chính là một trong thập đại linh khí,
nó có thể nói là thánh khí chữa thương, nếu có khí này tương trợ, thân thể ta có thể khỏi hẳn. Dương Diệp uống một ngụm linh trà, sau đó nói. Tìm được An Nam Tĩnh, ta giúp người chữa thương. A Lãnh cười nói. Có thể. Vừa nói, nàng lấy ra một tấm bản đồ bày đặt ở trước mặt Dương Diệp. Đây là địa đồ của thần Vũ Đại Lục, trong đó mấy nơi vòng đỏ, là cấm địa của thần Vũ Đại Lục. Nói đến đây, hai cánh tay nàng phân biệt rơi vào hai vòng đỏ. Nếu như ta không đoán sai, nàng rất có thể ở hai địa phương này. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. A Lãnh cười nói. Ở thần Vũ Đại Lục này, ta chỉ chưa tới hai địa phương này. Nói thật, trước lúc gặp Dương Công Tử, ta cũng đã phái người bắt đầu tìm kiếm An Cô Nương. Nhưng đáng tiếc, ngoại trừ hai cấm địa này, địa phương khác không có tung ảnh của An Cô Nương. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Ngươi xác định địa phương khác không có. A Lãnh cười nói. Xác định. Ánh mắt của Dương Diệp rơi vào trên tấm bản đồ, ngón tay A Lãnh chỉ hai địa phương kia, phân biệt kêu là Vũ Mộ Chi Địa cùng với Nam Hoang Chi Địa. Hai địa phương này là... Dương Diệp nhìn về phía A Lãnh hỏi. A Lãnh nói khẽ. Hai địa phương này, xem như địa phương thần bí nhất của thần Vũ Đại Lục ta, đặc biệt là Vũ Mộ Chi Địa, nơi đây chỉ có tiêu thần Vũ đi vào, hơn nữa còn sống đi ra. Còn Nam Hoang Chi Địa, tuy ta chưa vào, bất quá đối với chỗ đó vẫn biết một chút, chỗ đó có một vị cường giả thần bí, còn mạnh như thế nào, là người nào, ta không biết. Vũ Mộ Chi Địa. Ánh mắt của Dương Diệp đầu tiên rơi vào trên Vũ Mộ Chi Địa. A Lãnh cô nương. Vì sao chỗ này gọi là Vũ Mộ Chi Địa? A Lãnh cười nói. Nghe đồn nơi đây chôn một vị cường giả cực kỳ lợi hại, bất quá đến cùng đúng hay không, ta cũng không rõ lắm. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta đi xem. Một bên, Tả Kiếm cùng Hữu Kiếm nhìn không được nhìn về phía Dương Diệp, đi Vũ Mộ Chi Địa nhìn xem. Đây chính là chỗ nguy hiểm nhất của thần Vũ Đại Lục A, A Lãnh nói. Dương công tử có cần trợ giúp gì không? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Kính xin các hạ giúp ta tiếp tục tìm hiểu tung tích của nàng, nếu có tung ảnh của nàng, xin cho ta biết. A Lãnh cười nói. Được. Dương Diệp gật đầu, ôm Tiểu Bạch muốn rời đi, đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên nhìn về phía Hữu Kiếm, tiếp đó nàng bay đến trước mặt Hữu Kiếm, Tiểu Chảo mở ra, một cái búa hư ảo xuất hiện ở trong móng vuốt của nàng. Muốn động thủ. Dương Diệp ngây cả người, bất quá rất nhanh. Hắn liền nở nụ cười, tiểu tử này. Tiểu Bạch không có động thủ, nàng cầm Hồng Hoang Khai Thiên Phủ Dương Dương, sau đó thả búa ở một bên. Chứng kiến cái búa này, Hữu Kiếm ngây ngẩn cả người. Thần khí. Đây lại là thần khí. Nhưng còn chưa kết thúc, Tiểu trào lên, một cái tháp hư ảo xuất hiện ở trong móng vuốt. Hồng Mông Tháp. Lại là một kiện thần khí. Hữu Kiếm đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nhưng còn chưa kết thúc. Tiểu Bạch gia tăng tốc độ, chỉ chốc lát, kiếm hồ lô, chấn giới ấn, vạn giới đồ, chân nguyên kính toàn bộ xuất hiện ở trước mặt Hữu Kiếm. Thần khí. Toàn bộ là thần khí. Thần khí chân chính. Hữu Kiếm đã ngây ra như phỗng, cả người dường như gặp quỷ. Không chỉ Hữu Kiếm ngây người, A Lãnh cũng có chút kinh ngạc, thần khí này, cũng không khỏi quá nhiều đi. Lúc nào thần khí đứng đầy đường như vậy rồi hả? Lúc này... Tiểu Bạch nhìn Hữu Kiếm nhếch miệng cười cười, sau đó nàng thu hồi những thần khí kia, bay đến trên vai Dương Diệp vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Người tiểu gia hỏa này. Nói xong, thân hình hắn run lên, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Trong tràng, Hữu Kiếm qua rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, nàng nhìn về phía A Lãnh. Công tử, nàng có thật nhiều thần khí, còn nhiều hơn thần Vũ Tông A. Thần Vũ Tông với tư cách thần Vũ Đại Lục đệ nhất tông môn, nhưng cả tông môn cộng lại cũng không giàu có bằng tiểu gia hỏa kia. Thần khí. Trong lòng Hữu Kiếm vẫn cực kỳ rung động, lần thứ nhất nàng nhìn thấy nhiều thần khí như vậy. A Lãnh lắc đầu cười cười. Ngươi là không biết thân phận chân thật của nàng, nếu biết, sợ là cái cằm sẽ rớt xuống đất. So sánh với những thần khí kia, bản thân nàng mới là tồn tại hy hữu nhất. Một vạn kiện thần khí, cũng kém xa nàng. Hữu Kiếm muốn hỏi cái gì, đúng lúc này, A Lãnh đột nhiên nói. Nếu các hạ đã tới, liền xuất hiện đi. Yên lặng một cái chớp mắt, một lão giả xuất hiện ở cách đó không xa. Lão giả nhìn thoáng qua A Lãnh,
đang muốn nói gì, lúc này A Lãnh đột nhiên nói. Các hạ là vì Dương Diệp mà đến. Phải. Lão giả nói. A Lãnh nhẹ gật đầu. Ta cùng với hắn làm một cuộc giao dịch, không hơn. Ân oán của hắn cùng với Vĩnh Hằng chi giới, ta không có hứng thú nhúng tay, linh tổ, ta cũng không có ý đồ tranh cướp. Các hạ cùng hắn làm giao dịch gì? Lão giả hỏi. A Lãnh nhìn thoáng qua lão giả. Ngươi không nên hỏi quá nhiều. Hai mắt lão giả híp lại, một cỗ uy áp cường đại đột nhiên xuất hiện, đúng lúc này, bàn tay như ngọc trắng của A Lãnh đột nhiên vỗ nhẹ nhẹ bàn trà, trong chốc lát, một cái chén ngọc hóa thành một đạo bạch quang bắn về phía lão giả kia. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, lão giả kia bị chấn đến mấy trăm trượng. Ngoài mấy trăm trượng, sau khi lão giả dừng lại, hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình, ở trong lòng bàn tay hắn có một lỗ máu. Rất sâu. Quán xuyên qua cả cánh tay. Tay phải lão giả chậm rãi nắm chắc, ngẩng đầu nhìn về phía nàng kia, trong mắt có kiêng kỵ sâu sắc. Lúc này nữ tử chậm rãi đứng lên, sau đó đi về phía phòng trúc. Nhắc lại một lần, sự tình của Vĩnh Hằng chi giới cùng Dương Công Tử, ta không có ý tham dự. Nhưng ta cùng với Dương Công Tử giao dịch, bọn ngươi cũng không được nhúng tay, trước khi giao dịch của ta và hắn hoàn thành, bọn ngươi cũng không được đi quấy rầy hắn, bằng không thì, người Vĩnh Hằng chi giới ai dám bước vào Thần Vũ Đại Lục, ta sẽ để cho hắn không thấy được mặt trời ngày thứ hai. Ngươi là uy hiếp sao? Lão giả hỏi. A Lãnh dừng bước lại, khóe miệng nhếch lên. Chính là uy hiếp. Nói xong, nàng ho nhẹ. Tiễn khách. Hai trung niên khôi ngô đột nhiên xuất hiện ở sau lưng lão giả. Hai tên cường giả nhị giới. Giờ khắc này, lão giả kia biến sắc rồi. Sau lưng lão giả, thần thức của hai trung niên trực tiếp khóa ở trên người lão giả. Hiển nhiên, nếu lão giả dám nói nửa chữ không, hai người sẽ lập tức ra tay. Lão giả nhìn thoáng qua phòng trúc, sau đó xoay người rời đi. Trong nhà trúc, A Lãnh xếp bằng ở trên giường trúc, ở trước mặt nàng không xa, là Hữu Kiếm cùng Tả Kiếm. A Lãnh nói khẽ, thông chi một chút, để bọn hắn tiếp tục tìm kiếm, không chỉ như thế, để cho các tông môn khác cùng với một ít thế lực bí ẩn giúp đỡ, nói là ta bảo. Hữu Kiếm do dự một chút, sau đó nói, công tử, tuy thực lực của Dương Diệp không tệ, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của công tử. Trên người đối phương có hồng mông tử khí, để cho hắn giao ra là được, không cần lãng phí nhiều thời giờ như vậy. A Lãnh cười nói, vị Dương công tử này, cũng không phải người bình thường gì, có thể làm cho tất cả thế lực của Vĩnh Hằng chi giới xuất động, người cảm thấy dễ cơ chi dễ như vậy sao? Vĩnh Hằng chi giới. Trong lòng hai nữ kinh hãi, chỗ kia, các nàng tự nhiên cũng biết, chỗ kia chính là địa phương tất cả cường giả của Thần Vũ Đại Lục đều muốn đi. Công tử, vì cái gì các thế lực kia muốn giết hắn? Tả Kiếm một mực trầm mặc đột nhiên hỏi. A Lãnh mỉm cười. Bởi vì tiểu gia hỏa kia. Một con linh sủng. Hữu Kiếm khó hiểu. Ngoại trừ đáng yêu một chút, thì không có chỗ nào đặc biệt a. A Lãnh cười ha ha, bất quá vừa mới cười liền ho khan kịch liệt, hai nữ vội vàng lấy thuốc, nhưng A Lãnh khoát tay áo. Nhà đầu, nàng không chỉ đáng yêu một chút, ngày sau nàng phát huy, trong khoảnh khắc có thể hủy Thần Vũ Đại Lục này. Cho nên không chỉ bởi vì Dương công tử này không phải người bình thường, tiểu gia hỏa kia càng không bình thường. Vì để tránh cho ngày sau phiền toái không cần thiết, hảo hảo hợp tác mới là đứng đắn nhất. Hữu Kiếm còn muốn hỏi cái gì, A Lãnh đã khoát tay áo. Đi làm chuyện tình ta nói đi. Hai nữ không có nói cái gì, nhìn A Lãnh thi lễ, sau đó lui xuống. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch ly khai Thính Vân Cư, thẳng đến Vũ Mộ chi địa. Trong đám mây, Tiểu Bạch ngồi ở trên bờ vai Dương Diệp, cái đầu nhỏ nhẹ nhàng cả hai má của Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Bạch trên bả vai, lắc đầu cười cười, hiện tại tiểu gia hỏa này càng ngày càng nhân tính hóa. Vừa rồi ở Thính Vân Cư, Hữu Kiếm nói nàng không kiến thức, nàng rõ ràng nhớ ở trong đầu, cho nên trước khi đi khoe của. Tiểu gia hỏa hẹp hòi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, trong mắt có vẻ lo âu. Tính cách của An Nam Tĩnh, hắn biết rõ, nếu như đối phương có thể liên hệ hắn, An Nam Tĩnh tuyệt đối sẽ liên hệ. Hiện tại An Nam Tĩnh đang làm gì? Trên bờ vai, Tiểu Bạch nhìn ngó khắp nơi. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Dương Diệp kêu Thái Cổ Chân Long ra, long uy trên người nó có thể tránh một số đại yêu đến gây phiền toái. Khoan hãy nói, long uy vẫn rất hữu dụng.
đã có long uy này tồn tại, trên đường đi, Dương Diệp ngay cả con muỗi cũng không có cảm nhận được. Trong dãy núi đi gần một giờ, Dương Diệp rốt cục ngừng lại, ở trước mặt hắn không xa, có một khối mộ bia, trên tấm bia có hai chữ to, Vũ Mộ. Dương Diệp đi tới trước mộ bia không lớn, cũng không có chỗ đặc thù gì, nhưng Dương Diệp cảm nhận được một cỗ sóng lực lượng như có như không. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua tiểu bạch bay đến trên mộ bia, tiểu chảo vỗ nhẹ nhẹ mộ bia không có động tĩnh, tiểu bạch ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp giang tay ra, tỏ vẻ không biết, tiểu bạch suy nghĩ một chút, sau đó nàng lấy ra một thanh búa hư ảo chống đỡ ở trên mộ bia. Mềm không được, vậy mạnh bạo. Một chiêu này, là nàng không biết từ lúc nào học được của Dương Diệp, đừng nói, thật đúng là có tác dụng. Mộ bia đột nhiên chấn động, ngay sau đó, một cỗ chấn động từ trong đó truyền ra. Tiểu bạch trừng mắt nhìn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, tiểu chảo quơ quơ, ý là mộ bia này hỏi bọn hắn muốn làm gì. Cái gì? Thần sắc Dương Diệp có chút cổ quái, mộ bia này thật có sinh mạng. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Hỏi nó một chút, có nguyện ý đi theo chúng ta hay không? Tiểu bạch cúi đầu nhìn về phía bia đá, tiểu chảo vỗ nhẹ nhẹ mộ bia, sau đó chỉ mình, hiển nhiên là đang hỏi có nguyện ý đi theo nàng hay không. Như nghĩ đến cái gì, tiểu bạch há mồm phun một cái, trong chốc lát, một cỗ linh khí cực kỳ tinh thuần tràn vào trong mộ bia, trong chốc lát, mộ bia rung động kịch liệt. Bia đá trầm mặc hồi lâu, sau đó lại truyền ra một cỗ chấn động. Tiểu bạch ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, nàng nhếch miệng cười cười, sau đó tiểu chảo vỗ nhẹ nhẹ tấm bia đá, trong chốc lát, mộ bia trực tiếp xê dịch đến trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nở nụ cười. Mộ bia nguyện ý đi. Mộ bia này tự nguyện đi theo hắn và tiểu bạch. Tay Dương Diệp đặt ở trên mộ bia, vào tay lạnh buốt, tay phải hắn nắm mộ bia, muốn bắt lên, nhưng kinh hãi phát hiện, hắn vậy mà không cách nào rung chuyển. Giờ khắc này, thần sắc Dương Diệp lập tức ngưng trọng lên. Nặng nề. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó hai tay ôm mộ bia, hắn bắt đầu chậm rãi dùng sức, không chỉ vận dụng huyền khí, còn vận dụng huyền cổ chi lực. Thời gian dần trôi qua, mộ bia rung động, cùng lúc đó, mộ bia bắt đầu cách mặt đất, thời điểm mộ bia cách mặt đất, sắc mặt Dương Diệp đỏ lên. Không chỉ như thế, hai cánh tay hắn càng nổi gân xanh, tựa như một bầy rắn nhỏ, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Ba hơi sau, Dương Diệp buông tay ra. Mộ bia rơi xuống đất. Ầm, cả vùng run lên kịch liệt, tựa như bị người phá hủy. Bảo bối. Dương Diệp nhìn hai tay mình. Hai tay đỏ bừng, đó là biểu hiện dùng sức quá độ. Ánh mắt của hắn rơi vào trên mộ bia, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, mộ bia không đơn giản a. Giống như nghĩ đến cái gì, Dương Diệp nhìn về phía tiểu bạch. Hỏi một chút, nó có phải của người khác hay không? Tuy hắn muốn thu bảo bối, nhưng hắn là người có nguyên tắc, nếu thứ này là của người khác, cho dù mộ bia này nguyện ý đi theo hắn, hắn cũng sẽ không cần. Đối đãi địch nhân, có thể vô sỉ. Có thể lưu manh, nhưng dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không vô sỉ lưu manh. Tiểu bạch nhìn về phía mộ bia, tiểu chảo vung múa. Qua một hồi lâu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, bắt đầu truyền đạt ý tứ của mộ bia. Có. Mộ bia này, là một lão giả để ở chỗ này, bất quá lão giả kia đã không có ở đây. Nó ở chỗ này rất nhiều năm, mà lão giả kia lại không trở lại, cho nên nó bây giờ là vật vô chủ. Dương Diệp nở nụ cười, hắn đang muốn thu mộ bia, ngay lúc này Nhị Nha xuất hiện ở bên cạnh, Dương Diệp và Tiểu Bạch nhìn về phía Nhị Nha, ánh mắt Nhị Nha rơi vào trên mộ bia, nàng đi tới trên mộ bia, nhìn, sau đó bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ nhẹ mộ bia. Dương ca ca, cái đồ chơi này ta muốn. Dương Diệp, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nàng ngược lại không có vấn đề, dù sao mặc kệ đồ vật ở trong tay ai. Chỉ cần nàng muốn, cái gì cũng sẽ đến trước mặt nàng. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Nhị Nha, cái đồ chơi này rất nặng. Nặng. Nhị Nha cúi đầu nhìn về phía mộ bia, sau đó phải tay nắm lấy một góc, tiếp đó ở trong kinh ngạc ánh mắt của Dương Diệp, một tay nàng trực tiếp giơ mộ bia lên. Dương Diệp. Nhị Nha cầm lấy mộ bia đi lòng vòng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương ca ca, không quá nặng a. Dương Diệp ngượng ngập cười cười. Ân, cũng không phải rất nặng, nếu như Nhị Nha ưa thích, vậy cho ngươi.
Nhị Nha nhếch miệng cười cười. Cảm ơn Dương ca ca. Nhị Nha. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Vì sao ngươi muốn cái đồ chơi này? Nhị Nha vỗ vỗ mộ bia. Tiểu Ngưu cũng có vũ khí, ta cũng muốn vũ khí, hơn nữa thứ này cho ta một loại cảm giác đặc thù, giống như ta đã thấy nó. Thấy nó? Dương Diệp nhíu mày. Như vậy là sao? Nhị Nha lắc đầu. Ta cũng không biết. Dương Diệp. Lúc này Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trước mặt Nhị Nha, tiểu chảo đặt ở trên đỉnh đầu Nhị Nha, chỗ đó có hai sừng nhỏ đen nhánh. Sừng. Dương Diệp cũng nhìn thấy hai cái sừng kia, lập tức hỏi. Nhị Nha, đây là... Nhị Nha lắc đầu. Không biết. Dương Diệp im lặng, nhà đầu này, cái gì cũng không biết. Lúc này Nhị Nha vỗ vỗ mộ bia, cười nói. Không tệ không tệ, ân, ta đi tìm Tiểu Ngưu đánh một trận, nhìn xem là búa của nó lợi hại hay đại thạch đầu của ta lợi hại. Nói xong, nàng nắm mộ bia tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Tìm Tiểu Ngưu sâu lâu, kỳ thật nội tâm Tiểu Ngưu rất phản đối, nhưng đáng tiếc, cự tuyệt cũng không được. Dương Diệp không có để ý Nhị Nha và Tiểu Ngưu, nếu như Nhị Nha đi tìm Thái Cổ Chân Long, hắn sẽ đi khuyên nhủ, Nhị Nha và Thái Cổ Chân Long quan hệ không tốt, nếu nàng đi tìm Thái Cổ Chân Long sâu lâu, rất có thể sẽ đập chết Thái Cổ Chân Long nấu ăn. Nhưng tìm Tiểu Ngưu, hắn liền không lo lắng, ở trong lòng Nhị Nha, Tiểu Ngưu vẫn rất có địa vị. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch đi về phía sâu trong dãy núi, nhưng đi không bao lâu, đột nhiên một cỗ lực lượng vô hình đặt ở trên người Dương Diệp, cùng lúc đó, một giọng nói từ chỗ sâu truyền ra. Ngay cả mộ bia của lão phu cũng cầm, người thật là không còn chỗ nói a. Ân, nhà đầu vừa rồi kia, thật khiến người ta khó có thể tin, vậy mà có được huyết mạch như thế, còn có tiểu gia hỏa này, đây không phải linh tổ sao? Ồ, huyết mạch của ngươi, chậc chậc, lại có thể nghịch chuyển huyết mạch. Có chút ý tứ. Dương Diệp. Nghịch chuyển huyết mạch. Dương Diệp nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua chỗ sâu, sau đó ôm Tiểu Bạch đi tới. Rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn không xa, xuất hiện một lão giả áo trắng. Lão giả áo trắng hai tay chắp sau lưng, người hơi còng, tròm râu thật dài, hầu như dài tới ngực. Giờ phút này, lão giả áo trắng này đang chăm chú nhìn Tiểu Bạch. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả, sau đó đi đến trước mặt ôm quyền. Quấy rầy tiền bối. Lão giả mỉm cười, quả thật là linh tổ. Vừa nói, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Thế giới thật kỳ diệu, không nghĩ tới thế giới này còn có linh tổ. Vì cái gì thế giới này không thể có linh tổ? Dương Diệp khó hiểu. Lão giả cười nói. Ngươi hỏi khó lão hủ rồi. Nhắc tới cũng phải, vạn vật không có tuyệt đối. Tuy trước giờ chưa xa từng xuất hiện linh tổ, nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không có, mọi thứ luôn có ngoại lệ. Dương Diệp xoa đầu Tiểu Bạch. Ở trong lòng ta, nàng chẳng qua là Tiểu Bạch, mà không phải linh tổ gì. Nhưng thế nhân không nhìn như vậy. Lão giả áo trắng cười nói. Dương Diệp cười nói. Thế nhân nhìn thế nào, can hệ gì tới ta? Lão giả áo trắng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Đi con đường này. Rất khó đi. Dương Diệp mỉm cười. Đường là tự chọn, lại khó đi, cho dù quỳ đi, cũng phải đi đến cùng. Lão giả áo trắng thấp giọng thở dài, hắn do dự một chút, sau đó nói. Hậu sinh, ta lại hỏi ngươi một câu, ngươi thành thật trả lời. Nếu như có một ngày, thế giới quê nhà của ngươi gặp tai họa ngập đầu, ngươi có đứng ra không? Dương Diệp trầm mặc. Rất khó trả lời. Lão giả áo trắng hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Tiền bối, vãn bối là một người ích kỷ. Lão giả áo trắng cười nói. Trên đời ai không ích kỷ? Sở dĩ ta hỏi như vậy, chính là bởi vì kiếm đạo của ngươi, ngươi không phải người vô tình vô nghĩa, bằng không thì, linh tổ này sẽ không theo ngươi, kiếm đạo của ngươi cũng không khả năng đi tới trình độ bây giờ. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó lại nói. Vừa rồi cái mộ bia kia. Là bằng hữu của ta dùng một kiện chí bảo tạo cho ta, bảo vật kia, là hắn bỏ ra gần trăm năm dùng một hỗn độn thần vật luyện chế thành. Dương Diệp có chút lúng túng, bất quá Dương Diệp hắn không phải lưu manh, cho nên hắn chuẩn bị trả lại. Đúng lúc này, lão giả áo trắng đột nhiên nói. Hiện tại, ta tặng vật kia cho ngươi. Hả? Dương Diệp không hiểu nhìn về phía lão giả áo trắng. Lão giả cười nói. Ngươi không nghe lầm, ta tặng ngươi. Dương Diệp do dự một chút. Vì sao?
Lão giả cười nói. Cảm thấy hữu duyên, có thể chứ? Dương Diệp lắc đầu, tỏ vẻ không tin. Lão giả suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ích kỷ, người thế gian không có người nào không ích kỷ, nhưng nhiều khi, người lại rất vô tư. Người dụng tình, chân, thiện cực hạn, nhưng xét đến cùng, đây là tình ích kỷ, loại tình này, cuối cùng chỉ có thể coi là tiểu tình. Người biết vì sao linh tổ cường đại như vậy, được vạn vật kính yêu hay không? Bởi vì tình của các nàng, là đại tình, các nàng yêu thương vạn vật dĩ nhiên là yêu thương các nàng. Dương Diệp cười nói, tiền bối, vãn bối không làm anh hùng được. Lão giả áo trắng suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ngươi không muốn kiếm đạo của mình trở nên càng mạnh mẽ hơn sao? Dương Diệp cười cười. Muốn, cực kỳ muốn. Bất quá vãn bối cảm thấy, chuyện thế gian, cuối cùng là không có song toàn, ta cũng không muốn mọi sự làm hoàn mỹ. Đối với vãn bối mà nói, hết thảy không thẹn với lương tâm là đủ. Bất kể là đối với thân nhân, đối với bằng hữu, hay đối với tất cả mọi người, không thẹn với lương tâm là được. Còn tiền bối nói đại tình, vãn bối cảm thấy rất hợp lý, nhưng đáng tiếc, nó không hợp vãn bối, bởi vì vãn bối không muốn đi làm người mình không muốn làm. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó nói. Một người bạn của vãn bối từng nói qua, không ai vì trở nên mạnh mẽ mà mạnh mẽ, vãn bối cảm thấy nàng nói rất có lý, tiền bối cảm thấy đúng không? Không thẹn với lương tâm. Lão giả áo trắng cười nói. Hảo một câu không ai vì trở nên mạnh mẽ mà mạnh mẽ, bằng hữu của ngươi không đơn giản. Dương Diệp cười cười, không nói gì. Lão giả áo trắng cười nói. Lão hủ chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày sẽ cùng người niên kỷ nhỏ như vậy đàm luận nhân sinh. Dương Diệp cười nói. Tiền bối hẳn là nên nói, không có nghĩ qua cùng người kém như ta luận đạo nhân sinh a. Lão giả áo trắng cười cười. Thời đại khác nhau, lão phu ở vào tuổi của ngươi, không dám nói có thể áp chế ngươi. Giống như nữ oa lúc trước, nàng giống như ngươi, đều là thiên túng kỳ tài. Ấn chứng câu cách ngôn kia, giang sơn đời nào cũng có người tài. Nữ oa. Dương Diệp nắm tay lại. Tiền bối, nữ oa kia hình dạng thế nào? Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó tay phải nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát. Một hình ảnh do linh khí hội tụ thành xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. An Nam Tĩnh. Đó chính là An Nam Tĩnh. Dương Diệp ngăn chặn kích động trong lòng hỏi. Tiền bối, bây giờ nàng đang ở nơi nào? Lão giả áo trắng nói. Ngươi là vì tìm nàng mới đến. Dương Diệp gật đầu. Lão giả áo trắng nói. Nàng đi một địa phương khác, ở phía nam. Phía nam, Nam Hoang Chi Địa. Dương Diệp do dự một chút. Sau đó hỏi, tiền bối, cái mộ bia kia viết vũ mộ, này là vì sao mà có? Lão giả áo trắng cười nói, lão phu đã từng có một ngoại hiệu, gọi vũ tổ. Vũ tổ, Dương Diệp lại hỏi, nàng bái tiền bối làm thầy. Lão giả áo trắng lắc đầu, không có, vì sao? Dương Diệp khó hiểu, lão giả áo trắng cười nói, nàng lựa chọn tên kia, người ở Nam Hoang Chi Địa. Dương Diệp hỏi. Lão giả áo trắng gật đầu. Chấp niệm của nàng rất lớn, thiên phú vô cùng tốt, nếu nguyện ý bái lão phu làm thầy, lão phu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thế gian không có người nào thích hợp hơn nàng. Đáng tiếc nàng lựa chọn tên kia. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua phía nam, sau đó nói. Thật đáng tiếc. Khi biết tung tích của An Nam Tĩnh, Dương Diệp đã vô tâm ở lâu, bất quá hắn còn có một nghi vấn, lập tức hỏi. Tiền bối. Trước ngươi nói nghịch cải huyết mạch, đây là ý gì? Nghịch cải huyết mạch. Lão giả áo trắng nói khẽ. Huyết mạch, thời điểm thực lực con người đạt tới trình độ nhất định, là có thể thay đổi huyết mạch của mình, cái cải biến này, có chút giống như lực lượng huyết mạch của yêu tộc. Bất quá muốn nghịch cải huyết mạch của mình, độ khó cũng không nhỏ, phàm là người có thể làm được nghịch cải huyết mạch, đều không phải kẻ yếu. Còn ngươi, huyết mạch của ngươi đã nghịch cải, nói cách khác, ngươi đã vượt qua tổ tiên của mình. Phải nói, ngươi đã vượt qua tất cả tổ tiên của ngươi, ngươi đã đột phá lực lượng huyết mạch mà bọn hắn cho ngươi, đã có được huyết mạch của mình, còn là huyết mạch gì, ngày sau huyết mạch này triệt để hình thành, ngươi sẽ biết. Lực lượng huyết mạch, Dương Diệp trầm giọng nói. Bất luận kẻ nào, cũng có thể bằng bản lãnh của mình đột phá huyết mạch bản thân. Cũng kể cả yêu tộc. Lão giả áo trắng cười nói. Trên lý luận mà nói là như vậy, bất quá rất khó.
còn yêu tộc, vậy thì càng khó khăn. Rất nhiều đại yêu yêu tộc, chúng thành nhờ huyết mạch, bại cũng vì huyết mạch, đại yêu có thể đột phá huyết mạch tổ tiên, ít, vô cùng ít, nhưng một khi chúng có thể đột phá huyết mạch tổ tiên, như vậy chúng sẽ đạt tới một độ cao mới. Người cũng giống như vậy, người bây giờ, các phương diện đều đang từ từ tăng lên, hơn nữa chỗ tốt còn ở phía sau. Lực lượng huyết mạch. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó hắn nghĩ tới một nguyên nhân, chính là áp chế cảnh giới của mình, khi hắn bắt đầu áp chế cảnh giới, huyết mạch của mình bắt đầu lột xác. Dương Diệp lắc đầu, không suy nghĩ vấn đề này, hắn lại hỏi. Tiền bối, ngài mới vừa nói nhị nha có được huyết mạch kia, đó là huyết mạch gì? Huyết mạch đại yêu. Nhị nha. Lão giả áo trắng hỏi. Là tiểu nha đầu lấy mộ bia của lão phu kia sao? Dương Diệp gật đầu. Lão giả áo trắng cười nói. Nàng không phải huyết mạch đại yêu gì, nàng nha, huyết mạch lợi hại hơn đại yêu nhiều. Cho dù đại yêu lợi hại nhất thế gian, ở trước mặt nàng, cũng phải xưng thần. Dương Diệp ngây cả người, đang muốn hỏi, nhưng lão giả áo trắng đột nhiên nói. Không cần hỏi lai lịch của nàng, thời gian đến, ngươi tự nhiên biết rõ. Sở dĩ không nói cho ngươi biết, là vì tôn trọng nàng, nàng bây giờ, còn chưa triệt để thức tỉnh, đợi nàng triệt để thức tỉnh, nàng có nguyện ý nói cho ngươi biết hay không, cái kia chính là chuyện của nàng. Nếu như hiện tại ta nói cho ngươi biết, đến lúc đó chọc giận nàng ta liền phiền muộn. Dương Diệp do dự, sau đó nhẹ gật đầu, không hỏi lai lịch của nhị nha nữa, lập tức ôm quyền. Vậy vãn bối cáo từ trước. Vỏ kiếm kia của ngươi. Lúc này, lão giả áo trắng đột nhiên nói. Có thể cho ta mượn xem một chút không? Vỏ kiếm. Dương Diệp nhẹ gật đầu, từ trong tay người thần bí ở dưới di chỉ Bắc Hoang Kiếm Tông lấy được vỏ kiếm ra, hắn bấm tay điểm một cái, vỏ kiếm rơi vào trước mặt lão giả áo trắng. Lão giả áo trắng nhìn vỏ kiếm hồi lâu, sau đó nói. Nghĩ đến ngươi đã gặp vị kia. Vừa nói. Hắn bấm tay điểm một cái, vỏ kiếm bay về tới trước mặt Dương Diệp. Hắn là một kiếm tu rất lợi hại, vô cùng lợi hại, ở thời đại của chúng ta, để cho vô số người kính nể, lão gia hỏa vũ nghịch kia bình sinh không phục người, nhưng đối với hắn vẫn rất phục. Chớ làm nhục vỏ kiếm này, càng chớ nhục kiếm kia. Sau này còn gặp lại. Nói xong, lão giả áo trắng biến mất không thấy gì nữa. Kiếm. Dương Diệp nhìn vỏ kiếm trước mặt, trầm mặc một lát. Hắn thu kiếm, quay người biến mất ở xa xa. Ở trong lòng Dương Diệp có rất nhiều mê mang. Người dưới nền đất Bắc Hoang Kiếm Tông, lão giả trước mắt này, còn có lão giả đeo giỏ trúc kia, những người này, đến cùng là những người gì? Những người này đến từ thời đại nào? Vì cái gì thực lực của mình càng mạnh, liền cảm giác mình càng nhỏ bé. Sau khi Dương Diệp rời đi không lâu, một lão giả áo đen đột nhiên đến vũ mộ chi địa, lão giả áo đen này. Đúng là lão giả luôn đi theo Dương Diệp kia. Sau khi rời khỏi Thính Vân Cư, lão giả này đi theo Dương Diệp một đường đến đây, hắn cần phải hiểu rõ tất cả mọi chuyện của Dương Diệp, đương nhiên càng nhiều nữa là thế lực của Vĩnh Hằng Chi Giới sợ Dương Diệp lại có kỳ ngộ gì. Lão giả áo đen nhìn lướt qua bốn phía, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chỗ xa. Các hạ ra gặp một lần đi. Hiển nhiên là nói lão giả áo trắng kia. Ngay lúc này, một cỗ uy áp đột nhiên xuất hiện. Không có dấu hiệu nào, lão giả áo đen bị uy áp chấn quỳ trên đất, không chỉ quỳ trên mặt đất, cả người còn nằm bò, nhúc nhích cũng không nhúc nhích được. Lão giả áo đen cứ quỳ như vậy, không quản hắn phản kháng như thế nào, cỗ lực lượng kia vẫn đè hắn, để cho thân thể hắn không cách nào nhúc nhích. Giờ khắc này, trong lòng lão giả áo đen giật mình tới cực điểm. Cứ như vậy rằng có gần 2 giờ, cỗ lực lượng kia mới dần dần tiêu tán. Lão giả áo đen lập tức quay người bỏ chạy, sau khi ly khai dãy núi kia, lão giả áo đen quay đầu nhìn về phía vũ mộ chi địa, trong mắt cực kỳ kiêng kỵ, phải nói là sợ hãi. Sợ hãi? Loại sợ hãi này, hắn chỉ ở Vĩnh Hằng Chi Hà trải qua. Không dám ở lâu, lão giả áo đen quay người biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp đi ra vũ mộ chi địa, lập tức chạy tới Nam Hoang chi địa. Rốt cuộc đã có tin tức của An Nam Tĩnh. Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, bầu trời mờ mịt, kiếm quang qua, tầng mây xé rách. Chỉ chốc lát, Dương Diệp chạy tới Nam Hoang chi địa. Hoang vu. Phiến khu vực này, hoàn toàn mờ mịt, liếc mắt không thấy được chân trời. Dương Diệp đi về phía trước, ở trên vùng đất hoang vu này, Dương Diệp không có cảm nhận được khí tức của bất kỳ sinh mệnh nào,
nơi đây an tĩnh đáng sợ, ngay cả một chút gió cũng không có. Rất nhanh, hắn ở trên vách núi xa xa thấy được một ngôi nhà tranh. Mũi chân Dương Diệp nhẹ nhàng điểm một cái, cả người hóa thành kiếm quang bắn đi. Nhưng kiếm quang vừa mới lên mấy trượng, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên trấn áp tới. Ầm, kiếm quang tan vỡ, cả người Dương Diệp bị cỗ lực lượng kia nện rơi xuống đất. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nhà tranh, hai mắt hơi híp lại. Trầm mặc một lát, hắn không có lựa chọn ngự kiếm phi hành, mà đi bộ về phía nhà tranh. Thời điểm Dương Diệp đi tới vách núi, bất ngờ xảy ra chuyện, mặt đất đột nhiên vỡ nát, một đạo kiếm quang từ trong đó bắn nhanh ra. Nhanh! Tốc độ sắp tới Dương Diệp không cảm giác được đạo kiếm quang này tồn tại. Xuy! Đạo kiếm quang kia trực tiếp xuyên thủng bụng của hắn, Dương Diệp bị đạo kiếm quang này chấn liên tục lùi lại, cuối cùng lui đến vị trí ban đầu. Sau khi Dương Diệp dừng lại, cúi đầu nhìn nhìn bụng của mình, chỗ bụng có một cái động cực kỳ nổi bật, cái động này, trước bụng sau lưng đều có. Thanh kiếm kia xuyên thủng cả người hắn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía vách núi kia, sau một khắc, hắn tiếp tục về phía vách núi. Đỉnh vách núi, một lão giả áo đen xếp bằng, ở trước mặt hắn là một cái bàn gỗ tròn, trên bàn bày một bàn cờ. Đối diện lão giả áo đen là một lão giả áo trắng. Lão giả áo trắng này, đúng là Vũ Tổ. Bộ dáng hai người y chang không khác. Vũ Tổ cầm cờ đen hạ xuống. Ngươi cảm thấy hắn có thể tới không? Lão giả áo đen mặt không biểu tình. Đi lên thì như thế nào, không được thì như thế nào? Vũ Tổ cười nói. Kẻ này là một hạt giống tốt. Nhà đầu kia tốt nhất. Lão giả áo đen lạnh nhạt nói. Hắn là người được kiếm si chọn. Vũ Tổ lại nói. Lão giả áo đen nhíu mày, hắn ngừng động tác trong tay, quay đầu nhìn phía dưới. Nhìn Dương Diệp, lão giả áo đen trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Để cho chúng ta nhìn xem, người hắn chọn đến cùng như thế nào. Vừa nói, tay trái của hắn nhẹ nhàng chúi xuống. Nếu là người hắn chọn, độ khó làm sao cũng phải gia tăng gấp đôi mới được. Theo hắn áp xuống, phía dưới, trong mặt đất kia, lại một đạo kiếm quang bắn ra. Lúc này đây. Đạo kiếm quang này so với trước nhanh hơn ít nhất gấp đôi. Lúc này đây Dương Diệp ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, cả người bị đâm thủng, máu tươi từ trước ngực bắn ra, cùng lúc đó, hắn lại bị chấn về tại chỗ. Trên vách núi, Vũ Tổ khẽ cười nói. Tiểu tử này là ý trung nhân của nha đầu kia, ngươi không sợ ngày sau nha đầu oán trách ngươi. Lão giả áo đen lạnh nhạt nói. Loại người bình thường, không xứng kết duyên với nha đầu kia. Ta không phản đối hắn cùng với nha đầu chung một chỗ, nhưng ta phản đối nha đầu chọn là một người bình thường. Bình thường không phải sai, sai là, người bình thường không nên cùng người ưu tú ở chung một chỗ. Ta cũng không muốn ngày sau nha đầu kia ở trên võ đạo chi lộ, có một con ghẻ ký sinh theo ăn bám. Vũ Tổ cười nói, vạn nhất nha đầu kia thành con ghẻ ký sinh của người khác thì sao? Lão giả áo đen bật cười, ai có tư cách này? Lão giả áo trắng lắc đầu cười cười, không nói gì. Phía dưới, Dương Diệp ngừng lại, hắn không có tiếp tục tiến lên, hiển nhiên, có người ngăn cản hắn tiến lên, nhưng đối phương không có hạ sát thủ với hắn, ý nghĩa này rất có thể là một khảo nghiệm. Khảo nghiệm, muốn qua đi, phải tránh thoát đạo kiếm quang kia, hoặc hủy diệt đạo kiếm quang kia. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó lần nữa bước ra. Đi chưa được hai bước. Sắc mặt Dương Diệp đại biến, kiếm ra khỏi vỏ, nhưng thời điểm kiếm ra, kiếm quang trực tiếp đánh vào trên người hắn. Ầm. Dương Diệp lần nữa lùi lại. Lúc này đây, hắn lui xa hơn. Sau khi dừng lại, Dương Diệp nhìn ngực mình, sau đó nhìn về phía xa xa, kiếm kia quá nhanh, vượt xa tốc độ cùng phản ứng của hắn. Trầm mặc hồi lâu, sau khi vết thương trên người tốt không sai biệt lắm, Dương Diệp lần nữa đi đến, đi chưa được hai bước. Kiếm quang xuất hiện lần nữa, đúng lúc này, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện. Kiếm vực. Thời điểm kiếm vực xuất hiện, đạo kiếm quang kia lập tức chậm lại trong mắt của Dương Diệp, tuy chậm lại, nhưng đối với Dương Diệp mà nói vẫn rất nhanh, nhanh vô cùng. Bất quá giờ khắc này, Dương Diệp đã có năng lực phản kích. Kiếm ra khỏi vỏ. Xuy. Hai đạo kiếm quang ở trong kiếm vực chạm vào liền phân. Ầm. Dương Diệp lần nữa lui về phía sau gần 10 trượng, khóe miệng của hắn chậm rãi tràn ra máu tươi. Tia kiếm quang kia, không chỉ tốc độ nhanh, lực lượng còn cực kỳ mạnh mẽ.
Trên vách núi, hai lão giả đồng thời quay đầu, nhìn về phía dưới. Kiếm vực. Qua hồi lâu, lão giả áo đen nói khẽ. Kiếm đạo ngàn vạn, kiếm vực vạn loại, kiếm vực không bình thường, chỉ là không biết ngày sau sẽ phát triển đến loại trình độ nào. Phú Tổ khẽ gật đầu. Bất kể như thế nào, rất hiếm thấy. Lão giả áo đen lạnh nhạt nói. Có, không có nghĩa là biết dùng, không có nghĩa sẽ dùng lợi hại. Nếu như hắn không thể lên, ta liền tự mình ra tay, chặt đứt hết thảy nhân quả của hắn cùng với nha đầu kia. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói. Loại người bình thường, không xứng với nha đầu kia. Phú Tổ trầm mặc. Dưới vách núi, Dương Diệp đang muốn tiến lên, ngay lúc này, một giọng nói từ trên vách núi truyền đến. Một canh giờ sau, nếu không thể đi lên, liền rời đi đi. Một canh giờ. Đã có thời gian hạn chế. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua vách núi, sau đó nói. Nàng không ở chỗ này. Nếu như An Nam Tĩnh không ở đây, hắn quay đầu rời đi, ai thèm đi lên. Trầm mặc một cái chớp mắt, người trên vách núi đáp. Ở đây. Ở đây. Dương Diệp hít sâu một hơi, lúc này đây, hắn không có do dự, chân phải đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn về phía vách núi. Trên vách núi, lão giả áo đen bật cười. Xông vào, có đảm lược, bất quá phải nhìn thực lực của ngươi như thế nào rồi. Nói xong, tay phải hắn vung lên. Trong lòng đất, một đạo kiếm quang phóng lên trời, đâm thẳng Dương Diệp. Trên bầu trời, trong mắt Dương Diệp hiện lên lệ khí, kiếm ra khỏi vỏ. Tứ kiếm. Trong nháy mắt, Dương Diệp chém ra bốn kiếm, tứ kiếm kiếm vực. Một kiếm cuối cùng rơi xuống, kiếm quang phía dưới ầm ầm vỡ vụn. Dương Diệp thu kiếm, trực tiếp xuất hiện ở trên vách núi. Sắc mặt Dương Diệp có chút tái nhợt, tay phải cũng xuất hiện vết rạn, bất quá còn tốt, không có vấn đề quá lớn. Theo thực lực của hắn tăng lên, hiện tại hắn thi triển tứ kiếm kiếm vực, sẽ không như lúc trước làm mình gần chết. Bất quá cũng không phải dễ dàng, như lúc này, hắn đừng nói bốn kiếm, ngay cả hai kiếm cũng không thi triển được. Như bị tháo nước, nhẹ thở ra một hơi. Dương Diệp cầm kiếm đi tới bên cạnh hai lão giả, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Vũ Tổ, Vũ Tổ mỉm cười, Dương Diệp vội vàng ôm quyền. Tiền bối cũng tới. Vũ Tổ cười cười. Tới vui đùa một chút. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía lão giả áo đen. Tiền bối, nàng là bằng hữu của vãn bối, lần này là vì tìm nàng mới tới. Vãn bối muốn gặp nàng một lần. Đối với lão giả áo đen, Dương Diệp vẫn rất tôn kính. Bởi vì An Nam Tĩnh vô cùng có khả năng ở chỗ này học võ. Người An Nam Tĩnh tôn kính, Dương Diệp hắn cũng sẽ tôn kính. Trước bàn cờ, lão giả áo đen nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngồi đi. Dương Diệp cũng không cự tuyệt, ngồi ở một bên, lúc này lão giả áo đen nói. Bây giờ nàng không có ở nơi đây, bất quá ngươi có thể ở chỗ này đợi nàng. Nàng ở nơi nào? Dương Diệp hỏi. Lão giả áo đen không nói gì. Vũ Tổ lại nói. Vực ngoại địa ngục giới. Vực ngoại địa ngục giới. Dương Diệp khó hiểu. Đó là địa phương nào? Vũ Tổ cười nói. Một nơi đặc thù. Đặc thù như thế nào? Dương Diệp lại hỏi. Vũ Tổ cười nói. Chỗ đó, thiên tài như chó, yêu nghiệt như heo. Tiểu tử, đừng nhìn ở nơi này đồng cấp vô địch, nhưng ở chỗ kia, người có thể sống quá một ngày hay không, cũng là một vấn đề rất lớn. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía chân trời xa xôi. Thiên tài, yêu nghiệt, thế gian vũ trụ vô số, thế giới vô số, thiên tài yêu nghiệt tự nhiên cũng nhiều vô số kể, nhưng ở trước mặt địa ngục giới, hết thảy thiên tài cùng yêu nghiệt, đều ảm đạm phai mờ. Ta có thể đi qua hay không? Dương Diệp hỏi. Vũ Tổ lắc đầu. Không thể. Dương Diệp nói. Ta không sợ chết. Vũ Tổ cười nói. Không phải sợ ngươi chết. Mà là chúng ta đã không còn tiền để cho ngươi đi địa phương kia. Ngươi không biết, vì đưa nhà đầu này qua, hắn hầu như bỏ ra tất cả tích góp. Dương Diệp giống như nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng lấy ra vạn giới đồ, rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào một địa phương trong đó. Vực ngoại địa ngục giới. Bức tranh kia thậm chí có chỗ này. Vạn giới đồ. Ngay lúc này, lão giả áo đen đột nhiên nói. Vì sao ngươi có vật ấy? Dương Diệp nhìn về phía lão giả áo đen. Từ trong tay một tiền bối nhận được. Là một lão giả lưng đeo giỏ trúc.
Lão giả áo đen hỏi. Dương Diệp gật đầu. Vũ Tổ cùng lão giả áo đen nhìn nhau, trong mắt hai người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Lão giả áo đen trầm mặc hồi lâu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, lúc này sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, bởi vì tay của Dương Diệp đã rơi vào trên vực ngoại địa ngục giới. Tay Dương Diệp vừa rơi vào phía trên, sắc mặt Dương Diệp đại biến, cùng lúc đó, một thanh âm vang lên ở trong đầu hắn. Láo xược, lại dám xông vào địa ngục giới. Thoáng qua, một cỗ lực lượng vô hình lập tức đặt ở trên người Dương Diệp, trong khoảnh khắc, thân thể hắn trực tiếp nứt ra. Máu tươi văng khắp nơi. Một tiếng gầm này, làm cho tâm thần Dương Diệp rạn nứt, dường như muốn hồn phi phách tán. Trong lòng Dương Diệp hoảng hốt, vội vàng ổn định tâm thần, không chỉ như thế, Hồng Mông Tháp cũng vội vàng bảo vệ thần hồn của hắn, nhưng cỗ lực lượng kia vẫn tồn tại như trước. Bên cạnh bàn cờ, tay phải lão giả áo đen nhẹ nhàng vỗ Dương Diệp một cái. Cả người Dương Diệp bị định ngay tại chỗ. Trầm mặc một lát, một giọng nói vang lên. Nguyên lai là Vũ Nghịch tiền bối. Lão giả áo đen lạnh nhạt nói. Hậu bối không hiểu chuyện, quấy rầy. Không sao. Thanh âm kia vang lên, cỗ lực lượng trên người Dương Diệp lập tức biến mất sạch sẽ. Theo cỗ lực lượng kia biến mất, toàn thân Dương Diệp nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt trắng bệch. Vũ Nghịch nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Giới kia, không phải ai muốn đi cũng có thể đi. Dương Diệp nhìn Vũ Nghịch ôm quyền. Đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ. Nói xong, hắn không khỏi đắng chát cười cười. Lúc này đây, hắn có chút khinh thường. Vừa rồi trong nháy mắt đó, người xuất thủ kia cách hắn không biết bao xa, nhưng đối phương lại có thể thông qua vạn giới đổ ra tay với hắn, hơn nữa thực lực còn khủng bố như thế. Nếu như không phải Vũ Nghịch ra tay, lần này hắn không chết cũng sẽ trọng thương. Vũ Nghịch nhìn vạn giới đồ trước mặt Dương Diệp, sau đó lại nói. Đồ này, còn chân quý hơn ngươi tưởng tượng, ở thế giới này, sợ là không vượt qua ba tấm, tác dụng chân chính của nó, ngày sau ngươi sẽ phát hiện. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Cái thế giới này, còn có quá nhiều là ta không thể đụng vào. Vũ Nghịch lạnh nhạt nói. Thế giới to lớn, vô cùng vô tận. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Tiền bối, thế giới to lớn, vô cùng vô tận, vậy có người đã đến giới hạn vũ trụ hay không, hoặc có lẽ là phần cuối. Phần cuối vũ trụ là gì? Vũ Nghịch nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Không biết. Dương Diệp. Lúc này Vũ Tổ đột nhiên nói. Lão giả đeo giỏ trúc kia, hắn có lẽ biết một chút. Tay Vũ Nghịch giơ lên quân cờ có chút dừng lại, bất quá không nói gì thêm. Lão giả đeo giỏ trúc. Trong đầu Dương Diệp xuất hiện lão giả đeo giỏ trúc, lai lịch của lão giả kia xác thực vô cùng thần bí, đối phương tùy tiện lấy ra vài đồ vật đều là thần khí, mà trong giỏ trúc kia không biết còn chứa bao nhiêu bảo bối. Giỏ trúc. Đây chính là tâm bệnh của Tiểu Bạch. Nghĩ đến bộ dạng Tiểu Bạch lúc trước buồn bực không vui, Dương Diệp cảm thấy có chút buồn cười. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Vũ Nghịch. Tiền bối, lúc nào nàng trở về? Vũ Nghịch nói, nàng cảm giác mình đột phá chính mình, thì sẽ trở lại. Đương nhiên, cũng có thể không về được. Nguy hiểm, đúng không? Dương Diệp hỏi. Vũ Nghịch gật đầu. Dương Diệp không có nói gì, bởi vì hắn tin tưởng An Nam Tĩnh. Bởi vì chờ An Nam Tĩnh, Dương Diệp tạm thời ở trên vách núi, Vũ Nghịch cũng không có để ý hắn, dù sao hắn đã được Vũ Nghịch công nhận. Ở trong lòng cường giả như Vũ Nghịch. Đệ tử của hắn không có khả năng cùng người bình thường chung một chỗ, nhưng hắn rõ ràng, ở trên võ đạo chi lộ, nếu như có thể kết bạn càng nhiều cường giả, đối với bản thân sẽ có ích lợi rất lớn. Bằng hữu, ai cũng cần bằng hữu. Dương Diệp không phải người bình thường, nếu như không phải người bình thường, hắn đương nhiên sẽ không phản đối Dương Diệp ở cùng An Nam Tĩnh. Trên vách núi, Dương Diệp không ngừng tu luyện. Điên cuồng tu luyện. Mà ở phương diện tu luyện. Nếu gặp phải vấn đề không hiểu, hắn sẽ đi thỉnh giáo Vũ Nghịch, mới đầu đối phương không có hứng thú với hắn, nhưng chịu không được hắn dây dưa. Vì vậy thỉnh thoảng Vũ Nghịch chỉ điểm Dương Diệp một chút, nhưng với Dương Diệp mà nói, không thể nghi ngờ là một thu hoạch khổng lồ. Trên núi, Dương Diệp đứng cạnh vách núi, bên hông là kiếm hồ lô. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luyện kiếm hồ lô. Bây giờ hắn có thể lợi dụng kiếm hồ lô ở ngoài ngàn dặm thuấn sát một cường giả phá giới cảnh. Nhưng nếu là nhị giới thì không được. Tốc độ còn chưa đủ nhanh, lực lượng còn chưa đủ mạnh.
hắn cần tốc độ và lực lượng tăng lên tới cực hạn trước mắt của mình. Bên vách núi, hai mắt Dương Diệp khép hờ, tĩnh khí tập trung tư tưởng, cả người nhập định. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trên vai Dương Diệp. Trong khoảng thời gian này nàng đang ngủ say, hôm nay rốt cuộc tỉnh. Chứng kiến Dương Diệp đang tu luyện, hai cái móng nhỏ của Tiểu Bạch ôm đầu hắn nhẹ nhàng cọ sát, sau đó nàng không quấy rầy Dương Diệp, nhảy xuống vai hắn, đi tới trên bàn cờ kia. Giờ phút này, Vũ Tổ cùng Vũ Nghịch còn đang đánh cờ. Hai người bình thường phải đánh cả tháng mới xong. Tiểu Bạch ngồi xổm bên bàn cờ, con mắt ngó ngó Bạch Kỳ, sau đó lại ngó ngó Hắc Kỳ. Hai lão giả đã tới sát thời khắc mấu chốt, tuy cũng biết bên cạnh có một tiểu gia hỏa, bất quá đều không có để ý. Tiểu Bạch xem một hồi, cảm thấy có chút nhàm chán, đột nhiên nàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, sau một khắc, nàng nhảy một cái, liền xuất hiện ở phía sau vách núi nằm một con dị thú. Hình dạng dị thú như kỳ lân, đầu mọc một sừng, thật dài, cao hơn một trượng, trừ cái này ra, bàn chân cực kỳ dày, tựa như bốn cây cột sắt, đuôi thật dài, thật lớn, tựa như một con cự mãng. Dễ thấy nhất là móng vuốt của nó, mỗi một cái móng vuốt đều dài mười mấy cm, trình độ sắc bén kia đủ để xé rách hết thảy. Nhìn con dị thú này, ánh mắt Tiểu Bạch chớp chớp, nàng nhảy tới trước mặt dị thú, con dị thú này hiển nhiên là đang ngủ. Tiểu Bạch giống như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nàng lấy ra một quả trái cây, quả này chính là lúc trước lão giả đeo giỏ trúc đưa cho nàng, nàng phân cho Tử Nhi một nửa, mình còn có một nửa. Hiện tại lấy ra trái cây, chẳng qua là một phần mười của nửa quả cây, thời điểm Tiểu Bạch lấy ra mảnh trái cây, con dị thú ở trước mặt nàng lập tức mở mắt, mắt nó trực tiếp rơi vào trên trái cây, bất quá rất nhanh, nó nhìn về phía Tiểu Bạch. Khi thấy Tiểu Bạch, con dị thú này ngây ngẩn cả người. Tiểu Bạch nhìn nhìn, sau đó nhếch miệng cười, tiếp đó nàng đưa mảnh nhỏ trái cây tới trước mặt dị thú. Con dị thú kia nhìn thoáng qua trái cây, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch, tiếp đó bờ môi nó khẽ nhếch, bắt đầu giao lưu với Tiểu Bạch. Rất nhiều thú có thể nói tiếng người, nhưng Tiểu Bạch không phải người, bởi vậy con dị thú này không cần nói tiếng người. Dị thú có ý tứ là, trái cây kia thật là cho nó. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, sau đó đưa trái cây tới trước mặt dị thú. Tỏ vẻ thật sự. Con dị thú kia do dự một chút, sau đó há mồm khẽ hấp, mảnh nhỏ trái cây bị nó hấp vào trong bụng. Sau khi hấp vào trong bụng, con dị thú kia lập tức đứng lên. Ầm ầm. Thời điểm con dị thú kia đứng lên, toàn bộ vách núi lập tức run lên kịch liệt. Vũ Nghịch đang đánh cờ dừng lại, thoáng nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu gia hỏa kia đang làm cái gì? Vũ Tổ tùy ý cười nói. Kệ nàng, chơi thôi. Nói xong hắn hạ cờ. Vũ Nghịch nhẹ gật đầu, không chú ý tới nữa. Xa xa, sau khi con dị thú kia thôn phệ trái cây, nó cúi đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, trong mắt tràn đầy cảm kích. Lúc này Tiểu Bạch bay lên, đi tới trước mặt dị thú, sau đó nàng chỉ sừng của con dị thú kia, ý là ta có thể sờ một cái không? Dị thú do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó tiểu chảo nhẹ nhàng sờ sừng của nó. Cứ như vậy, Tiểu Bạch và con dị thú này xem như nhận thức. Một lát sau, tiểu chảo Tiểu Bạch vung múa. Nàng đang mời con dị thú này đi vào Hồng Mông Tháp chơi, còn nói bên trong rất vui. Con dị thú kia nhìn thoáng qua Vũ Tổ cùng Vũ Nghịch, có chút do dự, nhưng Tiểu Bạch trực tiếp nắm sừng của nó, sau đó liền chạy tới chỗ Dương Diệp. Con dị thú kia thấy Vũ Tổ cùng Vũ Nghịch không phản đối, cũng tùy ý Tiểu Bạch lôi kéo. Rất nhanh. Tiểu Bạch kéo con dị thú kia tiến vào Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, con dị thú kia quan sát bốn phía, lúc này Tiểu Bạch gọi Tiểu Ngưu, Thái Cổ Chân Long, còn có Thái Cổ Lệ Hổ qua. Khi nhìn thấy những đại yêu này, hai mắt dị thú híp lại, trong mắt tràn đầy đề phòng cùng cảnh cáo. Địch ý. Đặc biệt là khi nhìn thấy Thái Cổ Chân Long, trong mắt địch ý càng lớn. Loại địch ý này, là thiên nhiên đề phòng. Thái Cổ Chân Long nhìn thoáng qua con dị thú kia. Sau đó liền thu hồi ánh mắt. Trên thế giới này, ngoại trừ Tiểu Bạch còn có Nhị Nha dã man không hiểu chuyện kia, Thái Cổ Chân Long nó thật đúng là chưa ngán qua ai. Kỳ thật nếu như không phải Tiểu Ngưu dặn nói phải khiêm tốn, nó đã sớm đi lên đánh con dị thú kia một trận xác lập thân phận lão đại. Long tộc sợ qua ai? Ừ, Tiểu Bạch và Nhị Nha là một ngoại lệ. Tiểu Bạch hiển nhiên cũng phát hiện không khí chung quanh, nàng bắt đầu hòa giải, nhìn mọi người quơ quơ tiểu chảo.
tỏ vẻ sau này sẽ là bằng hữu. Tiểu Ngưu tỏ thái độ ủng hộ, nó đi tới trước mặt dị thú, nhìn dị thú khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện, sau đó lui về sau lưng Tiểu Bạch. Tuy cảnh giới của Tiểu Ngưu hơi thấp, bất quá con dị thú kia nhìn thấy cái búa sau lưng Tiểu Ngưu, thần sắc có chút ngưng trọng, nó do dự một chút, sau đó nhìn Tiểu Ngưu nhẹ gật đầu. Thái cổ lệ hổ cũng rất nể tình, nhìn dị thú nhẹ gật đầu, con dị thú kia cũng khẽ gật đầu đáp lại. Chỉ còn lại thái cổ chân long. Tiểu Bạch nhìn về phía thái cổ chân long, thái cổ chân long có chút bất đắc dĩ, mặt mũi của Tiểu Bạch là nhất định phải cho, bằng không thì sẽ trở thành công địch. Thái cổ chân long nhìn thoáng qua dị thú, sau đó nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Thái cổ chân long lộ ra thiện ý, con dị thú kia cũng buông xuống địch ý, khẽ gật đầu. Cấp bậc của thái cổ chân long không thấp hơn nó. Tiểu Bạch. Ngay lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến thanh âm của Nhị Nha. Thái cổ chân long giật mình, quay người biến mất ngay tại chỗ. Sau khi Nhị Nha lấy được khối mộ bia kia, quả thực là quá kinh khủng. Tiểu Bạch quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, Nhị Nha đi tới, nàng đang liếm láp mứt quả. Khi thấy Nhị Nha, sắc mặt con dị thú kia thay đổi, bộ lông lập tức dựng lên, như gặp đại địch. Nhị Nha đi tới trước mặt Tiểu Bạch, nàng đưa mứt quả tới trước mặt Tiểu Bạch, Tiểu Bạch duỗi đầu lưỡi liếm liếm, có chút chưa đủ nghiền. Nàng dứt khoát cầm mứt quả của Nhị Nha tới, tự mình thè lưỡi ra liếm. Nhị Nha cũng không để ý, nàng quay đầu nhìn về phía con dị thú kia. Đây là tiểu đệ ngươi mới thu sao? Ân, không tệ, hẳn rất có thể đánh nhau. Đúng rồi Tiểu Bạch, ngươi có thể nói với Dương ca ca không? Ta rất đói, ta thật rất đói, ta bây giờ thấy Tiểu Ngưu cũng muốn ăn. Một bên, Tiểu Ngưu run rẩy đổ mồ hôi lạnh. Chứng kiến Tiểu Ngưu cũng muốn ăn. Tiểu Bạch trừng mắt, vấn đề này giống như rất nghiêm trọng. Nàng nhìn thoáng qua Tiểu Ngưu suy nghĩ một chút, nhích lại gần Tiểu Bạch hơn, như vậy nó sẽ càng cảm giác an toàn. Tại chỗ, Tiểu Bạch vỗ vỗ bờ vai của Nhị Nha, an ủi Nhị Nha thoáng một phát, sau đó nàng đi ra Hồng Mông Tháp, chuẩn bị báo cáo cho Dương Diệp vấn đề này, bởi vì nàng cảm thấy sự tình giống như rất nghiêm trọng. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đứng ở trên vách núi. Đột nhiên hắn mở hai mắt ra, trong chốc lát, một tia kiếm quang lập tức xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Ngoài ngàn dặm, một ngọn núi lớn bị chém ngang lưng. Bất quá cả ngọn núi chưa từng xuất hiện khác thường nào, cũng không có sụp đổ. Bởi vì kiếm quá nhanh, nhanh đến mức cực hạn, có tiến bộ. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười, phi kiếm của hắn, so với trước đó lại nhanh thêm mấy phần. Đừng nhìn chẳng qua là vài phần, nhưng vài phần này đã rất hiếm thấy. Hắn hiện tại, tăng thêm một phần tốc độ và lực lượng cũng khó như lên trời. Dương Diệp chuẩn bị tiếp tục luyện kiếm, lúc này Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt hắn, tiểu chảo nàng vung múa. Một lát sau, Dương Diệp nhíu mày. Hắn do dự một chút, sau đó kêu Nhị Nha lên, Nhị Nha nhếch miệng cười cười. Dương ca ca, có cái gì ăn không? Dương Diệp. Sau khi Nhị Nha xuất hiện, hai lão giả đang đánh cờ đều ngừng lại. Nhao nhao quay đầu nhìn về phía Nhị Nha. Dương Diệp lôi kéo Nhị Nha đi tới trước mặt hai lão giả, hắn nhìn hai người ôm quyền, sau đó nói. Hai vị tiền bối, nàng muốn ăn yêu thú, này nên làm thế nào cho phải? Nói thật, đối với yêu cầu của Nhị Nha, hắn là thật không có biện pháp gì. Nhị Nha không phải người, muốn ăn yêu thú là bản tính của nàng, cưỡng ép để cho nàng sửa, chính là áp chế bản tính của nàng, đây tuyệt đối không phải kế lâu dài. Vũ Nghịch nhìn Nhị Nha khẽ gật đầu, sau đó nói khẽ. Như thế nào cho phải? Đương nhiên là tìm yêu thú cho nàng ăn. Dương Diệp. Ánh mắt Nhị Nha sáng lên, lão nhân này thật đáng yêu. Vũ Nghịch lại nói. Mới đầu ta cảm thấy nàng không thể đi theo ngươi, bởi vì đi theo ngươi, sẽ áp chế bản tính của nàng. Nhưng hiện tại ta lại cảm thấy, đi theo ngươi, chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Nếu như nàng phóng thích bản tính. Đối với yêu tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một tai nạn, hơn nữa dùng thực lực của nàng bây giờ, nếu làm như vậy, với bản thân nàng mà nói, cũng là một tai nạn. Nói đến đây, Vũ Nghịch giống như nghĩ đến cái gì, vội vàng nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu gia hỏa, Vũ Kỳ Lân của ta đâu? Vũ Kỳ Lân. Tiểu Bạch mở tròn mắt, tỏ vẻ không biết. Vũ Nghịch trừng Tiểu Bạch. Ngươi đừng giả ngu, chính là yêu thú vừa rồi chơi chung với ngươi kia. Ánh mắt Tiểu Bạch đi lòng vòng, không biết đang đánh ý định quỷ quái gì, ngay lúc này,
tay phải Vũ Nghịch nhẹ nhàng giật giật, trong Hồng Mông Tháp, Vũ Kỳ Lân ngẩng đầu, sau một khắc, nó trực tiếp rời Hồng Mông Tháp, xuất hiện ở bên ngoài. Nhìn thấy Vũ Kỳ Lân còn sống, thần sắc Vũ Nghịch không khỏi buông lỏng, hắn thiếu chút nữa quên, bên người Dương Diệp còn có Nhị Nha tồn tại. Ngay lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chỉ vào Vũ Kỳ Lân, sau đó chỉ mình, tỏ vẻ Vũ Kỳ Lân này là của nàng. Vũ Nghịch nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Tiểu gia hỏa, ngươi dựa vào cái gì nói nó là của ngươi? Muốn chơi lưu manh phải không? Tiểu Bạch chỉ Vũ Kỳ Lân, sau đó tỏ vẻ để cho chính nó chọn. Tiếp đó nàng lại lấy ra một mảnh nhỏ trái cây, nhìn Vũ Kỳ Lân quơ quơ, tỏ vẻ chỉ cần đi theo nàng, cái này là của ngươi. Vũ Kỳ Lân khó xử. Thần sắc Vũ Nghịch có chút cổ quái. Lúc này Tiểu Bạch đột nhiên nhẹ nhàng thổi Vũ Kỳ Lân một cái, trong chốc lát, một cỗ linh khí tinh thuần trào vào trong cơ thể Vũ Kỳ Lân, Vũ Kỳ Lân run rẩy, đây là bộ dạng thoải mái. Thăng linh. Vũ Tổ cùng Vũ Nghịch nhìn nhau, trầm mặc một lát, Vũ Tổ mở miệng. Đi theo nàng tốt hơn đi theo chúng ta. Hơn nữa Vũ Kỳ Lân này lựa chọn nha đầu kia, đi theo tiểu tử này, cũng chẳng khác gì đi theo nha đầu kia, không phải sao. Vũ Nghịch trầm mặc hồi lâu, sau đó nhìn về phía Vũ Kỳ Lân. Người lựa chọn, ngày sau sẽ ở cùng với bọn hắn, người đi theo bọn hắn, sẽ gặp được nàng. Nghe vậy, trong lòng Vũ Kỳ Lân vui vẻ, nó nhìn Vũ Nghịch chậm rãi nằm sấp xuống, qua một hồi lâu, nó đứng lên, sau đó đi tới bên cạnh Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cười cười, sau đó đưa trái cây tới trước mặt Vũ Kỳ Lân, Vũ Kỳ Lân cũng không khách khí, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Quả này là lão giả đeo giỏ trúc đưa cho nàng a? Vũ Nghịch đột nhiên hỏi. Dương Diệp gật đầu. Tiền bối, quả này có lai lịch gì? Vũ Nghịch lạnh nhạt nói. Hỗn nguyên quả, loại quả này, cơ hồ đã tuyệt tích, ngoại trừ lão đầu kia, sợ là ai cũng không lấy ra được. Quả này đối với yêu thú cùng linh thú trợ giúp rất lớn, có thể cải thiện huyết mạch của chúng, mặc dù chỉ cải thiện, không phải cải biến, nhưng cái này đã hết sức nghịch thiên. Sau khi cải thiện, nếu như bọn chúng không chịu thua kém hăng hái tranh giành, là vô cùng có khả năng cải biến huyết mạch của mình, cũng chính là đột phá huyết mạch bản thân. Nói cho cùng chính là quả này có thể trợ giúp yêu thú cùng linh thú đột phá huyết mạch bản thân, ở trong tất cả kỳ chân dị quả xếp hạng thứ hai. Ngay lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên dựng lên tiểu trảo, tỏ vẻ thứ nhất là cái gì? Vũ Nghịch nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Sau này ngươi sẽ biết. Tiểu Bạch. Cứ như vậy, ở dưới Tiểu Bạch lừa gạt, Dương Diệp lại thêm một đại yêu, Vũ Kỳ Lân. Vũ Kỳ Lân này cũng là ấu thú, nhị giới đại yêu, là Vũ Nghịch đặc biệt vì An Nam Tĩnh tìm. Bất quá Dương Diệp không để ý, hắn cùng An Nam Tĩnh, còn có thể phân chia sao? Lúc này Vũ Nghịch nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Vừa rồi phi kiếm kia, với ngươi mà nói, miễn cưỡng xem như được, bất quá tốc độ có thể càng nhanh, lực lượng cũng có thể càng mạnh hơn nữa. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp vui vẻ, vội vàng nói. Xin tiền bối chỉ giáo. Vũ Nghịch lạnh nhạt nói. Kiếm vực, kiếm vực. Dương Diệp nhíu mày, một lát sau, khóe miệng của hắn nổi lên nụ cười. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Nói xong, thân hình hắn run lên, đi tới trong đám mây. Trong đám mây, hai mắt Dương Diệp khép hờ, trong chốc lát, cả người hắn hư ảo. Kiếm vực. Sau một khắc, hồ lô bên hông run lên kịch liệt, thoáng qua, một đạo kiếm quang lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Nhanh! Trong mắt Dương Diệp tràn đầy vẻ hưng phấn, một kiếm này của hắn, so với trước đó lúc nhanh nhất cũng nhanh hơn 3 phần 10. Kiếm vực! Hắn dùng kiếm vực thi triển kiếm hồ lô, có thể để tốc độ cùng lực lượng của phi kiếm đạt tới biến chất. Đương nhiên, so với trước đó tiêu hao lớn hơn rất nhiều, nhưng mà đáng giá. Hắn hiện tại, nhất niệm có thể ở ngoài ngàn dặm chém giết một cường giả nhị giới. Dương Diệp ở trên vách núi tu luyện vài ngày, sau đó rời vách núi, đi tới Thần Vũ Thành. Thính Vân Cư. Hắn tự nhiên không quên giao dịch với nàng kia, đối phương cung cấp cho hắn tin tức, để hắn tìm được tung tích của An Nam Tĩnh, để báo đáp lại, hắn tự nhiên có thể chữa thương cho đối phương. Thính Vân Cư. Nghênh đón Dương Diệp chính là Tả Kiếm cùng Hữu Kiếm. Hữu Kiếm nhìn Dương Diệp có chút thi lễ. Xin Dương công tử chờ chốc lát, tiểu thư lập tức đi ra. Dương Diệp nhẹ gật đầu ngồi ở một bên, nhìn thấy Dương Diệp ngồi, Tả Kiếm nhíu mày, muốn nói gì, bất quá bị Hữu Kiếm ngăn cản.
nàng cũng coi như nhìn ra, người trước mắt này không phải người hiền lành. Tốt nhất là đừng đắc tội. Trên bờ vai Dương Diệp, Tiểu Bạch nhìn thoáng qua tả kiếm cùng hữu kiếm, sau đó nàng lấy ra một sâu mứt quả khẽ liếm. Dương Diệp cũng không đợi bao lâu, rất nhanh, một trung niên từ trong nhà trúc đi ra, tả kiếm cùng hữu kiếm có chút thi lễ, trung niên nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Trung niên kia đang muốn ly khai, đột nhiên hắn nhìn về phía Dương Diệp, khi thấy Dương Diệp, hắn có chút ngẩn người, do dự một chút, sau đó nói. Các hạ là Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía trung niên. Ngươi là... Nhìn thấy hắn thừa nhận, trung niên mỉm cười, nhìn Dương Diệp ôm quyền. Tại hạ Thần Vũ Tông Tông Chủ, không nghĩ tới các hạ đã đến thần vũ giới, nếu các hạ có thời gian, kính xin đến Thần Vũ Tông ta làm khách, để tại hạ tận tình đại chủ. Thần Vũ Tông Tông Chủ. Dương Diệp nhìn thoáng qua trung niên, sau đó nhẹ gật đầu. Nhất định. Trung niên mỉm cười. Tại hạ còn có việc, cáo từ trước, gặp lại. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Bạch ở bên cạnh Dương Diệp, sau đó thân hình run lên, biến mất ở cuối chân trời. Thần Vũ Tông. Dương Diệp nhìn thoáng qua phòng trúc, nữ tử A Lãnh cuối cùng có lai lịch gì? Hắn có chút tò mò. Lúc này A Lãnh từ trong nhà trúc đi ra, nàng đi tới trước mặt Dương Diệp ngồi xuống, áy náy cười cười. Thật có lỗi, để cho Dương công tử đợi lâu. Dương Diệp lắc đầu. Không sao cả. A Lãnh hỏi. Dương công tử đi qua Vũ Mộ chi địa. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đi qua, cũng đã nhận được tin tức người ta muốn tìm. A Lãnh khẽ gật đầu. Như vậy cũng tốt. Dương Diệp cười nói. A Lãnh cô nương, dựa theo ước định, ta sẽ chữa thương cho ngươi, mượn tay dùng một lát. A Lãnh cười cười, đưa tay ra, tay phải Dương Diệp đặt ở trên lòng bàn tay A Lãnh, nhưng không có tiếp xúc ra thịt đối phương, huyền khí trong cơ thể hắn vận chuyển, rất nhanh, hồng mông tử khí liên tục không ngừng từ trong lòng bàn tay hắn tràn ra, sau đó theo lòng bàn tay A Lãnh tràn về phía thân thể nàng. Theo hồng mông tử khí liên tục không ngừng tràn vào, sắc mặt của A Lãnh dần dần hồng nhuận. Nhìn thấy một màn này, tả kiếm cùng hữu kiếm hưng phấn không thôi. Nhưng Dương Diệp nhíu mày, bởi vì thân thể nữ nhân này giống như một cái động không đáy. Ngay lúc này, ở chân trời xa xôi, đột nhiên xuất hiện một đạo khí tức cường đại. Cường giả tam giới. Uy áp cường đại bao phủ cả Thính Vân Cư. Cùng lúc, một giọng nói từ không trung truyền đến. Dương Diệp. Thủ giới giả của chúng ta chết trong tay ngươi, ân oán này, cũng nên kết lúc rồi. Hai mắt Dương Diệp híp lại, đối phương vẫn không nhịn được muốn ra tay sao. Dương Diệp muốn thu tay, nhưng lúc này, bàn tay như ngọc trắng của nữ tử đột nhiên kéo tay hắn lại. Tiếp tục, nàng nói khẽ. A đại, mặt đất đột nhiên vỡ ra, thoáng qua, một hán tử thô cuồng phóng lên trời, sau đó bắn về phía không trung. Cường giả tam giới. Trước mặt Dương Diệp, hai mắt A Lãnh khép hờ. Trước khi bệnh ta khỏi hẳn, không ai giết được ngươi. Dương Diệp. Không thể không nói, trong lòng Dương Diệp vẫn còn có chút khiếp sợ. Cường giả tam giới. Cường giả tam giới cũng không phải rau cải trắng gì, khắp nơi đều có. Nhớ rõ Nam Ly Mộng đã từng nói qua, cường giả đạt tới tam giới, cơ bản đã đi vĩnh hằng chi hà. Mà tên cường giả tam giới tới tìm hắn kia, hiển nhiên là từ Vĩnh Hằng Chi. Hà tới. Nhưng Thính Vân Cư còn có cường giả tam giới, cái này thì có chút không bình thường. A Lãnh này có lai lịch như thế nào? Bầu trời xa xa, hai tay đại hán nắm lấy một đôi xiềng xích, ở trong đám mây, hai tay của hắn vung vẩy, xiềng xích quét ngang toàn bộ đám mây trên bầu trời. Mà ở chỗ sâu trong đám mây, đứng một lão giả hoa bào. Trong tay lão giả nắm một cái dù lớn màu đen, mỗi một lần cái dù chuyển động, thì sẽ có vô số hắc quang trút xuống. Rầm rập, toàn bộ bầu trời rung động kịch liệt, phảng phất như muốn sụp xuống. Trên Thính Vân Cư, A Lãnh nói khẽ. Khóa giới. Tả kiếm cùng hữu kiếm khẽ gật đầu, hai người lui xuống, rất nhanh, hai người đột nhiên xuất hiện ở vùng chân trời kia, trong tay hai nữ nắm bốn lá cờ. Bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng ném đi, bốn lá cờ trực tiếp xuất hiện ở bốn góc. Trong chốc lát, mấy vạn dặm không gian bình tĩnh lại. Nhưng ở trong khu vực kia, đại chiến vẫn còn tiếp tục, bất quá mặc kệ đại hán cùng lão giả chiến đấu như thế nào, toàn bộ bầu trời cũng không có một chút gợn sóng. Chứng kiến bốn lá cờ, ánh mắt Tiểu Bạch sáng lên, tiểu trảo có chút dục dịch,
lúc này A Lãnh đột nhiên cười nói. Tiểu gia hỏa, bốn lá cờ này là vật gia truyền của ta, không cho ngươi có ý đồ với nó. Mặc dù lời này là nói với Tiểu Bạch, nhưng thực ra là nói cho Dương Diệp nghe. Dương Diệp nhìn Tiểu Bạch, khẽ lắc đầu, Tiểu Bạch chép miệng, nàng chỉ lá cờ, tỏ vẻ rất tốt. Dương Diệp chân thành nói, đó là của người ta. Tiểu Bạch trừng mắt, sau đó Tiểu Chảo vung vẩy, tỏ vẻ cái kia có thể biến thành của mình. Dương Diệp có chút đau đầu. Ngươi như vậy là lưu manh, ai dạy ngươi? Tiểu Bạch chỉ Dương Diệp, tỏ vẻ ngươi dạy ta. Dương Diệp. Cuối cùng Tiểu Bạch không có đi thông đồng bốn lá cờ kia, bởi vì Dương Diệp phản đối. Nếu như nàng thật đi thông đồng, Dương Diệp tin tưởng, bốn lá cờ kia tuyệt đối chạy không thoát ma chảo của nàng. Nhưng trộm cũng có đạo A. Đối diện Dương Diệp, A Lãnh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch và Dương Diệp, sau đó cười nói. Dương công tử, linh tổ này của ngươi, không giống trong tưởng tượng của ta. Đâu chỉ không giống, quả thật là ngày đêm khác biệt. Cái này là một con manh sủng A. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Ta ngược lại hy vọng nàng chỉ là một linh chủ thông thường, linh tổ, quá mệt mỏi. A Lãnh mỉm cười, không nói gì thêm. Tiểu Bạch ôm đầu của Dương Diệp, nhẹ nhàng cọ sát, không có suy nghĩ sự tình bốn lá cờ kia nữa. Qua hồi lâu, Dương Diệp nhìn thoáng qua không trung, sau đó lại nói. A Lãnh cô nương, thương thế của ngươi. Nữ nhân này sắp hút khô hồng mông tử khí của hắn rồi. A Lãnh thu tay về. Thật có lỗi, ta có chút tham. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói. Những hồng mông tử khí kia còn chưa đủ để trị liệu thương thế của A Lãnh cô nương sao? A Lãnh lắc đầu. Sợ là còn thiếu rất nhiều. Dương Diệp nhíu mày. Lúc này A Lãnh cười nói. Như vậy đi, Dương công tử, ta cũng không lấy không hồng mông tử khí của ngươi. Trong khoảng thời gian ngươi thay ta chữa thương, ta có thể giúp ngươi ngăn cản áp lực đến từ vĩnh hằng chi giới. Nếu như ta không đoán sai, hiện tại Dương công tử thiếu nhất chính là thời gian, Dương công tử có càng nhiều thời gian, là có thể càng mạnh, cuối cùng phần thắng sẽ càng lớn, đúng không? Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua chân trời, sau đó nói khẽ. Thân phận cùng thực lực của A Lãnh cô nương, để cho ta có chút mở rộng tầm mắt. A Lãnh mỉm cười. Đối với đề nghị của ta, Dương công tử ý như thế nào? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Thành giao. Như A Lãnh nói, hiện tại hắn thiếu nhất chính là thời gian. A Lãnh mỉm cười, nàng quay đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Đã xong. Nói xong, trong đám mây, một đạo quang mang lóe lên, đại hán xuất hiện ở trước mặt A Lãnh, đại hán quỳ một chân trên đất. A đại vô năng, không thể đánh chết người này. A Lãnh lắc đầu. Trên người đối phương có khí tức của vĩnh hằng chi hà, hắn mới có thể sống sót, không phải là người đơn giản, người giết không được đối phương, rất bình thường. A đại cúi thấp đầu. Thuộc hạ vô năng. A Lãnh cười cười. Đi làm việc của ngươi đi. A đại nhẹ gật đầu, sau đó xoay người biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp đột nhiên nói. A Lãnh cô nương không phải là người của vĩnh hằng chi giới này. A Lãnh cười nói. Chưa tính. Về phần là người nơi nào, ta không thể nói cho ngươi biết. Dương Diệp cười cười, cũng không có hỏi, trong khoảng thời gian kế tiếp, mỗi ngày Dương Diệp giúp A Lãnh chữa thương, trừ lần đó ra, hắn trở lại Nam Hoang chi địa lĩnh giáo Vũ Nghịch và Vũ Tổ. Hiện tại Dương Diệp đã minh bạch khác biệt khi có sư phụ và không có sư phụ. Có sư phụ, thì đồng nghĩa với có người chỉ đạo, mà có người chỉ đạo, vậy thì đồng nghĩa với ít đi rất nhiều đường quanh co. Mặc dù Vũ Tổ và Vũ Nghịch không phải kiếm tu, nhưng tạo nghệ võ đạo của đối phương không phải Dương Diệp có thể so sánh. Kiếm đạo võ đạo, có chút là trung đường, đặc biệt là kỹ xảo. Kỳ thật thu hoạch lớn nhất vẫn là phi kiếm của hắn, hiện tại hắn thi triển phi kiếm, cường giả nhị giới bình thường căn bản không có lực ngăn cản, thần Vũ Thành, trên Thính Vân Cư, sau khi Dương Diệp ly khai không lâu, một lão giả hoa bào xuất hiện ở trước phòng trúc, lão giả hoa bào nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó nhìn về phía phòng trúc kia. Các hạ có thể ra gặp một lần không? Trong nhà trúc, một giọng nói truyền ra. Nửa tháng, trong vòng nửa tháng không ai được động Dương Diệp. Sau nửa tháng, ân oán của các ngươi tự mình giải quyết. Hai mắt lão giả hoa bào híp lại. Nửa tháng đối với người này mà nói, có thể làm rất nhiều chuyện rồi, thực lực sẽ tăng cường một ít. Ngươi nghe không hiểu lời của ta sao?
Trong phòng, chủ nhân của thanh âm kia lạnh như băng nói. Lão giả hoa bào mỉm cười. Các hạ, lần này tại hạ là đại biểu rất nhiều người tới. Trong đó cường giả tam giới, có 7 vị, còn cường giả nhị giới, lão phu không nhớ hết. Trừ lần đó ra, còn có một chút đã đi ra thần vũ giới, kể cả tiêu thần vũ của thần vũ tông năm đó, theo tin tức lão phu lấy được, người này cũng có ý tưởng với linh tổ. Các hạ thật muốn ngăn cản chúng ta sao? Cửa phòng trúc đột nhiên mở ra, ngay sau đó, một ngọc bội rơi vào trước mặt lão giả hoa bào. Nhìn thấy ngọc bội này, lão giả hoa bào ngây ngẩn cả người. Lúc này, một giọng nói từ trong nhà trúc truyền đến. Nói cho bọn hắn biết, chờ nửa tháng, nếu không muốn, vậy tới tìm ta. Lão giả hoa bào nhìn ngọc bội thật sâu, sau đó hắn cung kính thi lễ. Các hạ nói nửa tháng, vậy thì nửa tháng, trong vòng nửa tháng, chúng ta tuyệt đối không tìm Dương Diệp gây phiền toái. Lúc trước có chỗ đắc tội, mong được lượng thứ, tại hạ cáo từ. Nói xong, hắn quay người thân hình run lên, biến mất ở cuối chân trời. Thính Vân Cư yên tĩnh trở lại. Nam Hoang chi địa, trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất. Tu luyện. Hắn hiện tại, một khắc cũng không nguyện ý lãng phí. Bên Vĩnh Hằng chi giới đã xuất hiện cường giả tam giới, ý nghĩa cường giả bên Vĩnh Hằng chi hà đã chạy về. Hắn biết rõ, cường giả tam giới khẳng định không chỉ một người, thậm chí sẽ còn xuất hiện tứ giới, có lẽ ngũ giới cũng có. Nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại hai sát chiêu mạnh nhất của hắn chính là kiếm vực, kiếm hổ lô. Đơn giản mà nói, nếu như hai chiêu này giết không được người, vậy thì đồng nghĩa với sẽ bị người giết. Đương nhiên, hắn còn có rất nhiều thần khí, chân nguyên kính, chân giới ấn, nếu những thần khí này một loạt xuất hiện, cường giả tam giới với hắn mà nói, căn bản không có uy hiếp gì, đương nhiên, nếu như đối phương tới một lúc nhiều người thì lại khác. Về phần cường giả tứ giới, hắn chưa tiếp xúc qua, cũng không biết thực lực chân thật của cường giả loại này. Đột nhiên, Dương Diệp đang tu luyện mở mắt, sau một khắc, hắn đi ra Hồng Mông Tháp, sau đó xuất hiện ở trên vách núi. Trước bàn cờ, Dương Diệp nhìn hai lão giả thi lễ, Vũ Nghịch nói. Nhà đầu kia đi ra rồi. An Nam Tĩnh đi ra. Trong lòng Dương Diệp đại hỉ, vội hỏi. Ở nơi nào? Vũ Nghịch lạnh nhạt nói. Bên ngoài địa ngục giới, tựa hồ nàng gặp phải phiền toái, người đi đón nàng, có vấn đề không? Dương Diệp vội vàng lắc đầu. Không có vấn đề. Vũ Nghịch nhẹ gật đầu. Cẩn thận, cẩn thận. Hai mắt Dương Diệp híp lại, Vũ Nghịch này bảo hắn cẩn thận, hiển nhiên An Nam Tĩnh gặp phải phiền toái không phải phiền toái bình thường. Ngay lúc này, tay phải Vũ Nghịch vung lên, cả người Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Người đẩy hắn vào trong hố lửa a. Vũ Tổ nói. Vũ Nghịch lạnh nhạt nói. Cứ tu luyện như vậy, có tác dụng cái búa, không đi ma luyện sinh tử, tu luyện lại nghiêm túc, cực khổ đi nữa, tác dụng cũng không lớn. Chiến đấu, sinh tử chiến mới có thể tôi luyện người. Vũ Tổ cười cười. Cũng phải, bất quá tính khí của tiểu tử này có chút không tốt, người không sợ hắn sằng bậy. Sằng bậy. Vũ Nghịch lạnh nhạt nói. Chờ hắn thấy được những người điên kia, tính khí của hắn sẽ thay đổi tốt hơn. Vũ Tổ lắc đầu cười cười, không có nói cái gì nữa. Trong tinh không, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, có chút mờ mịt, vừa rồi hắn bị Vũ Nghịch ném tới bên này. Rất nhanh, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, xa xa, có một cơn lốc xoáy màu đen cực lớn, vòng xoáy màu đen bao trùm một vùng sao trời. Đột nhiên, ở trong tinh không, Dương Diệp gặp được một người, khi nhìn thấy người này, Dương Diệp cuồng hỉ. An Nam Tĩnh. Người tới chính là An Nam Tĩnh. Nhưng rất nhanh, thần sắc Dương Diệp dữ tợn, cánh tay trái của An Nam Tĩnh đã không thấy, toàn thân trải rộng vết thương, đặc biệt là phần bụng, máu tươi như nước suối tuôn ra. Sau lưng An Nam Tĩnh có năm hắc ảnh, năm hắc ảnh này đang điên cuồng đuổi theo nàng. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ dữ tợn, trong chốc lát, một cỗ hồng mang từ trong cơ thể hắn tản ra, trong nháy mắt, Dương Diệp đã trở thành một huyết nhân. O-O-O-N-G. Theo một tiếng kiếm minh vang lên, sau lưng An Nam Tĩnh, một đám kiếm quang hiện ra. Phi kiếm của kiếm hồ lô. Một hắc y nhân đột nhiên ngừng lại, tay phải hắn chảo một cái. Phi kiếm bị bắt, nhưng thanh kiếm kia vẫn đâm vào mi tâm của hắn. Nhanh, quá nhanh, nhanh đến hắn chỉ có thể bắt được,
nhưng lại không có năng lực ngăn cản kiếm kia đâm vào mi tâm. Hắn chậm một chút, chính là một chút này, hắn mất mạng. Xa xa, An Nam Tĩnh ngừng lại, lúc này Dương Diệp xuất hiện ở bên cạnh nàng. Nhìn An Nam Tĩnh, tâm của Dương Diệp đau xót, cánh tay trái CCU An Nam Tĩnh không còn, đó là bị lực lượng gì cưỡng ép giật xuống, trừ lần đó ra, toàn thân nàng đều là vết thương, đặc biệt là bụng, vết thương quá sâu, ca. Xa lâu gặp lại, An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp nắm tay An Nam Tĩnh, hồng mông tử khí giống như thủy triều hội tụ về phía nàng, cùng lúc đó, vĩnh hằng chi khí giấu ở chỗ sâu trong cơ thể hắn cũng vận chuyển, vĩnh hằng chi khí theo cánh tay Dương Diệp xông vào trong cơ thể An Nam Tĩnh. Theo hồng mông tử khí và vĩnh hằng chi khí tràn vào, tổn thương trên người An Nam Tĩnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cái khôi phục này, là cực kỳ kinh khủng. Mà lúc này, bốn hắc y nhân đã tới cách đó không xa. Dương Diệp nói khẽ. Sao biến mình thành như vậy? An Nam Tĩnh nói. Còn sống. Còn sống. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó hắn nhìn về phía mấy hắc y nhân cách đó không xa. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt một hắc y nhân, thoáng qua, kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Kiếm vực. Tam kiếm kiếm vực. Một kiếm đánh xuống, hắc y nhân trước mặt Dương Diệp bị chém ra ngoài mấy ngàn trượng, trong miệng hắc y nhân phun ra máu tươi. Hắc y nhân này vừa dừng lại, một thanh phi kiếm đột nhiên xuyên qua mi tâm. Xuy, thân thể hắn trực tiếp nổ tung. Thuấn sát. Ngay lúc này, một hắc y nhân khác đột nhiên trầm giọng nói. Ngươi là người phương nào? Vì sao nhúng tay sự tình của Tu La Điện ta? Theo trấn giới ấn xuất hiện, một cỗ hắc quang cường đại bao phủ hắc y nhân kia, trong nháy mắt, cảnh giới của hắc y nhân lập tức ngã xuống một cấp. Trong lòng hắc y nhân kinh hãi gần chết. Thoáng qua, một thanh kiếm thẳng tắp bay tới. Xuy. Chỉ chớp mắt, thanh kiếm kia của Dương Diệp chém xuống, trực tiếp chém hắc y nhân thành hai nửa. Máu tươi cùng với ngũ tạng vung vãi. Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Diệp đã chém giết ba hắc y nhân. Còn dư lại hai hắc y nhân nhìn nhau, thoáng qua, hai người vội vàng bỏ chạy. Dương Diệp bày ra thực lực, quá kinh khủng. Dương Diệp đang muốn đuổi theo, nhưng An Nam Tĩnh lắc đầu. Người tổn thương ta không phải bọn hắn. Dương Diệp lắc đầu. Thế nhưng ta muốn giết người. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó thu tay về. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa, hai hắc y nhân kia đã biến mất, hắn không có đuổi theo, mà hai mắt chậm rãi đóng lại. Ông! Theo một tiếng kiếm minh vang lên, một thanh kiếm xuất hiện ở cuối chân trời. Cùng thanh kiếm này xuất hiện, còn có trấn giới ấn. Một ấn một kiếm. Xuy, hắc y nhân kia căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, bị Dương Diệp chém giết. Cùng lúc đó, sau lưng một hắc y nhân khác cũng xuất hiện một thanh phi kiếm này không có khả năng thuấn sát hắc y nhân kia, bất qua chém hắn trọng thương, thoáng qua, một thanh kiếm vực trấn giới ấn khác xuất hiện, nhưng đúng lúc này, một cỗ lực lượng cường đại từ trong vòng xoáy chấn động đến. Trấn giới ấn và kiếm của Dương Diệp bị cỗ lực lượng kia chấn ra, ngay sau đó. Một khuôn mặt màu đen xuất hiện ở cách Dương Diệp và An Nam Tĩnh không xa, khuôn mặt màu đen lạnh lạnh nhìn thoáng qua Dương Diệp và An Nam Tĩnh, sau đó độc thủ đột nhiên từ một khu vực dò ra. Hai mắt Dương Diệp híp lại, đang muốn ra tay, nhưng ngay lúc này, ở Nam Hoang Chi Địa, trên vách núi, Vũ Nghịch đang đánh cờ đột nhiên ngẩng đầu, sau đó bấm tay điểm một cái, một quân cờ xẹt qua trời cao, biến mất ở cuối chân trời. Trước mặt Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, quân cờ kia trực tiếp đánh vào trên bàn tay. Bàn tay ầm ầm nổ bể ra. Hai mắt của gương mặt đen híp lại, ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, lúc này một giọng nói từ không trung truyền đến. Có thể cút. Đúng là thanh âm của Vũ Nghịch. Khuôn mặt mặt đen nhìn hồi lâu, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Một cự đầu hết thời, còn rất uy phong a. Ngay lúc này, lại một con cờ xuất hiện. Lúc này đây. Con cờ này trực tiếp đánh vào khuôn mặt. Trong chốc lát, nơi đó truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, thanh âm kia, có thể nói tê tâm liệt phế. Ngươi! Trong vòng xoáy màu đen, truyền đến một âm thanh kinh hãi. Mau cút! Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, theo thanh âm này vang lên, không gian run lên kịch liệt, thiếu chút nữa nổ bể ra. Đúng lúc này, một trung niên hư ảo xuất hiện tại ở trên không. Trung niên nhìn chân trời xa xôi thi lễ. Vãn bối địa ngục giới thủ hộ giả, bái kiến Vũ Nghịch tiền bối,
gia tổ để cho vãn bối vấn an tiền bối. Nam Hoang chi địa, trên vách núi, Vũ Nghịch lạnh nhạt nói. Hắn còn chưa chết sao? Trung niên ngượng ngập cười cười. Còn chưa? Vũ Nghịch hạ cờ, lại nói, những người kia là chuyện gì xảy ra? Trung niên nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, sau đó nói. Tu La Điện thiếu điện chủ ở trong một trận đấu đùa giỡn vị cô nương này, bị cô nương này dùng quả đấm đánh cho tàn phế, bởi vậy Tu La Điện. Buồn cười. Ngay lúc này, Vũ Nghịch đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt trung niên kia. Nhìn thấy Vũ Nghịch, thần sắc của trung niên kia trở nên đề phòng. Người trước mắt này, vào năm đó chính là nhân vật siêu cấp khủng bố. Cho dù đối phương đã vẫn lạc, nhưng cũng không phải là hắn có thể trêu chọc. Vũ Nghịch lạnh lùng nói. Tu La Điện kia thua không nổi. Trung niên ngượng ngập cười cười, không dám đáp lại. Tu La Điện, hắn cũng không muốn trêu chọc. Ngay lúc này, Vũ Nghịch đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu tử, nhà đầu này bị người khi dễ, người cảm thấy nên làm như thế nào? Đương nhiên là chơi tổ tông 18 đời nhà hắn, Dương Diệp lạnh nhạt nói. Khóe mắt Vũ Nghịch xuất hiện vui vẻ. Có dũng khí, được, chúng ta liền đi làm tổ tông 18 đời nhà hắn. Đi. Ngay lúc này, người trung niên kia đột nhiên nói. Vũ Nghịch tiền bối, cái này, các ngươi không thể tiến vào. Ngay lúc này, tay phải Vũ Nghịch tìm tòi về phía trước, trực tiếp nắm lấy yết hầu của trung niên, trong nháy mắt, thân thể nam tử càng trở nên hư ảo. Vũ Nghịch nhìn trung niên. Có phải thấy lão phu đã vẫn lạc, cho nên một chút mặt mũi cũng không cho hay không? Trung niên vội vàng nói. Đâu có, tiền bối, chẳng qua quy củ. Quy củ. Khóe miệng Vũ Nghịch nổi lên vẻ khinh thường. Lúc trước gia hỏa kia định ra quy củ này, gặp lão tử cũng phải gọi một tiếng tiền bối, ngươi cùng lão tử nói quy củ. Nể tình lão tổ tông của ngươi, không giết ngươi, nhưng còn chít chít hoa hoa, lão tử ngay cả lão tổ tông của ngươi cũng giết. Nói xong, hắn tiện tay ném đi, trung niên giống như rác rưởi bị ném đi xa. Vũ Nghịch khẽ vẫy tay, cùng Dương Diệp và An Nam Tĩnh tiến vào vòng xoáy màu đen. Trong tràng, trung niên kia nhìn hai tay mình, trong mắt tràn đầy đắng chát, hắn dầu gì cũng là cường giả tam giới đỉnh phong, nhưng ở trước mặt lão nhân kia, hắn ngay cả sức đánh trả cũng không có. Một chút cũng không có. Đối phương tùy thời có thể miểu sát hắn. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên ở trong đầu hắn. Kiến thức đến hắn kinh khủng chưa? Trung niên đắng chát cười cười. Lão tổ, tôn nhi thiếu chút nữa bị hắn giết chết rồi. Thanh âm kia lại nói. Vào năm đó, hắn là tồn tại ngay cả thiên mệnh cũng kiêng kỵ. Nếu như là hắn năm đó, chỉ cần một câu, cũng đủ để cho Tu La Điện vạn kiếp bất phục. Bây giờ thế nào? Trung niên hỏi. Chính ngươi đi xem chẳng phải sẽ biết. Thanh âm kia nói. Trung niên cười khổ, sau đó hỏi. Lão tổ, năm đó người này khủng bố như thế, vì sao ngay cả hắn cũng chết? Chẳng lẽ là tuổi thọ hao hết? Không phải, tuổi thọ của hắn gần như vô hạn, sao có thể có thuyết pháp này? Thanh âm kia nói. Sở dĩ hắn vẫn lạc, là bởi vì hắn quá mạnh mẽ. Này giống với chư hầu trong một nước, thời điểm thực lực của hắn quá cường đại, người nói hoàng đế có thể dung hắn hay không? Thế đạo này, quá yếu, đáng chết, quá mạnh, cũng đáng chết. Hắn năm đó có một câu vô cùng hiển hách, là cường đại thì cường đại đến vô địch. Cường đại thì cường đại đến vô địch. Trung niên như có điều suy nghĩ. Qua hồi lâu, trung niên muốn rời đi, đúng lúc này, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỗ đó, một kiếm tu mặc trường bào màu trắng đang lăng không đi đến. Trung niên nhíu mày. Nơi đây cấm ngoại nhân tiến vào. Kiếm tu nhìn thoáng qua trung niên. Ta muốn đi vào. Hai mắt trung niên híp lại. Tay phải hắn chậm rãi nắm chặt. Các hạ, ta cuối cùng nói một câu, không thể vào. Ngươi hiểu chưa? Ngay lúc này, một đạo kiếm quang lóe lên, hai mắt trung niên trợn to, thoáng qua, một thanh kiếm chống đỡ ở mi tâm của hắn. Trung niên sững sờ tại chỗ. Kiếm tu nhìn thoáng qua trung niên. Quá yếu. Nói xong, hắn thu kiếm. Kiếm tu quay người rời đi. Thiên địa vô cùng lớn, cầm kiếm mặc tiêu dao. Tam xích thanh phong kiếm, người nào không thể giết. Trong tràng, trung niên kia hóa đá ngay tại chỗ. Một kiếm. Vừa rồi, hắn ngay cả một kiếm cũng không ngăn được. Thế gian còn có loại kiếm tu cường đại này. Trung niên chảy mồ hôi lạnh.
Thời điểm Dương Diệp mở mắt, hắn đã ở trong dãy núi mờ mịt, ở chỗ sâu trong rặng núi, có một cung điện cao lớn, cung điện thật lớn, diện tích trọn vẹn mấy ngàn trượng. Khí phái, đây là ý nghĩ đầu tiên của Dương Diệp. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy cung điện khí phái như vậy. Ở đỉnh cao nhất của cung điện, có khắc hai chữ to đen kịt, Tu La. Cả cung điện tản ra khí tức âm trầm. Phũ Nghịch nhìn thoáng qua cung điện kia, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi tới. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vũ Nghịch, tới thì tới. Hắn sợ qua ai? Thân hình Dương Diệp run lên, trực tiếp xuất hiện ở trước cung điện kia, ở dưới ánh mắt chăm chú của Vũ Nghịch và An Nam Tĩnh, Dương Diệp cầm kiếm chậm rãi đi về phía cung điện. Hắn là người ngươi chọn. Vũ Nghịch đột nhiên hỏi. An Nam Tĩnh gật đầu. Vâng. Vũ Nghịch nhẹ gật đầu. Không kinh sợ, là nam tử. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, tuy mặt không biểu tình, nhưng ở trong lòng nàng có chút vui vẻ, bởi vì Dương Diệp được lão giả tán thành. Tán thành. Sau khi tiếp xúc lão giả này, An Nam Tĩnh rất rõ ràng ánh mắt của hắn, đó là vô cùng kén chọn, có thể được hắn coi trọng, thế gian ít có. Lúc này, Vũ Nghịch kia lại nói. Nhà đầu, tuy thiên phú kẻ này không được tốt lắm, nhưng tâm tính và tính cách vô cùng tốt, đặc biệt là ngạo khí trong xương kia, đây là một người thành đại sự. Mà người này, cũng coi như trọng tình trọng nghĩa. Ở trên con đường tương lai, hai người các ngươi có thể bù đắp lẫn nhau. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Xa xa, Dương Diệp đã tới trước cung điện. Nhìn cung điện, Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó giơ kiếm bổ một cái. Xuy. Một đạo kiếm quang lóe lên, kiếm quang chém thẳng vào cung điện. Kiếm quang còn chưa tới gần cung điện liền bị một cỗ lực lượng thần bí chấn nát. Lúc này, một trung niên mặc khôi giáp màu đen xuất hiện ở trước mặt của Dương Diệp, nam tử khôi giáp quan sát Dương Diệp một chút, nhíu mày. Đạo chân cảnh. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Để cho Tu La Điện thiếu điện chủ gì kia đi ra. Lão tử muốn giết hắn. Hai mắt nam tử khôi giáp híp lại. Ngươi đến cùng là người phương nào? Đạo chân cảnh kia dám quang minh chính đại đến Tu La Điện, muốn nói đối phương là người bình thường, hắn vô luận như thế nào cũng không tin. Người phương nào? Dương Diệp lắc đầu, không có nói nhảm, thân hình run lên, trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh đầu trung niên kia, sau một khắc, một thanh kiếm thẳng tắp rơi xuống. Xuy! Không gian bị xé tan thành phấn. Trong mắt nam tử khôi giáp, một tia sát ý lấp lóe, tay phải cong lên thành chảo, một chảo này, dường như ngay cả thiên địa cũng có thể nắm trong tay. Nhưng trong nháy mắt này, một hắc ấn xuất hiện ở trên đỉnh đầu của nam tử khôi giáp. Trong nháy mắt, một cỗ hắc quang bao phủ lấy hắn. Nam tử khôi giáp lập tức bị trấn áp một cảnh giới. Trong lòng nam tử khôi giáp hoảng hốt, tay kia nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Rầm rầm. Trong tràng, theo hai tiếng nổ vang, cả người nam tử khôi giáp bị trấn liên tục lùi lại, trực tiếp lùi đến trước đại môn của Tu La Điện. Nam tử khôi giáp cúi đầu nhìn hai tay mình, hai tay của hắn đã bị đánh nát. Hai tay mất hết. Dương Diệp không có để ý trung niên kia, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tu La Điện, sau đó nói. Tu La Điện thiếu điện chủ không có gan như vậy sao? Ngươi là cái thá gì? Ngay lúc này, một giọng nói khinh khỉnh vang lên, ngay sau đó, một thanh niên mặc trường bào màu tím xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Thanh niên quan sát Dương Diệp một chút. Tạp chủng từ đâu tới, dám đến Tu La Điện ta nháo sự, là ai cho ngươi lá gan? Đột nhiên, Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Sắc mặt thanh niên kia đột nhiên biến đổi, bởi vì một cỗ khí tức cường đại trực tiếp bao phủ hắn, cùng lúc đó, một tia kiếm quang thẳng tắp bắn về phía hắn. Tam kiếm kiếm vực. Một kiếm này, sao mà khủng bố, đặc biệt là tăng thêm chấn giới ấn. Thanh niên kinh hãi gần chết, ngay thời khắc mấu chốt này, một tấm thuẫn màu đen đột nhiên từ trong cơ thể hắn hiện ra, hắc thuẫn toàn phương vị bọc lại thanh niên, thời điểm kiếm của Dương Diệp rơi vào, hắc thuẫn run lên kịch liệt, ngay sau đó, vô số hắc quang từ trong hắc thuẫn bừng lên. Ầm, cả người Dương Diệp bị chấn liên tục lùi lại. Dương Diệp nhìn tay mình, sau đó nhìn về phía tấm thuẫn màu đen. Thần khí. Đây chính là thần khí. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này thanh niên kia châm chọc nói. Đạo chân cảnh, kiếm không tệ, bất quá đáng tiếc, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đến, đừng nói bẩn điện chủ khi dễ người, bổn điện chủ để cho ngươi trước ra 10 kiếm.
trước ra 10 kiếm. Dương Diệp nhìn thoáng qua thanh niên kia, sau đó hắn vỗ vỗ bộ ngực mình, rất nhanh, một cái đầu nhỏ màu trắng chui ra. Ra đúng là Tiểu Bạch. Ánh mắt Tiểu Bạch xoay lòng vòng, rất nhanh, ánh mắt nàng rơi vào Hắc Thuẫn trên người thanh niên kia. Nhìn thấy Hắc Thuẫn, ánh mắt Tiểu Bạch sáng ngời, sau đó tiểu chảo chiêu chiêu. Nhưng Hắc Thuẫn không có nửa điểm phản ứng, nhìn thấy một màn này, Tiểu Bạch nhíu mày, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau một khắc, nàng há mồm khẽ hấp, hắc quang của Hắc Thuẫn lập tức mở đi rất nhiều. Ngay sau đó Hắc Thuẫn rung động kịch liệt. Hủy Linh. Một chiêu mới vừa rồi của Tiểu Bạch, chính là Hủy Linh. Kỳ thật dưới tình huống bình thường Tiểu Bạch sẽ không dùng chiêu này, bởi vì chiêu này sẽ triệt để mạt sát linh trí. Nhưng giờ phút này bất đồng, Hắc Thuẫn này giúp đỡ nam nhân kia đánh Dương Diệp, đây là Tiểu Bạch không thể nhẫn nhịn. Quản ngươi là thần khí gì, chỉ cần dám đánh Dương Diệp, hết thảy hấp chết lại tính. Giờ khắc này, tấm chắn kia hơi sợ. Kiếm của Dương Diệp rất mạnh, bất quá nó có thể phòng vệ, nhưng Tiểu Bạch khẽ hấp, nó lại không chịu nổi. Bởi vì nàng khẽ hấp, sẽ hấp khô linh trí của nó. Đúng lúc này, Tiểu Bạch nhìn tấm thuẫn vẫy vẫy tay, hiển nhiên là đang hỏi, người qua hay không? Không tới, nàng lại hấp. Tấm thuẫn do dự một hồi lâu, đột nhiên nó tránh thoát thanh niên, hơn nữa đơn phương hủy diệt tâm thần liên hệ với nam tử, sau đó hóa thành một đạo hắc quang xuất hiện ở trước mặt Tiểu Bạch. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Bạch cười cười, sau đó ôm Hắc Thuẫn quay người chạy vào Hồng Mông Tháp. Thanh niên kia ngây ra như phỗng, hoàn toàn mộng bức. Món thần khí kia, hiện tại hắn đã hoàn toàn không cảm giác được. Một chút cũng không cảm giác được. Rất nhanh, thanh niên phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn về phía Dương Diệp, giận dữ hét. Tiểu tạp chủng, mau giao cái thuẫn kia ra đây, bằng không thì ta. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, một thanh kiếm từ đỉnh đầu thanh niên kia chém xuống. Thanh niên hoảng hốt, hai tay vội vàng kết thủ ấn kỳ dị, sau đó không gian chấn động. Ầm, một cỗ lực lượng cường đại từ trong thủ ấn chấn động ra, nhưng cỗ lực lượng này vừa mới tiếp xúc kiếm của Dương Diệp đã bị đánh nát. Kiếm thẳng tắp hạ xuống. Ầm, thanh niên bị Dương Diệp đánh bay, thời điểm thanh niên bị đánh bay, một cái tay đột nhiên bóp lấy cổ họng hắn. Dương Diệp bóp cổ họng của thanh niên đập xuống mặt đất. Ầm, mặt đất lập tức nổ bể ra. Còn chưa hết giận, Dương Diệp đá vào háng của thanh niên một cước này, không lưu tình chút nào. Răng rắc, đó là thanh âm chứng vỡ. Theo một tiếng kêu thảm vang lên, hai mắt thanh niên trợn tròn, cả người cong lên. Dương Diệp xách thanh niên lên. Dám đùa giỡn nữ nhân của lão tử, còn dám phái người đuổi giết nàng, con mẹ nó ngươi có mấy cái mạng. Nói xong, Dương Diệp đánh vào bụng thanh niên kia một quyền. Ầm. Thanh niên bị một quyền này oanh lên mặt đất bị đập ra một cái hố khổng lồ. Còn chưa kết thúc, Dương Diệp xách thanh niên kia lên, đi tới trước mặt Vũ Nghịch và An Nam Tĩnh, mà thời điểm đến trước mặt hai người, Dương Diệp ngây ngẩn. Ở trước mặt Vũ Nghịch và An Nam Tĩnh, có ba thi thể lão giả. Khi thấy ba thi thể này, sắc mặt của thanh niên trên tay Dương Diệp trắng bệch. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Vừa rồi mấy người kia muốn ra tay với ngươi, sư phụ giết bọn hắn rồi. Dương Diệp có chút xấu hổ, hắn vốn có chút kỳ quái, bởi vì theo đạo lý mà nói, Tu La Điện này không thể nào để cho hắn làm như vậy, nhưng đối phương không có ra tay. Hiện tại hắn đã minh bạch, không phải đối phương không ra tay, mà là xuất thủ đều đã bị giết. Dương Diệp lắc đầu cười cười, sau đó vứt thanh niên kia xuống trước mặt An Nam Tĩnh. Ngươi có muốn tự tay xử lý không? An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngươi giết đi. Dương Diệp cười cười, đang muốn ra tay, đúng lúc này, một cỗ uy áp cường đại từ trong Tu La Điện tràn ra, cỗ uy áp này trực chỉ Dương Diệp, uy áp cường đại, dường như có thể nghiền nát mảnh thiên điện này. Siêu cấp cường giả. Giết hắn thử xem. Một giọng nói từ trong Tu La Điện truyền ra. Vũ Nghịch không có ra tay chấn áp uy áp, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, không biết đang suy nghĩ gì. Ngay lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên chém xuống. Xuy. Đầu thanh niên kia bay ra ngoài, Dương Diệp bấm tay điểm một cái, đầu thanh niên kia rơi vào trước cửa Tu La Điện. Dương Diệp cầm kiếm nhìn về phía Tu La Điện. Ta giết rồi, người cắn ta. Vừa nói, hắn vừa dịch về phía Vũ Nghịch. Yên tĩnh.
cả Tu La Điện lập tức yên tĩnh trở lại. Tu La Điện chưa bao giờ chịu đựng qua vũ nhục như thế. Kỳ thật, Tu La Điện thiếu điện chủ sống chết, ở Tu La Điện xem ra cũng không phải trọng yếu như thế, dù sao đây là một bao cỏ, nếu như không phải lão điện chủ, loại bao cỏ này ở Tu La Điện căn bản không có địa vị gì. Nhưng người của Tu La Điện xem thường vị thiếu điện chủ này như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không để người giết hắn, hơn nữa còn là ở trước cửa Tu La Điện. Mặt mũi. Dương Diệp ở trước cửa Tu La Điện đánh chết Tu La Điện thiếu điện chủ, đây đối với Tu La Điện mà nói, không thể nghi ngờ là một nhục nhã. Trong Tu La Điện, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào, lão giả ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp, bất quá ánh mắt của hắn rất nhanh chuyển qua Vũ Nghịch, nhìn thoáng qua Vũ Nghịch, sau một khắc, lão giả trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Vũ Nghịch. Thâm bất khả trắc, đây là cảm giác mà lão giả này cho Đơ Lương Diệp. Lão giả nhìn thoáng qua Vũ Nghịch. Các hạ xưng hô như thế nào? Xưng hô. Khóe miệng Vũ Nghịch nổi lên vẻ khinh thường. Ngươi còn không có tư cách biết danh hào của lão phu. Nói xong, Vũ Nghịch giơ tay chúi xuống. Trước mặt Vũ Nghịch, không gian chung quanh lão giả kia lập tức cứng lại, chân chính cứng lại. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng cường đại ở trong vùng không gian kia như phong bạo tàn sát bừa bãi. Trước mặt Vũ Nghịch, mắt lão giả khẽ híp một cái, tay phải tìm tòi về phía trước. Sau đó nhẹ nhàng chùi xuống, trực tiếp san bằng cỗ lực lượng cường đại kia, sau đó nhẹ nhàng chấn động về phía trước. Một cỗ lực lượng kinh khủng giống như thủy triều từ trong lòng bàn tay lão giả chấn động ra. Cỗ lực lượng này, phong tỏa là Vũ Nghịch, hơn nữa không gian mà lực lượng này lướt qua, không có một chút chấn động, cỗ lực lượng này giống như xuyên toa không gian, đi thẳng tới trước mặt Vũ Nghịch. Nhìn thấy một màn này, con mắt Dương Diệp sáng ngời. Nếu như hắn có thể nắm giữ loại phương pháp này, như vậy phi kiếm của hắn sẽ càng thêm kinh khủng. Khóe miệng Vũ Nghịch nổi lên vẻ khinh thường. Toa giới thuật, buồn cười, toa giới thuật này chính là lão phu sáng chế, không nghĩ tới hôm nay lại bị hậu nhân cầm ra đối phó lão tử. Đúng là con mẹ nó buồn cười. Nói xong, Vũ Nghịch giơ tay đấm ra một quyền. Lực lượng của lão giả kia lập tức tán loạn, cùng lúc đó, cả người lão giả kia như gặp phải trọng kích. Bị chấn đến ngoài ngàn trượng. Vừa dừng lại, khóe miệng lão giả kia tràn ra máu tươi. Không chỉ như thế, cánh tay vừa rồi đã bị đánh nát. Một quyền. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vũ Nghịch, thực lực của lão nhân này rất khủng bố. Xa xa, lão giả kia nhìn thoáng qua cánh tay của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Nghịch. Các hạ đến tột cùng là người phương nào? Lúc này đây, trong mắt lão giả tràn đầy ngưng trọng và kiêng kỵ. Vũ Nghịch lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả. Ra tay với ngươi, là ỷ lớn hiếp nhỏ. Bất quá, đó là Tu La Điện ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ trước. Vừa nói, hắn chỉ An Nam Tĩnh. Lão phu không muốn lãng phí thời gian. Nói đi, đến tột cùng là ai phái người đuổi giết đồ nhi của lão phu. Cách đó không xa, lão giả kia nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh. Giờ khắc này, hắn biết là nguyên nhân gì đưa tới cường giả kinh khủng như vậy đến Tu La Điện rồi. Lão giả nhìn thoáng qua thi thể của thiếu điện chủ, lắc đầu, sau đó nhìn về phía Vũ Nghịch. Các hạ, việc này là Tu La Điện ta không phải, Tu La Điện ta nguyện chịu tội, chúng ta. Ngay lúc này, Vũ Nghịch đột nhiên cắt đứt lời của lão giả. Lão phu hỏi ngươi, đến tột cùng là ai phái người đi truy sát nàng, ngươi nghe không rõ sao? Lão giả cười khổ. Các hạ, người phái cao thủ đuổi theo giết vị cô nương này, đã bị ngươi giết rồi. Vũ Nghịch nhìn thoáng qua ba thi thể trước mặt mình, chính là ba người lúc trước hắn giết. Vũ Nghịch quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh. Nhà đầu, nếu không hả giận, lão phu thay ngươi diệt Tu La Điện. Nghe được lời của Vũ Nghịch, sắc mặt lão giả kia có chút trắng bệch. Mới vừa rồi giao thủ để hắn biết, lão giả trước mắt này tuyệt đối có thực lực ấy. An Nam Tĩnh nhìn về phía lão giả kia, lão giả do dự một chút, sau đó nói. Vị cô nương này. Chuyện lúc trước là Tu La Điện ta không phải, Tu La Điện ta nguyện dâng một kiện thần khí với tư cách nhận lỗi, mong cô nương vui lòng nhận lấy. Nói xong, sắc mặt hắn có chút khó coi bấm tay điểm một cái, rất nhanh, một bảo giáp màu đen xuất hiện ở trước mặt An Nam Tĩnh. Lão giả nói, đây là Tu La Giáp, chính là chấn điện chi bảo của Tu La Điện ta, có thể ngăn cản một kích toàn lực của cường giả tam giới, cường giả nhị giới bình thường căn bản không làm gì được giáp này. Cô nương thiên túng kỳ tài, nếu có giáp này tương trợ, ở trong cùng giai,
không ai là đối thủ của cô nương. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Tu La Giáp, sau đó nàng thu Tu La Giáp lại. Nhìn thấy An Nam Tĩnh thu Tu La Giáp, lão giả thở dài một hơi, nếu An Nam Tĩnh không thu, Tu La Điện phải lưỡng bại câu thương rồi. Tuy phần thắng cực nhỏ, nhưng Tu La Điện phải liều mạng một phen. An Nam Tĩnh quay đầu nhìn về phía Vũ Nghịch khẽ gật đầu. Đi thôi. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên từ trong ngực Dương Diệp chui ra, thời điểm tiểu gia hỏa này xuất hiện, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên người nàng, lão giả kia càng ngây ra như phỗng. Linh tộc, dùng nhãn lực của hắn, như thế nào nhìn không ra tiểu gia hỏa này sẽ trở thành một linh tổ. Linh tổ, hai tay lão giả có chút phát run. Nếu như không phải kiêng kỵ Vũ Nghịch, hắn tuyệt đối đã xuất thủ. Ngay lúc này, ánh mắt Tiểu Bạch đột nhiên nhìn về phía dưới Tu La Điện, sau một khắc, ánh mắt nàng sáng lên, sau đó tiểu chảo nhẹ nhàng chiêu chiêu. Ầm, phía dưới, một cự long màu trắng phóng lên trời. Linh mạch, hơn nữa còn là một tiên mạch. Tiên mạch, trên bầu trời, ánh mắt tiên mạch đảo qua đám người Dương Diệp, rất nhanh, tầm mắt của nó rơi vào trên người Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhảy tới trên đầu rồng, sau đó tiểu chảo cầm lấy long giác chạy tới chỗ Dương Diệp. Bạch Long do dự một chút, cuối cùng không có phản kháng. Thời điểm Tiểu Bạch muốn kéo con rồng kia vào trong Hồng Mông Tháp, lão giả kia rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hắn vội vàng chắn ở trước mặt Tiểu Bạch và Bạch Long, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, do dự một chút, sau đó nói. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó tiểu chảo vỗ vỗ đầu rồng, tỏ vẻ muốn dẫn nó đi. Lão giả do dự một chút, sau đó nói. Đây là của Tu La Điện ta. Tu La Điện. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó lắc đầu, tiểu chảo vỗ vỗ đầu rồng, tỏ vẻ cái này là của nàng. Lão giả đắng chát cười cười. Cái này, đây thật là của Tu La Điện ta. Tiểu Bạch nhẹ nhàng lắc long giác, sau đó nàng nhảy qua một bên, tiểu chảo chỉ mình, sau đó chỉ lão giả, hiển nhiên là đang hỏi Bạch Long đến cùng muốn đi theo ai. Bạch Long nhìn thoáng qua lão giả, sau đó liếc nhìn Tiểu Bạch. Cuối cùng nó bay về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cười cười, kéo Bạch Long chạy tới trong Hồng Mông Tháp. Tại chỗ, lão giả lặng người rất lâu, cuối cùng hắn nhìn thoáng qua Vũ Nghịch, nhưng Vũ Nghịch nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Trong nội tâm lão giả giận a. Đây không phải chơi lưu manh sao? Hơn nữa còn là trắng trợn chơi lưu manh. Tu La Giáp, Tu La Thuẫn không còn, hiện tại tiên mạch của Tu La Điện cũng mất, cái này còn có để cho người sống hay không? Vũ Nghịch nhìn thoáng qua Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Đi thôi. Nói xong, tay phải hắn vung lên, cùng Dương Diệp, An Nam Tĩnh biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng, mặt mũi lão giả tràn đầy đắng chát, Tu La Điện là bị người cướp sạch không còn. Qua hồi lâu, lão giả nhìn bầu trời ôm quyền. Giới tôn, người này đến tột cùng là người phương nào, ngay cả các ngươi cũng không dám xuất thủ. Qua hồi lâu, một giọng nói từ không trung truyền đến. Vũ Nghịch, còn gọi Vũ Nghịch thiên mệnh. Nghe vậy, thân thể lão giả kia cứng lại. Vũ Nghịch, cái kia là nhân vật trong truyền thuyết. Qua hồi lâu, lão giả lắc đầu thở dài, vạn hạnh trong bất hạnh. Cho dù đối phương đã vẫn lạc, nhưng đó cũng không phải Tu La Điện có thể trêu chọc. Về phần linh tổ, lão giả đã triệt để buông tha cho ý nghĩ này, tuy linh tổ tốt, nhưng không phải hắn có thể nghĩ. Nhưng hắn biết, những đại lão kia rất muốn. Dù sao Vũ Nghịch này đã qua đời rồi. Nam Hoang Chi Địa. Trên vách núi, trong Hồng Mông Tháp. Trên phi thăng thai, An Nam Tĩnh ngồi xếp bằng dưới đất, ở trước mặt nàng là Dương Diệp và Kiếm Kinh, còn có Nhị Nha và Tiểu Bạch. Nhị Nha liếm láp mứt quả, ánh mắt thỉnh thoảng quan sát An Nam Tĩnh. Bên cạnh Nhị Nha, Tiểu Bạch nhìn An Nam Tĩnh, sau đó nhìn về phía Nhị Nha, tiểu chảo nhẹ nhàng quơ quơ. Ý tứ của Tiểu Bạch là... Tỷ tỷ này không thể gây, rất lợi hại. Rất lợi hại. Đối với An Nam Tĩnh, Tiểu Bạch là thật kính sợ, bởi vì An Nam Tĩnh cho tới bây giờ không nể mặt nàng, không đúng, phải nói An Nam Tĩnh là loại người sấm rền gió cuốn. Lúc nhỏ nàng bị An Nam Tĩnh đánh mông rất nhiều lần, đến bây giờ còn bóng ma trong lòng. Nghe được lời của Tiểu Bạch, Nhị Nha gật đầu, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Qua hồi lâu, An Nam Tĩnh đột nhiên mở mắt, nhìn thấy một màn này, Tiểu Bạch vội vàng bay đến trước mặt An Nam Tĩnh, sau đó tiểu chảo vung lên, hai thanh trường thương màu đen lập tức xuất hiện ở trước mặt An Nam Tĩnh.
hai cây trường thương này chính là lúc trước Dương Diệp ở trong thái cổ chiến trường lấy được. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, nàng sờ hai cây trường thương, sau đó nói. Không tệ. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, Tiểu Trảo bưng lấy hai cây trường thương đưa cho An Nam Tĩnh, tỏ vẻ tặng ngươi. An Nam Tĩnh thò tay vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, trong mắt có vẻ ôn nhu, đối với tiểu gia hỏa này, nàng cũng cực kỳ yêu thương, chỉ có điều nàng không quen biểu đạt. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, đầu nhẹ nhàng cọ sát tay của An Nam Tĩnh. Lúc này An Nam Tĩnh đứng lên, sau đó nhìn Dương Diệp. Chiến một trận không? Dương Diệp có chút ngẩn người, sau đó nhẹ gật đầu. Được. Chiến một trận. Hai vợ chồng này cũng rất kỳ hoa, vợ chồng người ta xa nhau lâu ngày gặp lại, đầu tiên đều hỏi han nhau, sau đó lên giường giao lưu tình cảm, còn bọn hắn lại chiến một trận. Thanh âm Dương Diệp rơi xuống, Tiểu Bạch vội vàng lui ra khỏi phi thăng thai. Trong mắt Tiểu Bạch tràn đầy vẻ hưng phấn. Dương Diệp và An Nam Tĩnh đánh nhau. Nàng là rất chờ mong. Bất kể là Dương Diệp hay An Nam Tĩnh, ở trong lòng nàng đều vô cùng lợi hại. Hai người đánh nhau, khẳng định chơi rất vui. Về phần nguy hiểm gì, nàng tuyệt đối không lo lắng, bởi vì nàng biết, Dương Diệp sẽ không làm thương tổn An Nam Tĩnh, An Nam Tĩnh cũng sẽ không làm thương tổn Dương Diệp. Trên phi thăng thai, chỉ còn Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Hai người nhìn nhau, sau một khắc, mũi chân An Nam Tĩnh nhẹ nhàng xoay tròn, xùy. Trên phi thăng thai, một đường chỉ đen lóe lên. Trước mặt Dương Diệp, một cái nắm đấm thẳng đến đầu hắn. Một quyền đơn giản, nhưng chính là một quyền đơn giản như vậy, để cho Dương Diệp như gặp đại địch. Dương Diệp cũng không dùng kiếm, mà đồng dạng đấm ra một quyền. Đấm ra một quyền, xé rách hết thảy. Bành! Hai nắm đấm vừa mới tiếp xúc, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi, thoáng qua, cả người hắn bị chấn liên tục lùi lại, ngay thời điểm muốn rời khỏi phi thăng thai, Dương Diệp ngừng lại. Nhưng ngay lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Không chung, An Nam Tĩnh lăng đối không đá ra một cước. Một cước rơi xuống, khí thế như có thể đạp vỡ đại địa. Khí thế cường đại kia, làm cho trong lòng Dương Diệp cả kinh, không dám khinh thường, kiếm ra khỏi vỏ. Ông, theo một tiếng kiếm minh vang lên, một thanh kiếm trực tiếp chĩa vào lòng bàn chân của An Nam Tĩnh, một kiếm này, cứng rắn cắt ra khí thế của nàng. Trên đỉnh đầu Dương Diệp, chân phải của An Nam Tĩnh nhẹ nhàng xoay tròn. Bành! Dưới chân Dương Diệp, toàn bộ phi thăng thai run lên kịch liệt, một cỗ lực lượng cường đại từ trên phi thăng thai chấn động ra, theo cỗ lực lượng này chấn động, không gian chung quanh rung động kịch liệt, phảng phất như muốn nổ bể ra. Trên phi thăng thai, kiếm của Dương Diệp bắt đầu cong. Lực lượng cường đại trong chân phải của An Nam Tĩnh, để kiếm tổ có chút không chịu đựng nổi. Ngay lúc này, kiếm hồ lộ bên hông Dương Diệp run lên kịch liệt, thoáng qua, một đạo kiếm quang lóe lên. Ngay thời điểm kiếm quang nhấp nhoáng, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở ngoài mấy trượng. Một kiếm rơi vào khoảng không. Phi kiếm có thể trong nháy mắt chạm cường giả nhị giới cứ như vậy rơi vào khoảng không. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua kiếm hồ lộ bên hông Dương Diệp. Không tệ. Nói xong, chân phải nàng nhẹ nhàng điểm một cái. Xùy. An Nam Tĩnh lập tức xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, cùng lúc đó, nàng tung một cước đá tới lồng ngực hắn. Nhanh chuẩn hung ác, không có chút dây dưa dài dòng nào. Cái này là cảm giác mà An Nam Tĩnh cho Dương Diệp, An Nam Tĩnh xuất thủ, chiêu thức đều cực kỳ đơn giản, không có chút dây dưa dài dòng nào, nhưng như vậy mới là đáng sợ nhất. Hai mắt Dương Diệp híp lại, chân phải lui về phía sau một bước nhỏ, sau một khắc, hắn giơ kiếm mãnh liệt bổ một cái. Xùy, kiếm qua, không gian bị xé tan thành phấn. Bành, theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp và An Nam Tĩnh vừa chạm liền phân. Cả phi thăng thai rung động kịch liệt. Trên phi thăng thai, Dương Diệp và An Nam Tĩnh nhìn nhau, sau một khắc, An Nam Tĩnh đột nhiên vồ một cái. Xùy, một thanh kiếm trực tiếp bị nàng nắm ở trong tay. Phi kiếm, trong chớp mắt mới vừa rồi, Dương Diệp lần nữa thi triển ra phi kiếm. Nhưng bị An Nam Tĩnh dễ dàng cản lại. Mạnh mẽ. Trong tay An Nam Tĩnh, kiếm rung động kịch liệt. Đột nhiên, tay An Nam Tĩnh trượt xuống dưới, trực tiếp cầm chuôi kiếm. Ngay sau đó, nàng nắm chuôi kiếm trở tay ném về phía Dương Diệp. Xùy. Một đạo kiếm quang như thiểm điện đâm về phía Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại,
tay phải tìm tòi về phía trước, sau đó nắm chắc, một thanh kiếm bị hắn nắm trong tay, đúng lúc này, An Nam Tĩnh xuất hiện ở trước mặt hắn, nắm đấm đánh về phía đầu của hắn. Thời điểm nắm đấm của An Nam Tĩnh cách đầu Dương Diệp còn có mấy tấc, một thanh kiếm chặn quả đấm lại. Tuy lực lượng của An Nam Tĩnh cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lực lượng của Dương Diệp cũng không yếu. Một kiếm, một đấm. Yên lặng một cái chớp mắt, hai mắt An Nam Tĩnh nhắm lại, sau một khắc, tay phải nàng mãnh liệt xoay tròn. Bành! Dương Diệp bị đánh bay ra phi thăng thai, nhưng sau một khắc, một thanh kiếm từ trên đỉnh đầu An Nam Tĩnh chém xuống. Tam kiếm kiếm vực. Kiếm thứ ba rơi xuống. Bành! An Nam Tĩnh lập tức bị chấn bay ra ngoài. Bên ngoài phi thăng thai, An Nam Tĩnh nhìn quả đấm mình, trên nắm tay có một vết kiếm màu đỏ. An Nam Tĩnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp. Vừa rồi một kiếm này không tệ, đến, thử xem của ta. Nói xong, trong tay An Nam Tĩnh xuất hiện một cây trường thương, đúng là một trong hai cây trường thương mà Tiểu Bạch đưa cho nàng. An Nam Tĩnh nắm trường thương trong tay, sau một khắc, chân phải nàng nhẹ nhàng điểm một cái. Một cây thương tiêm lập tức xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp phản ứng cực nhanh, thời điểm An Nam Tĩnh xuất thủ, kiếm trong tay hắn đã đánh xuống. Keng! Một âm thanh sắc nhọn vang lên, hai người vừa chạm vào liền phân. Bên ngoài phi thăng thai, Dương Diệp và An Nam Tĩnh nhìn nhau, cũng không có ra tay. Bởi vì tiếp tục ra tay, chính là sinh tử chiến rồi. Bất kể là Dương Diệp hay An Nam Tĩnh, đều sẽ không chọn sinh tử chiến. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngươi trở nên mạnh mẽ. Dương Diệp cười nói. Ngươi cũng vậy. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, tiểu chảo nhẹ nhàng vung lên, linh khí như thủy triều dũng mãnh lao về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh mỉm cười, nàng đi tới trước mặt Tiểu Bạch, vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nàng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Chúng ta đi ra ngoài đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó cùng An Nam Tĩnh mang theo Tiểu Bạch đi ra Hồng Mông Tháp. Vũ Nghịch nhìn bàn cờ, trầm tư không nói. An Nam Tĩnh đi tới trước bàn cờ, nhìn Vũ Nghịch thi lễ, Vũ Nghịch nói khẽ, muốn đi. An Nam Tĩnh gật đầu. Vũ Nghịch để quân cờ trong tay xuống, sau đó nói. Ở địa ngục giới cảm giác như thế nào? An Nam Tĩnh nhổ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Tàn khốc, mạnh mẽ. Vũ Nghịch mỉm cười. Tàn khốc, nha đầu, nơi này còn không phải tàn khốc nhất, cũng khôn xê dê phải mạnh nhất. An Nam Tĩnh nhìn về phía Vũ Nghịch, chờ đợi hắn nói. Vũ Nghịch cười nói, ta đi đường nhiều hơn ngươi, gặp người và sự tình cũng nhiều hơn ngươi, hiện tại các ngươi cảm thấy tàn khốc, cảm thấy mạnh, đều không phải tàn khốc chân chính, cũng không phải mạnh mẽ chân chính. Võ đạo chi lộ, không có phần cuối. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Ta biết. Vũ Nghịch cười nói. Vũ Kỳ Lân kia là của ngươi, ngươi và nó liên thủ, có thể triển khai uy lực mấy chiêu kia đến mức tận cùng. An Nam Tĩnh thi lễ, sau đó xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vũ Nghịch. Cáo từ. Vũ Nghịch nhẹ gật đầu. Đi thôi. Dương Diệp nắm tay An Nam Tĩnh, sau đó xoay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Sau khi Dương Diệp và An Nam Tĩnh rời đi, trước mặt Vũ Nghịch. Một lão giả lăng không xuất hiện. Đúng là Vũ Tổ. Vũ Tổ nhìn thoáng qua cuối chân trời. Không đi theo. Vũ Nghịch lắc đầu. Cường giả chân chính, không phải là che chở ra. Vũ Tổ nói. Nàng là một hạt giống tốt, hy vọng nàng có thể đi ra võ đạo của mình, mà không phải là võ đạo của ta và ngươi. Cuối cùng, sự tình thực chứng minh, chúng ta sai. Đương nhiên. Vũ Nghịch ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Một điểm ta yêu thích nhà đầu này nhất chính là, nàng kiên trì võ đạo của mình, đối với võ đạo của ta và ngươi, nàng chỉ tham khảo mà không học, đây là địa phương rất đáng ngưỡng mộ. Nàng sẽ đi càng xa, xa hơn ta và ngươi. Vũ Tổ nhẹ gật đầu, nhưng nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi. Tiểu tử kia như thế nào? Vũ Nghịch trầm mặc. Như thế nào? Vũ Tổ cười nói. Vũ Nghịch khẽ lắc đầu. Kẻ này, có gan, là nam tử. Tính khí hợp khẩu vị của ta. Nhưng kẻ này quá mức cương liệt, thà gãy không cong, có khả năng một đường tiến lên, cũng có thể sau một khắc sẽ chết. Ai biết được? Vũ Tổ cười nói. Hợp khẩu vị của ngươi, khó được khó được. Vũ Nghịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua chân trời, thời gian dần trôi qua,
trong mắt hắn hiện lên vẻ dữ tợn. Năm đó lão tử không giết được ngươi, không sao, đệ tử của lão tử nhất định sẽ giết được ngươi. Ngươi không chết, lão tử mãi không nhắm mắt. Nói xong, thân thể Vũ Nghịch và Vũ Tổ dần dần hư ảo. Rất nhanh, trên vách núi chỉ còn có một bàn cờ. Thần Vũ Thành, Thính Vân Cư. Dương Diệp và An Nam Tĩnh mới vừa xuất hiện, A Lãnh đã từ trong nhà trúc đi ra. A Lãnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, cuối cùng ánh mắt nàng rơi vào trên người An Nam Tĩnh, quan sát An Nam Tĩnh một chút, A Lãnh khẽ gật đầu. Võ thần chi thể, cực kỳ lợi hại. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua A Lãnh, khẽ gật đầu. Bình thường. A Lãnh mỉm cười, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Dương công tử, phiền toái. Dương Diệp cười nói. Nên phải. A Lãnh cười cười, đi đến một bên ngồi xuống, Dương Diệp ngồi ở đối diện A Lãnh. A Lãnh vươn bàn tay như ngọc trắng, tay phải Dương Diệp đặt ở trên tay nàng, hồng mông tử khí liên tục không ngừng truyền ra. Hai mắt A Lãnh chậm rãi đóng lại, thời gian dần trôi qua, sắc mặt nàng càng ngày càng hồng nhuận. Hồng mông tử khí. A Lãnh nói khẽ. Không hổ là thánh khí chữa thương. Chuyến đi này không tệ. Dương Diệp nhìn thoáng qua A Lãnh, không nói gì. Không biết trải qua bao lâu, Dương Diệp thu tay về, nhưng A Lãnh đột nhiên giữ tay của hắn. A Lãnh nhìn Dương Diệp mỉm cười. Dương công tử, hồng mông tử khí này, bán không? Bán. Dương Diệp lắc đầu. Không bán. A Lãnh mỉm cười. Ta thật sự ưa thích khí này, nếu Dương công tử nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, thần khí, hoặc cái gì khác, cứ việc nói. Dương Diệp lần nữa lắc đầu. Không bán. Hai mắt A Lãnh hơi híp lại. Trong nháy mắt, bầu không khí trong tràng ngưng kết lại. Cách đó không xa, An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua A Lãnh, nắm đấm chậm rãi nắm. Lại. Dương Diệp mỉm cười. A Lãnh cô nương không phải là muốn ép mua chứ. Trước mặt Dương Diệp, A Lãnh thu tay về, nàng nhìn nhìn bàn tay mình, sau đó nói khẽ. Không dối gạt Dương công tử. Ta quả thật có ý này. Dương công tử có thể không biết, bệnh này của ta, coi như là hồng mông tử khí, cũng không có khả năng để cho nó hết bệnh, hồng mông tử khí cũng chỉ có thể trì hoãn bệnh này tiếp tục chuyển biến xấu. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, lại nói. Nhưng nếu có hồng mông tử khí ở trên người, như vậy thời gian của ta sẽ nhiều hơn rất nhiều, bởi vậy ta liền có thời gian đi tìm những phương pháp khác. Dương Diệp cười nói. Cho nên A Lãnh cô nương muốn cướp, đúng không? A Lãnh nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nhoẻn miệng cười. Dương công tử, chúng ta tính bằng hữu không? Dương Diệp lắc đầu. Bằng hữu? Hắn cùng với A Lãnh xác thực không tính là bằng hữu. A Lãnh cười ha ha, đột nhiên nàng ho khan, qua một hồi lâu mới bình phục lại. A Lãnh khẽ cười nói. Dương công tử, tính cách này của ngươi, ta rất thưởng thức. Nói xong, nàng chậm rãi đứng lên, nhìn bầu trời. Dương công tử, trước lúc ly biệt, có vài lời khuyên, không biết Dương công tử nguyện ý nghe không? Dương Diệp gật đầu. Mời nói. A Lãnh đột nhiên cúi đầu nhìn về phía Tiểu Bạch trên bờ vai Dương Diệp, Tiểu Bạch như cảm nhận được cái gì, cũng nhìn về phía A Lãnh. Ánh mắt Tiểu Bạch chớp chớp, tỏ vẻ ngươi muốn làm gì? A Lãnh nhìn Tiểu Bạch hồi lâu, sau đó nói. Linh Tổ. Dương công tử, nếu như ngươi tiếp tục để cho nàng đi theo ngươi, thứ cho ta nói thẳng, bất kể là ngươi, hay nàng, đều không có tốt kết cục. Nàng bây giờ, vẫn không tính là linh tổ, nhưng nàng nhất định sẽ trở thành linh tổ, chính vì vậy, rất nhiều thế lực, ta nói chính là loại thế lực cực kỳ cổ xưa, những thế lực này tuyệt đối sẽ không bỏ qua nó. Nói đến đây, nàng nhìn về phương Bắc. Còn có bên kia, Vĩnh Hằng Chi Hà, ngoài Vĩnh Hằng Chi Hà còn có Vĩnh Hằng Quốc Độ. Ngươi biết không, toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc Độ, vô số thế lực đều đang đợi, chờ linh tổ mới sinh ra. Chờ linh tổ sinh ra. Dương Diệp nhíu mày khó hiểu. A Lãnh nhẹ gật đầu. Năm đó trận đại chiến kia, nếu như không phải linh tổ, Vĩnh Hằng Quốc Độ đã không còn. Mà trong trận đại chiến kia, hoang tộc cũng không bị diệt, Vĩnh Hằng Quốc Độ rất sợ hoang tộc ngóc đầu trở lại, cho nên bọn hắn cần linh tổ, có linh tổ đứng ở bên bọn họ. Phần thắng của bọn hắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Nói đến đây, A Lãnh nhìn về phía Dương Diệp. Còn có hoang tộc, nếu để cho hoang tộc biết trong tay ngươi có linh tổ, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ như thế nào? Bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đoạt linh tổ,
hoặc có lẽ là giết linh tổ. Không có được, nhất định sẽ giết. Thế lực khác khả năng không dám giết linh tổ, nhưng bọn hắn dám. Hoang tộc. Ngay lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Rất lợi hại. A Lãnh nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, cười nói. Rất lợi hại. An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu, nàng nhìn về phía Tiểu Bạch. Không sợ, ta, hắn, sẽ bảo hộ ngươi. Nghe vậy, Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, bay đến trên bờ vai An Nam Tĩnh, đầu dùng sức cọ sát hai má của An Nam Tĩnh. Tiểu Bạch tự nhiên không sợ. Nàng sợ qua ai? Nàng có thật nhiều thần khí, thiệt nhiều người hầu, còn có Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Quan trọng nhất là, còn có A Tú. A Tú đã từng nói qua, sẽ bảo vệ nàng. A Tú là rất lợi hại, rất lợi hại. Nói tóm lại, Tiểu Bạch cảm giác mình cực kỳ an toàn. Lúc này A Lãnh đột nhiên đi tới trước mặt An Nam Tĩnh, nàng nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, sau đó nói. An cô nương, cần gì để mình lâm vào trong vòng xoáy? Dùng điều kiện của ngươi, tiền đồ không thể hạn lượng. An Nam Tĩnh nhìn thẳng A Lãnh. Ta thích. A Lãnh nhìn An Nam Tĩnh hồi lâu, sau đó lắc đầu cười cười. Tùy ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Dương công tử, hôm nay từ biệt, hy vọng còn có thời điểm gặp lại. Chúc hai vị bình an. Dương Diệp không có nói gì, ôm Tiểu Bạch và An Nam Tĩnh quay người biến mất. Dương Diệp và An Nam Tĩnh đi rồi, A Lãnh đột nhiên nói khẽ. Võ thần chi thể, nữ nhân này. Tiểu thư. Ngay lúc này, Tả Kiếm muốn nói lại thôi. Như thế nào? A Lãnh hỏi. Tả Kiếm do dự một hồi lâu, sau đó nói. Dương công tử cùng An cô nương kia, thật rất mạnh mẽ sao? A Lãnh nhẹ gật đầu. Rất mạnh, vị Dương công tử này, nếu như ta không đoán sai, hắn đang tận lực áp chế cảnh giới của mình, hắn áp chế càng lâu, ngày sau bộc phát sẽ càng khủng bố. Đừng nói ngày sau, coi như hiện tại, cường giả tam giới bình thường đã không làm gì được hắn. Còn An cô nương kia? Nói đến đây, hai mắt A Lãnh hơi híp lại. Võ thần chi thể, thể chất của nàng, giống như ta cùng thuộc về thập đại thể chất, cho nên ngươi cảm thấy thế nào? Thần sắc của Tả Kiếm có chút do dự, giống như muốn nói gì. A Lãnh nhíu mày. Làm sao vậy? Tả Kiếm khẽ cúi đầu, sau đó nói. Tiểu thư, hữu kiếm nàng, nàng nói chuyện hồng mông tử khí cho đại công tử biết, mà lúc trước, bọn hắn nói, nếu như tiểu thư không động thủ cướp đoạt hồng mông tử khí. Bọn hắn sẽ ở sau khi Dương công tử cùng An cô nương rời đi ra tay cướp đoạt. Láo xược. A Lãnh đột nhiên quay đầu, gầm lên. Sắc mặt Tả Kiếm lập tức trắng bệch, trực tiếp tế quy trên đất. A Lãnh lạnh lùng nhìn thoáng qua Tả Kiếm, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Hy vọng tới kịp, thiên lão, địa di, theo ta đi một chuyến. Nói xong, thân hình nàng run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp và An Nam Tĩnh ly Khiêu Thần Vũ Thành, cũng không lâu lắm, hai người đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh không xa, đứng một thanh niên, một nữ tử, một nam tử thô cuồng. Nữ CTU, nam tử thô cuồng Dương Diệp đều biết, đúng là hữu kiếm và cường giả tam giới A đại kia. Ánh mắt của Dương Diệp rơi vào trên người thanh niên kia, thanh niên lạnh nhạt nói. Ca, hồng mông tử khí trên người các hạ. Ta vừa ý, mời các hạ lưu lại đi. Dương Diệp nói. Là ý tứ của A Lãnh. Thanh niên nhìn Dương Diệp. Thời gian không nhiều lắm, ba hơi, trong ba hơi, nếu không giao ra hồng mông tử khí, hôm nay mạng hai vị ở lại chỗ này rồi. Ngay lúc này, thân hình Dương Diệp đột nhiên run lên, sau một khắc, một đạo kiếm quang trực tiếp chém xuống. Tam kiếm kiếm vực. Sắc mặt thanh niên đại biến, bất quá hắn phản ứng cực nhanh. Thời điểm kiếm của Dương Diệp rơi xuống, hai tay của hắn kết ấn, trong chốc lát, một tia sáng màu vàng cường đại từ trong cơ thể hắn phóng lên trời. Ầm! Theo một tiếng nổ vang, luồng hào quang màu vàng kia lập tức nổ bể ra, cả người thanh niên bị đẩy lui mấy trăm trượng. Vừa dừng lại, đồng tử của thanh niên kia bỗng nhiên co rụt, hắn bản năng lóe qua bên cạnh. Xuy! Tuy thanh niên rời đi chỗ cũ, nhưng cánh tay phải của hắn bị phi kiếm chặt đứt. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt hữu kiếm trắng bệch. Nam tử thô cuồng đang muốn ra tay, ngay lúc này, một cây trường thương phá không bay đến, trong mắt nam tử thô cuồng hiện lên lệ khí, tay phải hắn mãnh liệt hất lên, trong chốc lát, một khóa sắt vừa thô vừa to đánh vào trên trường thương. Ầm,
toàn bộ thiên địa run lên kịch liệt. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nam tử thô cuồng, thoáng qua, nàng đá ngang về phía nam tử thô cuồng. Nam tử thô cuồng cũng không có trốn tránh, một quyền đánh về phía chân của An Nam Tĩnh. Cứng đối cứng. Bành. Theo một tiếng nổ vang, nam tử thô cuồng bị An Nam Tĩnh đá bay hơn trăm trượng. Sau một khắc, một cây trường thương lập tức đến trước mặt nam tử thô cuồng. Nam tử gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền. Bành. Nam tử thô cuồng lần nữa bị chấn bay ra ngoài, mà lúc này, An Nam Tĩnh vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Áp chế. Vừa giao thủ một cái, cường giả tam giới bị An Nam Tĩnh áp chế. Bên kia, sau khi Dương Diệp một kiếm lột bỏ cánh tay của thanh niên kia, cũng không dừng tay, thân hình run lên, hóa thành một đạo kiếm quang bắn về phía thanh niên kia. Thanh niên kia hoảng hốt, hắn vội vàng sử dụng một tấm thuẫn màu xanh, nhưng tấm thuẫn kia vừa mới tiếp xúc kiếm của Dương Diệp đã lập tức nổ bể ra. Sau một khắc, kiếm tiến nhanh vào, chống đỡ ở mi tâm của thanh niên. Kiếm không ngừng, thời điểm kiếm muốn đâm vào mi tâm, một giọng nói vang lên. Dương huynh xin hạ thủ lưu tình. Kiếm ngừng. Dương Diệp xoay người nhìn, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi đến, đúng là A Lãnh, mà sau lưng A Lãnh, còn có một lão giả cùng một bà lão. A Lãnh đi nhanh đến trước mặt Dương Diệp, nàng nhìn thoáng qua thanh niên, sau đó nhìn Dương Diệp ôm quyền. Dương huynh, xin lỗi. Dương Diệp không để ý tới A Lãnh, mà nhìn về phía bên cạnh, cách đó không xa, An Nam Tĩnh còn đang đại chiến với nam tử thô cuồng. Bất quá giờ phút này nam tử thô cuồng đã toàn diện bị áp chế, ở trước mặt An Nam Tĩnh, nam tử thô cuồng ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Bị thua, chẳng qua là vấn đề thời gian. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía A Lãnh. A Lãnh cô nương, ta muốn câu trả lời thỏa đáng. A Lãnh đắng chát cười cười. Thật có lỗi, bọn hắn là bởi vì ta mới đến tìm Dương công tử, ta ở chỗ này xin lỗi Dương công tử. Mong Dương công tử cho tiểu nữ tử chút mặt mũi, tha cho bọn hắn một lần. Dương Diệp nhìn A Lãnh hồi lâu, đang muốn thu kiếm, đúng lúc này, thanh niên trước mặt hắn cả giận nói. A Lãnh, hắn là cái thá gì? Hắn có tư cách gì để cho ngươi ăn nói khép nép? Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ta nói cho ngươi biết, hồng mông tử khí, chúng ta chắc chắn phải có được, nếu như ngươi không giao ra, người có liên quan tới ngươi đều phải chết. Chết không nơi táng thân, các ngươi. Xuy. Thanh âm của thanh niên im bặt mà dừng. Một thanh kiếm xuyên thủng mi tâm hắn. Hai mắt A Lãnh hơi híp lại, bầu không khí trong tràng lập tức biến thành khẩn trương. Kiếm thu. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía A Lãnh, mỉm cười. Xin lỗi, A Lãnh cô nương, mặt mũi của ngươi, hôm nay ta không cho. Có vấn đề gì không? A Lãnh nhìn Dương Diệp, không nói gì. Sau lưng nàng, thần thức của hai lão giả đã phong tỏa Dương Diệp lại. Bầu không khí hết sức khẩn trương. Về phần Dương Diệp căn bản không có quản ba người bên cạnh An Lãnh, mà nhìn về phía An Nam Tĩnh. Bành! Xa xa, theo một tiếng rên vang vọng, đại hán thô cuồng bị chấn bay ra ngoài. An Nam Tĩnh còn muốn xuất thủ, Dương Diệp đột nhiên nói. Chúng ta đi thôi. Xa xa, An Nam Tĩnh ngừng lại. Sau đó đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng nhìn thoáng qua A Lãnh, bất quá rất nhanh, ánh mắt nàng rơi vào hai lão giả ở sau lưng A Lãnh, bởi vì thần thức của hai lão giả này một mực tập trung vào Dương Diệp, An Nam Tĩnh nắm chặt nắm đấm. Muốn đánh nhau? Dương Diệp. Lão giả kia nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, sau đó nói. Luôn sẵn sàng tiếp đón. An Nam Tĩnh nhìn về phía A Lãnh mỉm cười. Hai vị luận bàn một chút đi. Ân. Nếu luận bàn, thì luận bàn scam chú một chút, bằng không thì không có ý gì, đúng không? Nói xong nàng nhìn về phía Dương Diệp. Chăm chú một chút. Dương Diệp như tê khế nào không rõ ý tứ của A Lãnh. Lập tức cười cười, nhìn về phía An Nam Tĩnh. Chăm chú một chút. An Nam Tĩnh nói. Ta giết là được. Nói xong, nàng đi về phía trước. Mặt Dương Diệp đen lại, nữ nhân này, coi như trong nội tâm nghĩ như vậy. Cũng không thể nói ra a. Quá ngay thẳng. Bên cạnh Dương Diệp, A Lãnh khẽ cười nói. Dương huynh, trưởng bối này của ta, là cường giả tam giới cảnh đỉnh phong. Trong cùng giai, hắn ít khi bị bại. Dương Diệp cười nói. Không có việc gì, tính nhi ở trong cùng giai,
ngoại trừ thua ta, thì chưa từng thua người khác. A Lãnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, cười nói. Vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Được, mỏi mắt mong chờ. Xa xa. An Nam Tĩnh khẽ vẫy tay, một thanh trường thương màu đen lập tức xuất hiện ở trong tay nàng. Thương. An Nam Tĩnh nắm chặt trường thương, sau một khắc, cả người nàng biến mất ngay tại chỗ. Xùy. Trong tràng đột nhiên vang lên âm thanh nứt vỡ. Không gian tê liệt. Một lỗ hổng khổng lồ xuất hiện ở trên bầu trời. Xa xa, hai mắt lão giả kia chậm rãi đóng lại, đột nhiên tay phải hắn có chút xoay tròn, trong chốc lát, một thanh trường đao hư ảo xuất hiện ở trong tay hắn. Thoáng qua, hai tay lão giả nắm trường đao mãnh liệt bổ một cái. Keng! Đao thương chạm nhau, toàn bộ thiên địa run lên kịch liệt. An Nam Tĩnh cùng lão giả liên tục lùi lại, nhưng rất nhanh, hai người đồng thời ngừng lại. Tay phải An Nam Tĩnh nắm chặt trường thương, hai mắt chậm rãi đóng lại. Ầm, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên từ trong cơ thể An Nam Tĩnh cuồn cuộn quét ra. Thế, khí thế, khí thế của An Nam Tĩnh càng ngày càng mạnh, thời gian dần trôi qua, toàn bộ thiên địa rung động. Cách đó không xa, hai mắt A Lãnh hơi híp, ở chỗ sâu trong mắt có vẻ ngưng trọng. Khí thế của An Nam Tĩnh này, đã nghiền ép khí thế thiên địa. Hơn nữa đáng sợ nhất là, thế của An Nam Tĩnh còn không dừng lại, vẫn còn phát triển. Điên cuồng phát triển. Áp bách. Thời gian dần trôi qua, mọi người đều cảm nhận được một cỗ áp bách cường đại. Cho dù là Dương Diệp cũng cảm thấy áp bách tiếp cận tiếng lòng, làm cho người ta khó có thể hô hấp. Giờ phút này Dương Diệp cũng ngưng trọng, khí thế của An Nam Tĩnh, ngay cả hắn cũng có chút tim đập nhanh. Quan trọng nhất là, thế của An Nam Tĩnh còn đang điên cuồng phát triển. Căn bản không có xu thế dừng. Cái thế này, đến cùng cường đại đến loại trình độ nào? Đối diện An Nam Tĩnh, thần sắc lão giả kia ngưng trọng trước nay chưa từng có. Hai quân giao chiến, cái gì trọng yếu nhất? Khí thế. Giờ phút này khí thế của An Nam Tĩnh, đã hoàn toàn nghiền ép hắn. Đại địch. Giờ khắc này, lão giả thu hồi lòng khinh thị. Hai mắt hắn chậm rãi đóng lại, hai tay nắm chặt đại đao. Huyền khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào đại đao, theo huyền khí tràn vào, không gian chung quanh lão giả dần dần nhăn nhó. Ngay lúc này, cách đó không xa An Nam Tĩnh đột nhiên mở mắt. Tiếp ta một thương. Nói xong, tay phải An Nam Tĩnh cầm trường thương mãnh liệt ném một cái. Trường thương phá không. Trong nháy mắt, thân sắc của Dương Diệp và A Lãnh trở nên ngưng trọng. Một thương này mạnh, hoàn toàn vượt ra khỏi hai người tưởng tượng. Trong mắt Dương Diệp, một thương này của An Nam Tĩnh, hắn chỉ có dùng từ kiếm kiếm vực mới có thể tiếp được. Là có khả năng tiếp được. Hắn không có hoàn toàn chắc chắn. An Nam Tĩnh mạnh mẽ như thế. Xa xa, thần sắc lão giả kia trở nên dữ tợn, hiện tại hắn căn bản không có đường lui, tiếp được phải tiếp, không tiếp nổi cũng phải tiếp. Hay a! Theo một tiếng gầm lên, hai tay lão giả nắm trường đao mãnh liệt bổ một cái. Một đao rơi xuống. Toàn bộ thiên địa ầm ầm run lên, trực tiếp rạn nứt. Thương đến. Ầm. Một đao rơi xuống, chuôi đao kia nổ bể ra, thoáng qua, một cây trường thương xông vào lồng ngực trái của lão giả. Xùy. Lão giả bị chấn đến ngoài mấy ngàn trượng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 166.